Thần y trọng sinh, Mạc Phàm. Tập 16. Hửm. Mã Khôn nhíu mày, trên mặt lóe lên khó chịu, ông ta giả bị đụng xe ở đây, vậy mà có người dám xen vào việc của người khác, đúng là không biết sống chết. Những người xem náo nhiệt xung quanh nhìn nơi phát ra tiếng, ánh mắt nhìn về phía Mạc Phàm, lông mày lập tức nhăn lại, không khỏi có chút thất vọng. Đứa bé 16, 17 tuổi, nếu là đại thiếu Tần gia, đại thiếu Sở gia, đại thiếu Đường gia ở thành phố Đông Hải còn được. Ba đại thiếu này quang lâm, Mã Hồng phải nể mặt mũi, tiểu tử này có thể làm gì? Tiểu tử, đừng chõ mõm loạn như vậy, bọn họ không dễ chọc đâu. Một người đàn ông trung niên tốt bụng khuyên. Lúc trước có người chõ mõm vào, kết quả bị người kia đánh một trận không nói, chỉ cần xe người đó lái đi là bị đâm ăn vạ. Sau khi đâm 17 lần liên tiếp, người kia không thể không đưa một số tiền lớn cho Mã Hồng giải quyết chuyện này, nếu không không biết sẽ thành ra thế nào. Không sao. Mạc Phàm cười nhạt, mang theo A Hào đi đến chỗ đám Mã Khôn. Người tốt bụng lắc đầu, ông ta khuyên rồi, Mạc Phàm có nghe hay không ông ta cũng không có biện pháp. Có một số việc không phải dựa vào lời nhiệt huyết là có thể thay đổi. Mã Khôn thấy hai người đi tới, móc móc giấy tai, biểu cảm khinh thường. Ông ta còn tưởng là ai cơ, hóa ra là đứa bé, ha ha. Tiểu tử, mày vừa nói cái gì, tao không nghe thấy, mày lặp lại lần nữa cho tao nghe xem. Mạc Phàm không trả lời Mã Khôn, vẻ mặt lạnh nhạt nói với A Hào. Cho ông ta biết tôi vừa nói gì. Dạ, Mạc tiên sinh. A Hào cung kính nói, sải bước đi đến chỗ đám Mã Khôn. Mã Khôn liếc mắt nhìn A Hào một cái, trên mặt hiện lên e sợ. A Hào cao lớn uy võ trời sinh, bắp thịt toàn thân như rán sắt lên. Thân hình này giống như là quyền vương, cho dù là tráng hán dưới tay ông ta cũng phải nhỏ hơn A Hào một vòng. Ô, ngang tàn như vậy, muốn động võ à, cho cậu ta biết lợi hại của chúng ta đi. Mã Khôn ra vẻ trấn định nói. Đây là địa bàn của ông ta phải sợ một tên vệ sĩ. Cho dù thật sự là quyền vương đến đây, cũng cần phải nằm sấp xuống. Mấy tên thuộc hạ cười mỉa, dáng vẻ lưu manh đi về phía A Hào. Đám người xung quanh đều nhíu mày. Bên cạnh Mã Khôn có 5-6 người, đều là người trưởng thành, cho dù A Hào có ưu thế về hình thể, chỉ sợ cũng sẽ bị đánh. Cho dù đánh thắng được thì làm sao, đắc tội Mã Khôn, sau này đừng nghĩ đến chuyện ra cửa ở thành phố Đông Hải. Bạch Tiểu Hàn và Bạch Tiểu Manh cũng nhíu mày, trên mặt tràn đầy lo lắng. Đám người này dám quang minh chính đại giả bị đâm xe trên đường, chắc chắn không phải người bình thường. Tiểu tử, rất ngang ngược đó, mày là ai? Một đại hán đầu chọc thuộc hạ của Mã Khôn khoanh hai tay trước ngực, lạnh giọng hỏi. Cho dù là lão đại Mã Hồng các người cũng không có tư cách biết. A Hào lạnh lùng nói, một cái tát tát mạnh vào mặt tên đầu bóng loáng. Thân phận của Mạc tiên sinh, đám người này muốn biết là biết được sao? Cái tát nhìn như bình thường, nhưng tên đầu bóng loáng cơ thể cường tráng bay xuống kênh rạch bên đường. Mọi người xung quanh sửng sốt, cả đám miệng há to. Tên đầu bóng loáng kia ít nhất phải 80 cân, ven đường cách tên đầu bóng loáng vừa rồi khoảng chừng 5 thước. Một quyền đánh người ta lùi lại đã khó, một cái tát lại đánh người trưởng thành bay đi, cái tát này phải mạnh bao nhiêu? Không phải đang đóng phim đấy chứ? Có người vô cùng khiếp sợ nói. Bây giờ nghe rõ ràng lời tôi nói chưa? Mạc Phàm hỏi. Khóe miệng Mã Khôn giật giật, tứ chi không tự chủ được run rẩy. Tiểu tử, coi như mày lợi hại, có bản lĩnh đọc biển số xe ra đây. Cho dù ông ta thua, nhưng chuyện này chưa tính xong đâu, chỉ cần nhớ biển số xe, sau này sẽ cho cậu ta đẹp mặt. Không phải thích anh hùng cứu mỹ nữ sao, không đưa cho lão tử mấy mỹ nữ để lão tử chơi, lão tử tuyệt đối không tha cho. Biển số xe. Mạc Phàm nhếch miệng, cười khinh thường đọc biển số xe cho Mã Khôn. Hừ, vậy mày đợi đó, chúng ta đi. Mã Khôn chừng Mạc Phàm đầy hung dữ nói. Đi, có thể, A Hào anh tiễn bọn họ một đoạn đi. Mạc Phàm lạnh lùng nói. Giả bị đâm xe còn muốn rời đi đơn giản như thế, đâu dễ như vậy. A Hào đáp lại một tiếng, bước nhanh đến giữa đám Mã Khôn. Bốp bốp bốp, một màn vừa rồi tái diễn, mỗi người bị tát một cái vang dội, chưa tới 10 giây tất cả đám người rơi xuống hố ven đường, bị ném rên hừ hừ. Ánh mắt đám người xung quanh nhìn Mạc Phàm lập tức thay đổi. Tiểu tử này là ai,
vệ sĩ bên người cũng quá lợi hại rồi. Có người tò mò hỏi. Không ít người nhanh chóng lái xe rời đi, nơi này không thể ở lâu, nhanh chóng rời đi tốt hơn. Tiểu tử, vừa rồi cậu không nên nói biển số xe cho bọn họ, nhanh trở về đổi biển số xe đi. Chú nhiệt tình lúc nãy lại nói. Đánh Mã Khôn thì đánh, làm anh hùng vô danh được rồi, cần gì phải nói biển số xe cho đối phương biết, không phải là tự mình chuốc lấy cực khổ sao. Dạo này người trẻ tuổi rất thích khoe mẽ, nhưng không nhìn xem trường hợp. Cháu đã biết, cảm ơn chú. Mạc Phàm cười nói. Xe của Y Tiên Bất Tử hắn, nếu có người dám giả bị đâm, cứ việc đến đây. Nếu như có người nhàn rỗi giả bị đâm mỗi ngày, hắn không ngại bảo A Hào lái chiếc xe này diệt sạch đám u ác tính. Ái ra, chú nhiệt tình lắc đầu, cũng lái ô tô rời đi. Xe dừng trên đường nhanh chóng lái đi. Vừa rồi cảm ơn anh, tôi tên là Bạch Tiểu Manh, Bạch gia đến từ Giang Nam. Bạch Tiểu Manh đi tới, cảm kích nói. Cô còn là học sinh trung học, đây là lần đầu tiên lái xe xa như vậy, cũng là lần đầu tiên gặp phải chuyện này, vừa rồi cô sợ tới mức tim sắp nhảy ra khỏi cổ họng, may mà có Mạc Phàm. Không cần khách sáo. Mạc Phàm nhìn Bạch Tiểu Manh, cười nói, trong mắt lộ ra xúc động đã lâu. Cô gái này là em họ Tuyết Nhi, sinh viên Đại học Giang Nam, ở ngay bên cạnh Đại học Đông Hải. Khi hắn và Tuyết Nhi hẹn hò, Tiểu Manh ở bên cạnh làm bóng đèn siêu cấp. Giúp bọn họ canh chừng, giúp bọn họ truyền tin, giúp bọn họ nghĩ biện pháp. Cuối cùng hắn và Tuyết Nhi không thể không chia tay, Tiểu Manh không ngại nguy hiểm đến an ủi hắn, còn ngây ngốc muốn gả cho hắn thay Tuyết Nhi. Tuy cô nàng này hơi ngốc một chút, nhưng tính cách rất tốt, là một trong những bạn tốt của hắn. Cuối cùng Tiểu Manh gả cho một phú thiếu môn đăng hộ đối với Bạch gia bọn họ, phú thiếu và cha mẹ chồng cô đối với cô rất tốt, nghe nói vô cùng hạnh phúc. Xem như là người có kết cục tốt nhất trong đám bạn tốt của hắn. Nhưng hắn không ngờ gặp được Bạch Tiểu Manh ở chỗ này. Kiếp trước sau khi hắn học đại học mới gặp Bạch Tiểu Manh. Hai người muốn đến Đông Hải sao? Mạc Phàm hỏi. Đúng vậy, chúng tôi muốn đi tìm. Bạch Tiểu Manh không hề phòng bị nói. Tiểu Manh, nhanh lên xe đi, chúng ta còn có việc phải xử lý. Bạch Tiểu Hàn lạnh lùng liếc Bạch Tiểu Manh một cái, nhíu mày với Mạc Phàm nói. Không có việc gì mà ân cần, không phải gian trá thì trộm cắp. Theo ý cô, Mạc Phàm giúp bọn họ là có ý đồ. Vậy mà Bạch Tiểu Manh không có một chút phòng bị, chuyện gì cũng nói với người xa lạ. Bạch Tiểu Hàn nói xong không chút do dự về xe. Rầm, cửa xe đóng mạnh một cái. Thân thể Bạch Tiểu Manh co rụt, nhắm một mắt lè lưỡi với Mạc Phàm, nhỏ giọng nói. Gần đây Tiểu Hàn thất tình, tính tình không được tốt, chúng tôi đi trước, cảm ơn anh, có cơ hội gặp lại sẽ mời anh ăn một bữa. Mạc Phàm cười, cô nàng này không thay đổi chút nào, Bạch Tiểu Hàn vẫn là bộ dạng kiếp trước. Hắn gật đầu, vẫy vẫy tay với Bạch Tiểu Manh. Dù sao còn có thể gặp lại, không nóng vội được. Hiện giờ ít tiếp xúc, biến cố sẽ ít hơn chút. Mạc Phàm và A Hào quay về xe, tiếp tục lái xe về thành phố Đông Hải, không lâu sau liền lái đến một trạm thu phí tiến vào nội thành Đông Hải. A Hào vừa giảm tốc độ, đang chuẩn bị đi qua lối đi. Rầm, một bóng người nhào lên của kính xe bọn họ, lăn từ trên cửa xe xuống. Xung quanh có khoảng 4-50 người hùng hổ đi tới. Một người đàn ông trung niên trong đó vẻ mặt âm u, khóe miệng còn có một vết sẹo, bộ dạng có vài phần tương tự Mã Khôn, nhưng trắng hơn không ít, gõ vào cửa kính xe. Xuống xe, đâm người ta còn không chịu xuống, muốn nghiến qua người người ta sao? Đám người này vừa xuất hiện, đám người vây xem Mạc Phàm thu thập Mã Khôn lúc trước nhìn thấy người đứng trước xe Mạc Phàm, sắc mặt thay đổi. Mã Hồng. Mã Khôn lúc trước không là cái thá gì, chỉ ỷ thế hiếp người. Mã Hồng này là lan lộ hổ danh chấn thành phố Đông Hải. Một tay nắm giữ đám người giả bị đâm ở thành phố Đông Hải, tất cả đám người bị hại gặp ông ta đều phải kêu một tiếng Hồng ra, dưới tay ông ta còn một lượng lớn người không sợ chết. Đám người này đều là đứa bé xuất thân nghèo khổ, được Mã Hồng dạy dỗ, bảo bọn họ chui vào xe bọn họ tuyệt đối không nhảy lên trên xe, gan rất lớn. Mã Hồng vì giả bị đâm vài lần mà bị bắt, nhưng không lâu sau được thả ra. Nguyên nhân là vì mỗi ngày Mã Hồng có trăm vụ giả bị đâm. Mã Hồng đi vào, giả bị đâm xe tăng lên gấp bội, vì an bình của thành phố, bọn họ đành phải thả Mã Hồng ra.
Mã Hồng được thả ra càng thêm hung hãn, người lúc trước báo cảnh sát bắt ông ta, không lâu sau đã biến mất khỏi thành phố Đông Hải, nguyên nhân cụ thể là gì không ai biết. Có người nói là chuyển đi, có người nói cả nhà người đó bị ném lên đường ray xe lửa đè bẹp thành ba đoạn. Mã Hồng tự mình đến đây, tiểu tử này xong đời rồi. Mạc tiên sinh, có cần gọi điện cho Long ca, bảo anh ấy tới xử lý không ạ? A Hào nhìn lướt qua Mã Hồng hỏi. Anh ta cũng biết Mã Hồng này, có chút danh tiếng ở thành phố Đông Hải, nhưng cũng không là gì. Bảo Đường Long đến đây, chắc chắn người này sẽ quỳ xuống, hoàn toàn không cần Mạc Phàm ra tay. Không cần, chúng ta xuống xem một chút. Mạc Phàm nói. Nếu chỉ là một người giả bị đâm y tiên bất tử hắn không thu xếp được, chẳng phải sẽ bị người ta chê cười sao? Dạ. A Hào không nói gì nữa, mở cửa xuống xe. Cách đó không xa, bởi vì người đứng lại ở trạm thu phí tương đối nhiều, rất nhiều xe phải xếp hàng, Bạch Tiểu Hàn và Bạch Tiểu Manh cũng phải xếp hàng bên ngoài trạm thu phí. Tiểu Hàn, không phải những người này là đám bại hoại bắt nạt chúng ta sao? Bạch Tiểu Manh mở cửa phía trên ô tô, đứng dậy đảo qua xung quanh, liền nhìn thấy đám Mã Hồng chắn trước xe Mạc Phàm. Bạch Tiểu Hàn nhìn thoáng qua cửa kính xe, hàn quang trong mắt chớp lóe, gật đầu, Mã Khôn tên vô liêm sỉ bọn họ vừa gặp cũng ở trong đây. Nhanh ngồi xuống, đừng để bọn họ nhìn thấy. Bạch Tiểu Hàn vội vàng kéo Bạch Tiểu Manh xuống, nói. Để Mã Khôn nhìn thấy bọn họ, vậy lại phiền phức rồi. Tiểu Hàn, có phải bọn họ lại gây sự với Tiểu ca ca vừa rồi không? Bạch Tiểu Manh ngây ngốc đáng yêu hỏi. Đâu khéo như vậy? Bạch Tiểu Hàn nhíu mày, không nói nữa. Mới gặp một lần đã gọi người ta là Tiểu ca ca, với chỉ số thông minh này nếu gặp tên đàn ông cặn bã, bị bán đến gà điếm còn giúp người ta kiếm tiền. Hình như là thật đó, chúng ta có nên đi giúp hay không, Tiểu Hàn? Bạch Tiểu Manh nhìn thấy Mạc Phàm và A Hào đi xuống, vội vàng nói. Bạch Tiểu Hàn nhíu mày, trái lại cô không nhìn thấy Mạc Phàm, A Hào cao lớn như vậy người khác muốn chắn cũng không chắn được. Bọn họ ứng phó được, chúng ta đừng nên đến dính phiền phức. Bạch Tiểu Hàn lạnh nhạt nói. Vừa rồi A Hào đánh đám người kia như uống nước sôi để nguội, căn bản không cần bọn họ giúp đỡ. Nhưng lần này có rất nhiều người, chúng ta giúp bọn họ có được không, Tiểu Hàn? Bạch Tiểu Manh ngồi xuống, lắc lắc cánh tay Bạch Tiểu Hàn, làm nũng nói, đôi mắt to ngập nước tràn đầy cầu xin. Lúc trước chỉ có 5-6 người, nhưng bây giờ có khoảng 5-60 người. Hơn nữa nơi này là trạm thu phí, đã là ngoại thành thành phố Đông Hải, khắp nơi đều có camera, không phải nơi đánh nhau. Không giống ven đường cách xa nội thành lúc trước, đánh người không có ai quản. Cho dù bọn họ thật sự đánh thắng, Mạc Phàm và A Hào cũng phải bị ném vào cục cảnh sát. Bạch Tiểu Hàn nhíu mày, tuy cô không thích Mạc Phàm lắm, nhưng vừa rồi Mạc Phàm đã giúp bọn họ. Được rồi, em ở yên đây, không được phép đi ra ngoài, nếu không chị sẽ không quản cậu ta. Lông mày cô giãn ra, nhắc nhở. Được, em đảm bảo chỉ cần chị không cho em xuống xe, em tuyệt đối sẽ không xuống, nếu không em sẽ không được ăn đồ ăn chị làm nữa. Bạch Tiểu Manh hơi híp mắt, cười tinh nghịch nói. Bạch Tiểu Hàn lạnh lùng liếc Bạch Tiểu Manh một cái, lấy trong túi ra một cái thẻ, do dự một lát vẫn mở cửa xe đi ra. Trước xe Mạc Phàm, Mã Hồng nhìn thấy Mạc Phàm và A Hào đi ra, khóe miệng nhếch lên, cười khinh thường. Tiểu Khôn, chính là bọn họ đánh cậu sao? Mã Hồng chỉ Mạc Phàm và A Hào, nói với Mã Khôn bị tát sưng như đầu heo bên cạnh. Mã Khôn chừng Mạc Phàm và A Hào một cái. Trên mặt tràn đầy giận dữ. Đại ca, chính là bọn họ, anh nhất định không được bỏ qua cho bọn chúng. Yên tâm đi, có tôi ở đây, không ai bắt nạt cậu có thể còn sống. Trên khuôn mặt Mã Hồng hiện lên tàn nhẫn, rời mắt nhìn Mạc Phàm và A Hào. Ông ta ngồi xổm bên cạnh người nằm trước xe, nhấc tay người kia lên. Cánh tay người nọ nhún như mì sợi, cong thành độ cong khiến da đầu người ta run lên, rõ ràng là xương cốt bên trong đã gãy. Hai người đâm người anh em của tôi thành như vậy, hai người nói xem làm sao giờ. Mã Hồng lạnh giọng hỏi. Sắc mặt A Hào trầm xuống, vừa rồi bọn họ có giảm tốc độ xe còn chưa tới 15 km/h, không khác gì chạy xe điện, sao có thể đâm gãy tay thành như vậy. Anh ta đi theo Đường Long nhiều nên có gì mà chưa thấy qua, chỉ trong chớp mắt đã đoán được tình huống. Tay người này bị Mã Hồng đánh gãy, sau đó ném tới trước xe bọn họ.
Lúc trước Đường Long từng nói với anh ta, Mã Hồng này là người độc ác, anh ta còn không tin lắm, bây giờ anh ta tin rồi. Mạc Phàm nheo mắt, trong mắt hiện lên ánh sáng lạnh. Đám người này giả bị đâm, dựa vào kỹ xảo diễn hại người thì thôi đi, đưa tiền cho ông ta là chuyện nhỏ. Nhưng Mã Hồng này vì lừa gạt mà đánh nát tay người ta, có chút quá phận rồi. Vết thương như vậy cả đời này đừng nghĩ khôi phục, chỉ có thể cắt. Lúc trước hắn từng nghe nói một số người giả bị đâm là kẻ lang thang hay cô nhi bọn họ bắt được, còn có một số người đắc tội bọn họ. Đánh gãy tay chân ném dưới xe người khác, như vậy kiếm được nhiều tiền hơn nhiều. Dù sao vết thương sờ sờ trước mắt, cho dù gọi cảnh sát tới cũng phải bồi thường tiền. Đám người này kiếm được chút tiền thì không quản sống chết của kẻ lang thang hay cô nhi, không ít vết thương bị cảm nhiễm, không lâu sau sẽ chết đi, có một số người chủ xe không kịp phanh lại, bị nghiền chết dưới xe. Người trước xe hắn, hơn phân nửa là loại này. Tay người này bị ông đánh gãy sao? Mạc Phàm trầm giọng hỏi, lúc nói chuyện sát khí quanh người hắn tỏa ra. Mã Hồng nhướng mày, sau đó cười khinh thường. Tiểu tử, đây rõ ràng là hai người đâm gãy, sao có thể là tôi đánh gãy được, đây là anh em của tôi, sao tôi có thể đánh gãy tay anh em của mình? Nói như vậy, sau này Mã Hồng tôi còn lăn lộn ở thành phố Đông Hải thế nào, có phải không? Đúng vậy, rõ ràng là các người đâm phải, chúng tôi đều thấy rõ. Một tên du côn đứng bên cạnh Mã Hồng cười đắc ý nói. Những người khác cũng cười theo, ánh mắt nhìn Mạc Phàm như nhìn thấy con mồi. Hồng gia của bọn họ đã ra tay rồi, sẽ không thành công được sao? Không đợi Mạc Phàm mở miệng, A Hào nhíu mày, trầm giọng hỏi. Mã Hồng, ông biết ông đang nói chuyện với ai không? Mã Hồng nhướng mày, liếc mắt nhìn A Hào vài lần, bộ dạng lập tức lộ ra bừng tỉnh đại ngộ. Tôi còn tưởng là ai cơ? Hóa ra là A Hào à, không phải cậu đi theo Đường Long sao, sao bây giờ lại làm vệ sĩ cho một thằng nhóc, xem ra làm vệ sĩ cũng không dễ dàng gì, gầy thành như vậy. A Hào gầy hơn lúc trước ông ta gặp, gầy đi một vòng, vừa rồi không có nhìn kỹ, đúng là không nhận ra. Mã Hồng, miệng ông sạch sẽ một chút, ông còn dám vô lễ với Mạc tiên sinh thử xem, có tin tôi giết ông không? A Hào tức giận nói. Thân thể anh ta trải qua rèn luyện phi phong truy pháp, mỡ dư thừa đều được rèn luyện, quả thật không giống lúc trước. Nhưng hắn hiện giờ chỉ cần Mạc Phàm ra lệnh, hoàn toàn có thể giết sạch đám Mã Hồng này. Ôi, còn Mạc tiên sinh nữa chứ? Mã Hồng nhướng mày cười khinh thường, không sợ hãi nói. Ông ta lăn lộn ở thành phố Đông Hải lâu như vậy, người tuổi xấp xỉ Mạc Phàm có thể đè ép được ông ta chỉ có Tần công tử, Sở công tử, Đường công tử, không có ai họ Mạc. A Hào đúng không, không phải tôi không nể mặt cậu, nếu là Đường Long lão đại cậu đến đây tôi lập tức quỳ xuống xin lỗi, nếu tiểu tử này là cháu nội bảo bối của Tần gia, con trai thị trưởng hay con trai của Đường Khôn, tôi cũng lập tức cút đi, cậu lấy Mạc tiên sinh ra hù ai thế, chẳng lẽ tiểu tử này còn có thể là Mạc đại sư danh chấn Đông Hải. Ông ta nói xong đi đến bên cạnh A Hào, vỗ vai A Hào nói. Tôi nể mặt trước đây cậu đi theo Đường Long, không so đo với cậu. Nhưng cậu không thể chắn con đường phát tài của tôi có hiểu không, nhanh cút ngay cho tôi. Hừ, ông còn biết Mạc đại sư Đông Hải. A Hào hừ lạnh một tiếng. Không đợi anh ta nói ra thân phận của Mạc Phàm đã ngăn lại. Ông vừa nói cái gì, Đường Long đến đây ông sẽ quỳ xuống, nếu Mạc đại sư đến thì sao? Mạc Phàm lạnh giọng hỏi. Mạc Phàm mở miệng, A Hào chủ động lùi sang một bên. Hai mắt Mã Hồng sáng lên. Liếc mắt nhìn Mạc Phàm đầy khinh thường. Ông ta không có tư cách quen biết Mạc đại sư trong truyền thuyết, Mạc đại sư phải có bộ dạng tiên phong đạo cốt, sẽ là đứa bé này sao? Anh bạn trẻ, cậu đừng làm tôi sợ, lá gan của tôi tương đối nhỏ, còn mắc bệnh tim nữa, không thể bị dọa sợ được, nếu Mạc đại sư đến đây, tôi chỉ có thể đưa mệnh cho ông ấy, cậu đừng nói với tôi cậu là Mạc đại sư đấy nhé. Những lời này, tôi sẽ không nói cho ông biết. Mạc Phàm cười khẽ. Danh tiếng là người khác tạo ra, danh tiếng vừa ra, thiên hạ kính như thần linh. Tôi thấy cậu không thể là Mạc đại sư được, nếu không phải, có phải chúng ta nên tâm sự chuyện cậu đâm phải người anh em của tôi hay không? Mã Hồng nghiêng đầu, cười mỉa nói. Ông muốn tâm sự thế nào? Mạc Phàm hỏi. Đơn giản, tay của anh em tôi bị phế đi, đưa đến bệnh viện hơn phân nửa là phải cắt, trong nhà đều trông cậy vào cậu ấy kiếm tiền, bị Mạc đại sư đâm thành ra như vậy.
không lấy 100 vạn thì cậu không có bản lĩnh, có phải không? Mã Hồng trêu chọc nói, 100 vạn, bọn họ làm một năm cũng không kiếm được nhiều như thế. 100 vạn. Mạc Phàm nhíu mày. Lúc này một giọng nói lạnh lùng truyền đến. Tôi sẽ trả số tiền này. Lời này vừa vang lên, tất cả mọi người nhìn nơi phát ra tiếng, nhìn về phía Bạch Tiểu Hàn mặc đồ thể thao thoải mái. Oa, cô nàng này không tệ. Mã Hồng khẽ nâng mí mắt, khen ngợi. Audio điện tử Võ Tấn Bền. Cô bé này nhỏ tuổi một chút, nhưng phát dục không tệ, khuôn mặt giống như tượng ngọc điêu khắc, vô cùng xinh đẹp. Nếu có thể thu phục cô bé như vậy, ít nhất có thể khoác lác cả đời. Anh, cô nàng này là một trong hai cô bé em nói với anh lúc trước đó, còn một người nữa, chắc ở gần đây thôi, tuổi còn nhỏ hơn, nhưng bộ ngực to như quả bóng chuyền. Mã Khôn nói rất bị ổi. Ông ta còn tưởng cô bé này chạy mất, không ngờ ở ngay gần đây, còn tự mình chạy tới, tối nay có phúc rồi. Tôi đã biết. Mã Hồng cười dâm nói. Không thể không nói em trai ông ta không có thẩm mỹ lắm, vậy mà lần này ánh mắt không tệ, gặp được ngay cô bé như vậy. Bạch Tiểu Hàn đi đến bên cạnh Mạc Phàm, nhíu mày, còn đưa thẻ cho Mạc Phàm. Tiền trong thẻ vốn để cô dùng khi tới Đông Hải, không ngờ còn chưa hoàn thành chuyện đó, đã gặp phải chuyện này. Tuy cô cảm thấy ánh mắt Mạc Phàm nhìn bọn họ là lạ, không khác ánh mắt số nam nhân nhìn chằm chằm bọn họ, cho nên có thành kiến với Mạc Phàm, nhưng cô không phải là người vong ân phụ nghĩa. Mạc Phàm giúp bọn họ một lần, cô không thể nhìn Mạc Phàm bị đám người này bắt nạt. Tấm thẻ này cho cậu đưa thẻ cho bọn họ, giải quyết chuyện này xong, chúng ta coi như thanh toán hết rồi. Mạc Phàm nhướng mày, đây không phải là lần đầu tiên hắn gặp Bạch Tiểu Hàn. Khi hắn học đại học gặp được Tuyết Nhi, Bạch Tiểu Hàn đã học năm tư đại học. Mỗi lần Bạch Tiểu Hàn đều nói không cho Tuyết Nhi gặp mặt hắn, cuối cùng luôn nói cho bọn họ nửa tiếng, hay là nói đây là lần cuối cùng. Kiếp trước thái độ của Bạch Tiểu Hàn đối với hắn không khác bây giờ lắm, bộ dạng xa cách. Mới nói xong Bạch Tiểu Hàn lại nói thêm một câu. Cậu đừng nghĩ nhiều, Bạch gia chúng tôi không thích nợ nhân tình người ta nhất, cậu cầm lấy tấm thẻ này đi. Mạc Phàm hơi nhếch miệng, cười khẽ. Tôi không định cho bọn họ 100 vạn. Nếu y tiên bất tử hắn cho đám giả bị đâm xe kia tiền, vậy hắn còn là y tiên bất tử sao? Bạch Tiểu Hàn nhíu mày, bực bội trong lòng. Tên gia hỏa này muốn làm gì đây? Cô có ý tốt tới giúp cậu ta, vậy mà cậu ta còn không cảm kích, cô chưa bao giờ gặp người nào như Mạc Phàm. Nếu chuyện gì cũng cần quyền giải quyết, vậy cần cảnh sát làm gì? Cô thu tay về, dỗi không để ý tới Mạc Phàm, ánh mắt lạnh như băng nhìn đám Mã Hồng đứng cách đó không xa. Trong đây có 100 vạn, các người lấy đi, nhanh mang đám người của ông rời khỏi đây. Bạch Tiểu Hàn ra lệnh. Đám Mã Hồng nhếch miệng cười, đánh giá Bạch Tiểu Hàn. Người phụ nữ này đúng là cay, dám nói chuyện với Hồng gia như vậy. Có Tiểu Lâu La cười nói. 100 vạn này cho tôi hai người kia có thể cút đi, nhưng nếu cô và em gái cô muốn đi mà nói, còn cần 100 vạn nữa. Mã Hồng cười âm hiểm nói. Vì sao? Sắc mặt Bạch Tiểu Hàn trầm xuống, lạnh giọng hỏi. Cô xem vết thương trên người anh em tôi đi. Hẳn là đều tính trên người các cô đi. Ông, các ông. Sắc mặt Bạch Tiểu Hàn âm u, thầm kêu không hay. Cứu tiểu tử này, cuối cùng thêm mình vào rồi. Chúng tôi làm sao, chúng tôi nói đúng mà, nếu cô không có tiền cũng không sao, buổi tối uống vài chén với chúng tôi đảm bảo không có ai dám tìm hai người gây phiền phức ở thành phố Đông Hải, đương nhiên cô cũng có thể để lại tiền rồi rời đi, chúng tôi lại tính sổ với hai người này tiếp. Mã Hồng cười dâm nói, cô bé xinh đẹp như vậy, nếu đã đến thành phố Đông Hải, có thể chạy trốn được sao? Buổi tối kéo cô ta đến KTIV, thay trang phục cảnh sát, đi tất chân, chắc chắn nóng bỏng muốn mạng. Chuyện này, đôi mắt Bạch Tiểu Hàn khẽ đảo, vẻ mặt xoắn xuýt, nhất thời không biết nên làm gì bây giờ. Trái lại cô có thể đi cho xong việc, để tiểu tử này lại. Nhưng nếu cô quay về xe như vậy, tiểu manh sẽ trách cô cả đời. Nhưng trên người cô chỉ có 100 vạn, không thể mang theo tiểu manh bồi đám người này uống rượu được. Đợi bọn cô tỉnh rượu, sẽ phát hiện thân thể không động đậy được, bên cạnh còn có một đống đàn ông xa lạ, xấu xí nằm. Tôi chỉ có 100 vạn, ông thả bọn họ ra, đợi tôi quay về Giang Nam lại gửi cho ông 100 vạn nữa, tôi nói được thì làm được.
Bạch Tiểu Hàn nói. Nói được thì làm được, mỹ nữ, cô chưa từng nghe nói kỹ nữ vô tình, còn hát vô nghĩa sao? Mã Hồng cười nói. Coi ông ta là đứa bé 3 tuổi chắc, quay về Giang Nam sẽ gửi tiền cho ông ta. So với thả cô bé này về Giang Nam, ông ta càng thích để lại chút ấn ký của ông ta trên người cô bé này hơn. Các ông! Bạch Tiểu Hàn nhíu mày, lạnh lùng nhìn đám người này chăm chú. Các người đừng quá phận, nếu ở Giang Nam, các người đã chết rồi. Ôi, khẩu khí không nhỏ đâu, chúng tôi là người chết, cho dù chết cũng phải biến cô thành người phụ nữ của mình, chết trên bụng cô, tìm ra một người khác. Mã Hồng vô sỉ nói. Cô bé không có danh tiếng ở Giang Nam, còn dám tới đây dương oai, đúng là không biết sống chết. Tôi biết xe và biển số xe của bọn họ, đi theo tôi. Mã Khôn cười bỉ ổi, mang theo vài người đi đến chỗ xe đang đỗ. Sắc mặt không ít người xung quanh âm u. Không chỉ tiểu tử này xong đời, hai vị cô nương kia cũng bị xui xẻo. Mã Hồng không phải là người dễ chọc, có thể bồi dưỡng một đám người thành đám không sợ chết, chắc chắn ông ta là vai ác. Ái ra, nghe đám người nói đi tìm Bạch Tiểu Manh, trên mặt Bạch Tiểu Hàn lộ ra tuyệt vọng và bất lực. Nơi này không phải Giang Nam, cô cũng không có biện pháp, huống chi bọn họ đều là chi thứ của Bạch Gia, có thể đạt được tài nguyên ở Bạch Gia thật sự là hữu hạn. Lúc này ánh mắt Mạc Phàm phát lạnh, lạnh lùng nói. Nếu bây giờ ông tự mình đánh gãy hai tay hai chân, sau đó bồi thường 5.000 vạn, ông còn có thể sống sót. Lời này vừa vang lên, mọi người vốn đồng tình Mạc Phàm sửng sốt. Khẩu khí của tiểu tử này cũng quá lớn rồi, không nhìn xem đối phương là ai. Quả thật Mã Hồng có 5.000 vạn, nhưng ông ta sẽ lấy ra xin lỗi sao? Cho dù Đường Long đến đây, chưa chắc ông ta đã làm vậy. Ái ra, người trẻ tuổi hiện giờ đúng thật là, không biết trời cao đất rộng. Có người thở dài nói. Ánh mắt bọn họ nhìn Mạc Phàm đã không còn thương hại, chỉ có không biết phải nói gì. Cái gì? Mã Hồng khẽ nâng mí mắt, giận quá hóa cười. Thuộc hạ của ông ta thì cười không dậy nổi, lão đại bọn họ là ai, cho dù là Đường Long cũng phải sợ 3 phần, nếu không đã sớm bị Đường Long hợp nhất rồi. Đường Long đã không dễ chọc vào bọn họ. Tiểu tử này là cái thá gì? Tiểu tử, cậu cho rằng mình là lão gia tử Tần gia sao? Mã Hồng cười hỏi. Lão gia tử Tần gia thấy tôi cũng phải cảm ơn ân cứu mạng. Mạc Phàm thản nhiên nói. Lúc này ngay cả Bạch Tiểu Hàn cũng không biết nói gì nữa. Cô ghét nhất loại đàn ông thích khoác loác, có thì có, không có thì không có, tại sao phải nói thành có làm gì? Nếu Mạc Phàm lợi hại như vậy, còn cứu Tần lão gia tử. Sao cậu ta không nói mình cứu lãnh đạo quốc gia ấy? Sớm biết Mạc Phàm là người như thế, cô đã không đi ra giúp Mạc Phàm. Mã Hồng cười trêu tức, trong mắt hiện lên tàn nhẫn, thực sự nghĩ rằng mình là Mạc Đại Sư sao? Ô, lợi hại vậy sao, vậy cậu bảo Tần lão gia tử đến đây một chuyến, tôi còn chưa thấy Tần lão gia tử trông như thế nào đâu, có phải anh minh thần võ như trong lịch sử miêu tả hay không, nếu hôm nay cậu không gọi được Tần lão gia tử đến. Tôi sẽ đánh gãy hết tay chân cậu. Lúc này một giọng nói hùng hồn truyền từ bên cạnh đến. Là ai muốn gặp lão phu, không gặp được tôi còn muốn đánh gãy tay chân ân nhân cứu mạng tôi sao? Giọng nói vang lên xong, một chiếc xe mobile home đứng cách bọn họ không xa. Cửa xe mở ra, một đám người bước xuống. Người đi đầu tóc tuyết trắng, tuy trên mặt có một ít chấm đen, da gầy bọc xương. Nhưng ánh mắt sắc bén và toàn thân nồng đậm thiết huyết. Liếc mắt một cái sẽ làm người ta có cảm giác người này từng chỉ huy thiên quân vạn mã. Theo sau ông già này là một lão giả chống gậy, khí chất không khác người kia mấy. Bầu không khí lập tức vô cùng yên tĩnh. Hầu như mắt tất cả mọi người đều mở to, nhìn về phía lão giả này, trong mắt đều là khó mà tin nổi. Đây là... Ở thành phố Đông Hải người nào cũng có thể không biết, nhưng có một người không được, đó chính là Tần lão gia tử. Người đầu tiên bước xuống xe không phải ai khác, đúng là Tần lão gia tử danh chấn Đông Hải. Ngoại trừ Tần lão gia tử ra, Đường Long, Tần Kiệt cũng đi theo, phía sau còn có mấy cảnh vệ cầm súng lục. Mắt Bạch Tiểu Hàn chớp chớp, nhìn về phía Mạc Phàm với vẻ khó mà tin. Sao cô có thể không biết Tần lão gia tử, một trong những tướng quân khai quốc, chỉ huy bộ đội giải phóng tỉnh Giang Nam là Tần lão gia tử, bây giờ bờ sông tỉnh Giang Nam còn có pho tượng của Tần lão gia tử. Lúc trước Mạc Phàm nói cậu ta là ân nhân cứu mạng Tần lão gia tử,
cô không tin. Hiện giờ Tần lão gia tử đã tự mình đến đây, còn cần chứng cứ sao? Nhưng tuổi tiểu tử này sắp xỉ tiểu manh, sao có bản lĩnh lớn như vậy, chuyện này không khoa học lắm. Với thân phận của Tần lão gia tử, cho dù là tỉnh trưởng tỉnh Giang Nam, cũng không có tư cách khiến Tần lão gia tử tới đón. Sắc mặt Mã Hồng trắng bệch, vừa rồi ông ta còn rất đắc ý, lúc này miệng há to, mãi mà không nói nên lời. Ông ta chỉ thuận miệng nói một câu, Tần lão gia tử thật sự xuất hiện rồi. Ông ta chỉ từng thấy Tần lão gia tử trong sách thôi, nhưng đường long phía sau Tần lão gia tử, ông ta từng gặp vài lần. Tần lão gia tử và Lạc Phi nhìn thấy Mạc Phàm, tươi cười hiền hòa đi tới. Mạc tiên sinh, hoan nghênh trở về Đông Hải, ở Nam Sơn có thuận lợi không? Tần lão gia tử khách sáo nói. Bọn họ biết được tin Mạc Phàm quay về, quyết định mang người đến đây nghênh đón. Tần lão gia tử vừa nói như vậy, ánh mắt mọi người nhìn Mạc Phàm lại thay đổi. Một cái tên lóe lên trong đầu bọn họ, Mạc Đại Sư Đông Hải. Ngoại trừ Mạc Đại Sư thành phố Đông Hải ra, còn ai có thể khiến Tần lão gia tử đi xe đến tự mình nghênh đón. Nhưng ở đây không ai ngờ được, Mạc Đại Sư danh chấn Đông Hải lại là một đứa bé 16, 17 tuổi. Chuyện này không khoa học lắm. Mạc Phàm nhướng mày, tin tức hắn quay về, hắn chỉ nói cho người trong nhà. Người Tần gia đúng là thần thông quảng đại, xem ra bọn họ đã mở mang kiến thức về cường đại của Bàn Long Tuyệt. Cũng không tệ. Mạc Phàm thản nhiên nói. Hành trình đến Nam Sơn này, trận bàn của tụ linh trận đã đủ, còn được một động phủ tông phái đầy đủ hết, có thể nói là thu hoạch rất phong phú. Vậy là được rồi, lão phu chuẩn bị mấy bàn tiệc rượu, vì Mạc tiên sinh đón gió, Mạc tiên sinh có rảnh không? Tần lão gia tử cười nói. Có. Mạc Phàm không từ chối, Tần Kiệt xem như là đồ đệ của hắn, bữa cơm này Tần gia phải đãi. Nhưng tôi muốn thu thập đám người này trước. Mạc Phàm lạnh lùng nhìn đám Mã Hồng nói. Tần lão gia tử nhìn theo tầm mắt Mạc Phàm, nhìn đám Mã Hồng. Vừa rồi là cậu muốn gặp lão phu, cậu xem lão phu có anh minh thần võ không? Trái tim Mã Hồng đập thình thịch, mặt xám như cho tàn, không dám nhìn Tần lão gia tử. Lão gia tử anh minh thần võ, cái thế vô song. Tần lão gia tử là nhân vật cấp quốc gia, ông ta không có tư cách ngẩng mặt lên nhìn. Tần lão gia tử đến rồi, ông còn đánh gãy tay chân tôi không? Mạc Phàm hỏi. Mạc đại sư tha mạng, vừa rồi tôi chỉ đùa với cậu chút thôi, tôi đâu dám ra tay với cậu. Sắc mặt Mã Hồng rất khó coi, vội nói. Mạc đại sư này còn chưa tiến vào thành phố Đông Hải, Tần lão gia tử đã đến đón rồi, sao ông ta có thể trêu chọc người này? Nói đùa, Mạc tiên sinh mà ông cũng dám đùa à, Mã Hồng, con mẹ nó, có phải ông chán sống rồi không? Đường Long đi đến bên cạnh Mã Hồng, vỗ mặt Mã Hồng nói. Mã Hồng không dám phản kháng chút nào, đừng nói là Tần lão gia tử, nếu thực sự trở mặt, Đường Long cũng đủ thu thập ông ta. Long ca tha mạng, là tôi có mắt mà không trông thấy Thái Sơn. Ông ta uống rượu vài lần với Đường Long, coi như là có chút giao tình. Cho dù không sâu lắm, lúc này cũng chỉ có thể tạm thời ôm lấy chân Phật. Tự ông gây họa, tự mình thu dọn đi. Đường Long lạnh lùng nói, lùi về. Mạc tiên sinh, tôi sai rồi, mắt tôi bị mù mới ném lên xe cậu. Mã Hồng đáng thương tội nghiệp nói. Không phải xe của tôi đâm vào người của ông sao? Mạc Phàm hỏi. Tay cậu ta bị chúng tôi đánh gãy từ trước rồi, không liên quan gì đến Mạc tiên sinh. Mã Hồng vội vàng giải thích. Anh ta có quan hệ gì với ông? Cậu ta, cậu ta. Mã Hồng liếc mắt nhìn người nằm trên đất một cái. Ông ta căn bản không biết tiểu tử này, chỉ là một tên thích lo chuyện bao đồng, một thuộc hạ của ông ta giả bị đâm, người này đi lên ngăn cản, bị mấy tên thuộc hạ của ông ta tóm trở về. Ông ta mới đánh gãy tay tên tiểu tử này, Mã Khôn liền gọi điện thoại đến, nói là bị bắt nạt, ông ta vội mang tiểu tử này đi cùng. Cậu ta là một thuộc hạ của tôi, chúng tôi sẽ chữa khỏi cho cậu ta. Mã Hồng nói, thuộc hạ, Mạc Phàm nhíu mày. Khi Mã Hồng này nói chuyện, trong mắt chớp lóe, đồng tử phóng to, vừa nhìn là biết nói dối. Hắn không để ý đến Mã Hồng, lập tức đi đến bên cạnh người trước xe hắn. Cánh tay bị thương đến mức này, nếu không phải đụng vào hắn, đưa đến bệnh viện chỉ có thể cắt. Tay hắn bóp ken két người đàn ông kia vài cái, xương gãy của người đàn ông quay về vị trí cũ.
Trên tay hắn là vạn mộc hồi xuân chú, một đạo thanh quang mắt thường không thể nhìn thấy rơi vào cánh tay người đàn ông. Chú thuật này có thể xúc tiến xương cốt nhanh chóng tăng trưởng, không chỉ có thể nối xương, còn có thể làm người ta cao hơn. Người đàn ông nhướng mày, hình như rất thống khổ, nhưng không lâu sau cánh tay của anh ta ngón tay hơi giật giật, rõ ràng là liền rồi. Cánh tay khôi phục, mí mắt người đàn ông giật giật, mở to mắt. Anh ta liếc mắt nhìn Mạc Phàm một cái, trên mặt lập tức lộ ra giận dữ, há miệng liền mắng. Đám giả bị đâm xe các người, trừ phi các người đánh chết tôi, nếu không tôi thấy một lần sẽ ngăn cản một lần. Người đàn ông vừa mắng, sắc mặt đám mã hồng vô cùng âm trầm, gần như có thể vặn ra nước. Ánh mắt mọi người xung quanh nhìn đám mã hồng, có thêm vài phần sắc lạnh. Bên trong viết hai chữ, cầm thú. Vậy mà mã hồng này đánh gãy tay người ngăn cản bọn họ giả bị đâm, còn lấy anh ta làm người bị đâm nữa. Tiểu tử, Mạc tiên sinh mà cậu cũng dám mắng, cậu không muốn sống nữa có phải không? Đường Long nhíu mày xông tới, xách người đàn ông lên. Thả anh ta ra. Mạc Phàm không tức giận, vẫy vẫy tay với Đường Long, sau đó lạnh nhạt nói với người đàn ông kia. Quay về uống nhiều canh xương một chút, gần đây đừng dùng tay này làm việc nặng, 3 tháng sau sẽ giống như trước kia. Thương tổn tận gân cốt, cho dù hắn dùng vạn mộc hồi xuân chú giúp anh ta sinh cốt, cũng có một khoảng thời gian yếu ớt. Cậu! Người đàn ông sửng sốt, kinh ngạc nhìn tay anh ta. Anh ta nhớ rõ tay này bị một người có sẹo gần miệng dùng ống tuyếp đập vài chục cái, ít nhất đập gãy 4-5 đoạn, vậy mà lúc này không sao, nhưng không có sức lực mấy. Chẳng lẽ vừa rồi người này chữa tay cho anh ta sao? Còn chưa cút, không phải gặp được Mạc tiên sinh của chúng tôi, đời này cậu chỉ có thể dùng một tay rồi. Đường Long ném người đàn ông sang một bên. Mặt người đàn ông đỏ bừng, cảm ơn Mạc Phàm rồi nhanh chóng rời đi. Ông còn gì để nói? Mạc Phàm hỏi. Rõ ràng người đàn ông này là người ngăn bọn họ giả bị đâm, bị bọn họ đập liên tục, bọn họ lấy ra giả bị đâm. Chuyện này. Sắc mặt Mã Hồng trắng bệch, không biết nói gì cho tốt. Không phải ông bảo tôi bồi thường 100 vạn, nếu không thì bảo chị em Bạch ra bồi ông uống rượu ngủ sao? Mạc Phàm hỏi tiếp. Mạc tiên sinh tha mạng, tôi chỉ nói bừa chút thôi. Quả thật ông ta có tâm tư này, nhưng hiện giờ ông ta còn can đảm sao? Nói bừa chút thôi sao? Mạc Phàm cười. Lúc này Mã Khôn mang theo vài người, vô cùng đắc ý tóm Bạch Tiểu Manh trở về. Đại ca, đã bắt cô nàng này về rồi, có phải ngực rất to không? Sắc mặt Mã Hồng càng thêm khó coi, ước gì có thể bóp chết Mã Khôn. Nếu không vì Mã Khôn, sao hôm nay ông ta có thể đá vào khối sắt cứng như vậy? Chỉ là nhìn thấy Mã Khôn ánh mắt ông ta thay đổi, âm độc hiện lên. Mạc tiên sinh, chuyện này đều do em trai tôi mà ra, cậu muốn xử lý cậu ta thế nào, tôi tuyệt đối không có bất luận ý kiến gì. Nếu chuyện này vì Mã Khôn mà ra, chỉ có thể để Mã Khôn gánh lấy. Anh, tình huống gì đây, Mạc tiên sinh gì chứ? Mã Khôn còn chưa hiểu rõ tình huống. Câm miệng, đều là chuyện tốt cậu làm, cậu xem rồi làm đi, tôi mặc kệ. Mã Hồng tát vào mặt Mã Khôn một cái nói. Mặt Mạc Phàm không chút thay đổi nhìn Mã Hồng chăm chú, đánh gãy tay một người vô tội, ném lên xe hắn giả bị đâm, bây giờ chối rất nhanh. Đường Long, anh xem rồi làm đi, tôi không muốn nhìn thấy đám người này ở thành phố Đông Hải. Mắt Mã Hồng mở to, trong mắt hiện lên dữ dằn. Nếu theo như Mạc Phàm nói, ông ta hoàn toàn xong rồi, sau này ông ta không còn ngoại hiệu Lan Lộ Hổ ở Đông Hải nữa. Mày đã không cho tao đường sống, tao cũng không cho mày đường sống. Ông ta lấy một con dao găm từ trong túi ra, nhanh như liệp báo đâm về phía Mạc Phàm. Nếu ông ta là thủ lĩnh, trên tay không có chút công phu sao được, trong chớp mắt dao găm sắp đâm về phía tim Mạc Phàm. Dao găm bộ đội tạo ra, ông ta dùng giá cao mua được, chỉ cần đâm một cái, máu sẽ chảy ra không ngừng, sẽ phải chết không thể nghi ngờ. Tiểu ca ca, cẩn thận. Mắt Bạch Tiểu Manh mở to, vội vàng nhắc nhở. Mạc Phàm nhếch miệng, không đợi hắn ra tay, một bàn tay từ bên cạnh vươn ra. Mạc tiên sinh mà ông cũng dám đánh lén, không biết sống chết, trải qua cửa ải của tôi trước rồi nói sau. A Hào nắm lấy cổ tay Mã Hồng, nhẹ nhàng dùng lực. Rắc rắc, cổ tay Mã Hồng bị bóp nát, dao găm rơi xuống. Mã Hồng kêu thảm một tiếng, sắc mặt xanh mét, trong mắt đều là tuyệt vọng.
Mạc Phàm nhặt dao găm lên, biểu cảm lạnh lùng đưa cho Mã Hồng. Ông còn một tay, muốn thử lần nữa không? Chỉ là một phàm nhân cũng dám ám sát y tiên bất tử hắn, thử lại xem. Những lời này vừa vang lên, vẻ mặt Mã Hồng vô cùng sợ hãi. Ông ta coi như không sợ chết, nhưng lần đầu tiên thấy Mạc Phàm không sợ chết như vậy, vậy mà bảo ông ta thử lại. Không dám, không dám nữa. Có A Hào ở đây, ông ta không giết được Mạc Phàm. Ông không dám, vậy tôi tới. A Hào, không phải ông ta thích chơi giả bị đâm xe sao, tìm một chỗ cho ông ta chơi đùa đi. Mạc Phàm nói với A Hào. Y tiên bất tử hắn mà cũng dám ám sát, không phải Mã Hồng này là lão đại đám giả đâm xe ở Đông Hải sao, vậy cho ông ta chơi đủ. Dạ, Mạc tiên sinh. A Hào cung kính nói. Anh ta nắm lấy cánh tay còn lại của Mã Hồng, đập nát một cách dễ dàng. Anh ta xách Mã Hồng lên đơn giản như xách một con gà, đi về phía xe bọn họ. Không, không, Mạc tiên sinh, tôi sai rồi, cậu tha cho tôi một mạng, tôi trên có già, dưới có trẻ. Mã Hồng hoàn toàn luống cuống, hoảng sợ kêu lên, tiếng kêu vô cùng thảm thương. Bình thường bọn họ giả bị đâm đều đợi xe dừng lại, khi không sơ hở mới đi đâm. Để A Hào chơi với ông ta, chắc chắn bị đâm nát bươm. Tuy ông ta không biết bị đâm đau đớn thế nào, nhưng ông ta từng ném một người bạn kiếm được một khoản tiền đầu tiên. Vẻ mặt người nọ thống khổ, cả đời sẽ không chết, ông ta không muốn như vậy. Sắc mặt Mạc Phàm như thường, không có một chút thương hại. Ông ta trên có già, dưới có trẻ, nhưng khi đánh người có nghĩ tới người khác trên có già, dưới có trẻ không? A Hào tát bốp một cái, đánh Mã Hồng choáng váng, nhét vào trong xe, lái xe rời đi. Tiểu Long, cậu thu thập những người khác hết đi, phàm là trên tay có máu, nhìn mà làm, sau này thành phố Đông Hải không cần người như vậy. Tần lão gia tử nhìn lướt qua đám người còn lại, lạnh lùng nói. Ông ta thân là Thái Sơn của thành phố Đông Hải, dưới mí mắt ông ta lại có đám người xấu xa như vậy, không có lý do gì không xử lý. Dạ, lão gia tử. Đường Long vội vàng nói. Đường Long vẫy tay với đám người phía sau, mang thuộc hạ của Mã Hồng đi. Số lượng đám người này nhiều hơn người của Đường Long nhiều, nhưng lúc này không ai dám phản kháng. Ở đây có không ít người thở phào nhẹ nhõm. Bọn họ thường xuyên lái xe đi xa, đau đầu nhất là đám Mã Hồng, trên cơ bản mỗi người đều từng bị vơ vét tài sản. Không trả tiền không được, một khi báo cảnh sát hay phản kháng, thì đợi Mã Hồng trả thù. Mã Hồng này vô cùng ngoan độc, quả thực vì tiền mà mất sạch nhân tính, người vừa được Mạc Phàm chữa khỏi tay là một ví dụ. Hiện giờ Mã Hồng bị xử lý, xem như thành phố Đông Hải ít đi một người bị hại, chắc là có thể sống yên ổn một khoảng thời gian. Ánh mắt không ít người nhìn về phía Mạc Phàm, kính sợ lại dày hơn chút. Mã Hồng này hoành hành ở thành phố Đông Hải lâu như vậy, sở dĩ không bị diệt trừ, chắc chắn ông ta có chỗ hơn người. Mạc Phàm vừa ra mặt, có lẽ sau này thành phố Đông Hải không còn người giả bị đâm nữa. Vẻ mặt Mạc Phàm lạnh nhạt tìm Đường Long mượn bút. Cầm lấy tay Bạch Tiểu Hàn viết một dãy số lên trên. Đây là số di động của tôi, nếu có việc ở Đông Hải có thể tìm tôi. Viết xong hắn cười khẽ với Bạch Tiểu Manh, xoay người lên xe Tần gia với Tần lão gia tử. Xe Tần gia đi qua đường VIP vào thành phố Đông Hải. Bạch Tiểu Hàn ngơ ngẩn nhìn số di động trong tay, mãi mà không phản ứng kịp. Tiểu Hàn, có phải chỉ có ý với tiểu ca ca này không? Bạch Tiểu Manh nhìn Bạch Tiểu Hàn ngẩn người. Cười hì hì hỏi. Bạch Tiểu Hàn nhíu mày, lạnh lùng liếc Bạch Tiểu Manh một cái. Sao chị có ý với đứa trẻ này được? Vậy tiểu ca ca nắm tay chị, vì sao vừa rồi chị không phản kháng, không phải chị ghét nhất bị nam sinh đụng vào người sao? Bạch Tiểu Manh cười xấu xa nói. Lúc trước chỉ cần có nam sinh đụng vào cô, cơ bản đều đá vào chỗ hiểm khiến đối phương hoài nghi nhân sinh. Chị, hiếm khi mặt Bạch Tiểu Hàn đỏ lên. Như hoa mai phấn hồng trong băng tuyết. Khi Mạc Phàm không nói rõ thân phận, cô cảm thấy Mạc Phàm quá tự đại, nhưng Tần lão gia tử vừa xuất hiện, những tự đại này biến thành khí chàng vô hình. Còn trẻ tuổi đã khí phách, thủ đoạn như vậy, cho dù là đệ tử chính thống Bạch gia, cũng mạnh hơn Mạc Phàm không nhiều lắm. Nói linh tinh gì đó, cậu ta chỉ giỏi y thuật chút, đúng lúc cứu được Tần lão gia tử, nếu không phải vệ sĩ có vẻ lợi hại, đã sớm bị đánh tàn phế rồi. Bạch Tiểu Hàn không phục nói. Thật vậy sao? Bạch Tiểu Manh che miệng cười nói.
quay về xe đi, chúng ta còn có chính sự phải làm. Bạch Tiểu Hàn nghiêm mặt, đi về phía xe bọn họ. Em lưu số điện thoại này giúp chị trước. Bạch Tiểu Manh gõ vài cái lên di động, lưu lại số điện thoại Mạc Phàm viết trên tay Bạch Tiểu Hàn. Em. Bạch Tiểu Hàn lập tức dừng bước, quả đấm nắm chặt, tức giận đến mức mắt phun lửa. Bạch Tiểu Manh không sợ hãi, hôn lên mặt Bạch Tiểu Hàn một cái. Đi, Tiểu Hàn, chúng ta đi tìm cô Vô Song. Hai cô gái vừa đi không lâu, trên một chiếc xe Ferrari màu trắng, cửa kính xe được hạ xuống, lộ ra gương mặt người thanh niên tuấn lãng. Người đàn ông này khoảng gần 20 tuổi, mặc tây trang giá trị xa xỉ, tóc cũng được nhuộm thành màu bạch kim. Anh ta tháo kính màu trắng bạc ra, đôi mắt tà mị lạnh lùng liếc hai cô gái, khóe miệng nhếch lên nụ cười khinh thường. Hai tên đần độn, một đám giả bị đâm ở thành phố Đông Hải cũng cần người khác giúp đỡ, đúng là làm mất mặt Bạch gia chúng ta, may mà dạo chơi đi theo, nếu không bị người ta kéo bồi rượu cũng không biết chừng, tên tiểu tử kia rất có bản lĩnh, phụ nữ Bạch gia chúng ta mà dám đụng, không biết sống chết. Người đàn ông này nhìn lướt qua xe Tần gia, đóng cửa kính xe lại, đi ô tô theo. Mạc Phàm không biết chuyện này, hắn ngồi trên xe Tần gia, một đường đến đỉnh Hồ Tâm. Tần gia sắp xếp tiệc rượu ở đây, người nhà hắn đã sớm được mời tới. Anh, sao lâu như vậy anh mới quay về? Tiểu Vũ nhìn thấy hắn trực tiếp nhào tới, vẻ mặt không vui. Mạc Phàm ở Nam Sơn hơn một tháng, ngay cả điện thoại cũng không gọi được. Trên đường có một số việc làm chậm trễ, cho em cái này. Mạc Phàm véo mũi Tiểu Vũ. Lấy một viên bồi nguyên đan đưa cho cô. Lại là đan dược, em muốn kẹo cơ. Tiểu Vũ nhìn thấy là đan dược, nhíu mày, không vui nói. Tiểu Vũ mới từ chối, một bóng trắng lóe lên, cướp bồi nguyên đan trong tay Mạc Phàm, đúng là yến tử tiểu hồ ly trốn trong túi Mạc Phàm. Oa, hồ ly, anh, đây là hồ ly anh nuôi sao, thật đáng yêu. Tiểu Vũ vừa nhìn thấy tiểu hồ ly, hai mắt sáng lên, giơ tay ôm lấy nó. Tiểu hồ ly không bài xích Tiểu Vũ, trái lại còn liếm vào mặt Tiểu Vũ, cười gian liếc mắt nhìn Mạc Phàm một cái. Nó nhìn ra Mạc Phàm rất cưng chiều bé gái này, giơ tay là cho bồi nguyên đan, đi theo cô sau này nó còn có đồ ăn ngon. Đúng vậy. Mạc Phàm lạnh lùng liếc Tiểu hồ ly một cái nói. Nó ăn gì thế, em đút cho nó ăn. Tiểu Vũ cười nói. Nó cái gì cũng ăn. Mạc Phàm tức giận nói. Tiểu hồ ly vội vàng lấy bồi nguyên đan trong tay đưa ra, khoa tay múa chân với Tiểu Vũ. Anh, có phải nó muốn ăn đan dược này không, anh còn nữa không ạ, lại cho em mấy viên. Tiểu Vũ đáng yêu hỏi. Mạc Phàm ngầm cảnh cáo Tiểu hồ ly, vẫn đưa cho Tiểu Vũ 10 viên bồi nguyên đan. Hắn nói chuyện với người nhà một lát, yến tiệc bắt đầu. Tần lão ra mời khách, chuyện hiếm có như vậy, đám cha Mạc Phàm mới đầu còn có chút câu thúc, được đám Tần ra khích lệ. Lúc này mới ăn uống thoải mái. Tiệc rượu diễn ra khoảng 3,4 tiếng, bọn họ mới quay về biệt thự. Mạc Phàm nhìn thoáng qua biệt thự số 9 mây mù lượn lờ, so với Âm Sơn, nơi bỏ đi này không tính là gì. Đã đến lúc bổ sung tụ linh đại trận rồi. Hắn đủ trận bàn rồi, cho dù không có trận linh, chỉ cần sắp xếp tất cả, linh khí trong biệt thự không kém Âm Sơn quá nhiều. Cho dù cao thủ tiên thiên xông vào, cũng phải ở trong đại trận, đừng nghĩ đến chuyện ra ngoài. Hắn vừa định bố trí trận bàn, bỗng nhiên hắn nhíu mày, xoay người nhìn về phía đường núi. Một người đàn ông mặc tây trang màu trắng đeo kính trắng bạc cho hai tay vào trong túi, cằm khẽ nâng, trên mặt là kiêu ngạo tài trí hơn người. Người đàn ông này đứng cách Mạc Phàm không ra, liếc mắt đánh giá biệt thự số 9, lông mày nhướng lên. Tứ tượng trận, vậy mà biệt thự bình thường này lại bố trí trận pháp. Người đàn ông hơi bất ngờ nói. Vân Trung Tự nổi tiếng ở thành phố Đông Hải, cũng chỉ vì Đông Hải nhỏ bé chật hẹp, so với đình viện Bạch gia bọn họ, kém không chỉ một chút, tất nhiên anh ta không để vào mắt. Người đàn ông này xác định chỉ là tứ tượng trận đơn giản, vẻ mặt khôi phục như ban đầu. Bố trí tứ tượng trận không khó, dùng 4 khối trận bàn là dựng được, so với đào hoa trận, 7749 khối trận bàn của Bạch gia anh ta, cơ bản là một trời một vực. Tứ tượng trận này, anh ta hoàn toàn có thể ra vào, không tốn chút sức. Hề tiểu tử, là ai dựng tứ tượng trận này? Người đàn ông tóc bạch kim liếc mắt nhìn Mạc Phàm một cái, ngả ngớn hỏi. Tôi không cần phải giải thích với anh. Mạc Phàm đánh giá người đàn ông tóc bạch kim này,
không kiêu ngạo không xiểm nịnh nói. Hửm. Người đàn ông tóc bạch kim nhíu mày, tháo kính xuống, cười lạnh lùng. Tiểu tử, thực cho rằng Tần Quỳnh mời như vậy là có thể nói với Bạch gia tôi thế sao? Lúc Bạch gia bọn họ hưng thịnh mấy trăm năm, còn chưa có Tần gia đâu. Bạch gia. Mạc Phàm nheo mắt. Hắn chưa từng gặp đàn ông Bạch gia, khi hắn và Tuyết Nhi tách ra, chỉ có người Lâm gia. Không ngờ hắn còn chưa tiếp xúc với Tuyết Nhi, đã gặp được đàn ông của Bạch gia. Bạch gia này không hổ là gia tộc thần bí của Hoa Hạ, trên người Bạch Tiểu Hàn và Bạch Tiểu Manh không có tu vi, người đàn ông này có tu vi trúc cơ trung kỳ đỉnh phong. Chưa từng nghe nói cũng không sao, những kẻ phàm phu tục tử có thể biết rõ Bạch gia chúng tôi sao? Người đàn ông tóc bạch kim thấy Mạc Phàm lộ ra sừng sốt, đã luyện thành thói quen cười nói. Người đứng ở dưới chân núi, không có biện pháp tiếp xúc với cấp cao trên mây. Phàm phu tục tử. Mạc Phàm cười khinh thường, một tiểu tu sĩ trên địa cầu, vậy mà nói hắn là phàm phu tục tử. Anh có chuyện gì, nếu không có chuyện gì anh có thể rời đi rồi. Cậu tên là Mạc Phàm đúng không, cậu có ý với hai con ngốc Bạch Tiểu Hàn và Bạch Tiểu Manh sao? Tuy bọn họ là chi thứ của Bạch gia chúng tôi, nhưng loại người như cậu cũng không thể dính bẩn, sau này cậu cách xa họ chút, nếu không Tần Quỳnh cũng không bảo vệ được cậu. Người đàn ông tóc bạch kim ngạo mạn nói. Phụ nữ của Bạch gia, từ lúc sinh ra nhất định phải gả cho người môn đăng hộ đối với Bạch gia, duy trì thực lực cho Bạch gia bọn họ. Cho dù là phụ nữ chi thứ cũng vậy, không có bất luận lựa chọn nào khác. Trước khi phụ nữ Bạch gia gả ra ngoài, không cho phép kết giao với đàn ông bình thường. Mạc Phàm nhíu mày, trong mắt hiện lên sắc lạnh. Tôi giữ khoảng cách với ai, chắc anh không quản được, còn nữa, tôi đề nghị anh tôn trọng Tần lão gia tử một chút, thuận tiện xóa hai chữ con ngốc đi. Người đàn ông tóc bạch kim chỉ có chút uy hiếp với hắn mà thôi, nếu hắn muốn giết người này, không hề quá khó khăn. Nếu người này không tôn trọng tướng quân khai quốc và bạn hắn, hắn không ngại ra tay, Bạch gia cũng không được. Người đàn ông tóc bạch kim nhướng mày, cười khẽ. Khẩu khí không nhỏ, thực cho rằng biết chút y thuật là có thể nói với tôi như vậy sao, nói cho cậu biết, chút y thuật đó của cậu, đối với Bạch gia chúng tôi mà nói, căn bản không đáng nhắc tới. Trước khi anh ta tới đã điều tra tài liệu về thành phố Đông Hải, gần đây thành phố Đông Hải có một bác sĩ tên Mạc Phàm rất nổi tiếng, chữa khỏi bệnh cho Tần lão gia tử, được Tần lão gia tử coi là khách quý, còn giải trừ bệnh dịch truyền nhiễm, là người trước mặt này. Còn có một người là Mạc Đại Sư, ba chiêu giết chết cuồng đồ nước ngoài, Mạc Đại Sư này oanh liệt một thời, sau đó không có tung tích. Nếu là Mạc Đại Sư, có lẽ anh ta còn khách sáo chút, đối phương thật sự có bản lĩnh. Một bác sĩ, căn bản tay trói gà không chặt. Bạch gia bọn họ muốn bao nhiêu thì có bấy nhiêu, hàng năm có không biết bao nhiêu bác sĩ thiên tài muốn làm rể Bạch gia, tặng Bạch gia bọn họ sách thuốc chân quý ngàn năm. Mạc Phàm lắc đầu cười. Y thuật của hắn không đáng nhắc tới, hắn không biết thiên hạ này, trên trái đất này còn ai có thể gọi y tiên. Cho dù là Dược Vương ở tu chân giới được xưng là điện chủ tuyệt đại thần y thi đấu hoa đà, cũng chịu thua hắn, người tóc bạch kim này quá coi trọng Bạch gia bọn họ rồi. Nói xong chưa, xong rồi có thể đi. Mạc Phàm trực tiếp hạ lệnh đuổi khách. Nếu hắn muốn gặp mặt chị em Bạch gia, ai cũng không ngăn cản được. Hắn cùng với Tuyết Nhi. Lại càng không có ai có thể ngăn cản. Tóc bạch kim nhíu mày, trong mắt lóe lên giận dữ. Tiểu tử, tôi khuyên cậu nên tự hiểu một chút, cậu có vẻ nổi tiếng ở thành phố Đông Hải, đến tỉnh Giang Nam cũng chỉ như cá nước ngọt bơi vào biển rộng, căn bản không thể tưởng tượng khủng bố của biển rộng, Bạch gia chúng tôi là biển sâu cậu không thể leo lên được, nếu để tôi phát hiện cậu có ý đồ tiếp cận phụ nữ Bạch gia chúng tôi, sẽ như cành cây này. Người đàn ông tóc bạch kim nói xong màu đôi mắt biến đổi, toàn bộ thành màu trắng quỷ dị, màu trắng nở rộ trong mắt anh ta mà ra. Rắc rắc, cành cây có kích thước bằng cánh tay biến thành hai đoạn. Nếu cậu còn dám tiếp xúc với phụ nữ Bạch gia chúng tôi, đây là kết cục của cậu. Người đàn ông tóc bạch kim cười mỉa nói. Anh ta hoàn toàn có thể giết Mạc Phàm, nhưng con kiến giống như Mạc Phàm, căn bản không đáng để anh ta ra tay. Nếu cậu ta không dây dưa với hai con ngốc kia, không phải không thể để cậu ta sống. Mạc Phàm nhướng mày, nhìn chằm chằm mắt người đàn ông tóc bạch kim với vẻ sửng sốt. Bạch Nhật Tông Bạch gia sao? Bạch gia ở tu chân giới lấy số một đồng tử thuật, khi thi triển đồng tử thuật, con người sẽ biến thành màu trắng không giống người thường, uy lực của đồng tử thuật rất mạnh.
Một vị trong gia tộc Bạch gia lúc trước trong khi tranh giành ma đạo, làm đồng tử thuật mắt trái, trong tầm mắt đều là ma tu, tất cả 10 vạn người bị treo cổ, mắt phải thi triển ảo thuật, 10 vạn ma tu bị mê hoặc trong đó, trọn đời không thể nào thoát khỏi, hai mắt chém giết 20 vạn người, cho nên giữ một vị trí trên bảng xếp hạng 10 đại cao thủ. Đồng tử thuật tóc bạch kim vừa thi triển là loại đơn giản nhất trong đồng tử thuật của Bạch gia, mắt có thể thấy được, đều có thể giết. Kiếp trước hắn chưa từng gặp tu sĩ Bạch gia, không ngờ gia tộc Tuyết Nhi lại là hậu duệ của Bạch Nhật Tông. Nếu anh dám thi triển đồng tử thuật với tôi, người chết chỉ có anh. Mạc Phàm lạnh lùng nói. Người đàn ông tóc bạch kim lắc đầu cười, anh ta không ngờ Mạc Phàm tự đại như vậy. Đúng là một khi con người đạt được danh tiếng, sẽ lâng lâng. Một bác sĩ mà cũng muốn giết anh ta, buồn cười. Vậy chúng ta đợi xem, tôi khuyên cậu nên suy nghĩ cẩn thận. Nếu không thần y Đông Hải phải chết hiểu rồi. Tóc bạch kim đeo kính, cho hai tay vào trong túi quần xoay người rời đi. Anh ta đã nhắc nhở rồi, nếu Mạc Phàm không biết điều, anh ta không ngại dẫm chết Mạc Phàm, con kiến thôi mà. Vẻ mặt Mạc Phàm như thường, cũng không ngăn cản. Người đàn ông tóc bạch kim cảm thấy hắn là ếch ngồi đáy giếng, thực ra người đàn ông tóc bạch kim này dùng miệng giếng nhìn trời, sao có thể nhìn tới chư thiên vạn biển. Mạc Phàm nhìn người đàn ông tóc bạch kim rời đi, hơi nhướn mày, vẻ mặt nghiền ngẫm. Có người này ở đây, an toàn của hai chị em kia không thành vấn đề, không biết người Bạch gia đến thành phố Đông Hải làm gì, không phải là... Mộc Đầu, người đó là ai thế? Tiểu Hồ Ly nhận thấy bên ngoài có pháp lực dao động, chạy từ trong biệt thự ra, nhảy đến trên vai Mạc Phàm, nhìn người đàn ông tóc bạch kim chăm chú nói. Một người mù. Mạc Phàm bình tĩnh nói. Người mù. Tiểu Hồ Ly nghiêng đầu sang một bên, vẻ mặt mờ mịt. Mạc Phàm không giải thích, lấy điện thoại ra đưa cho Tiểu Hồ Ly. Gọi điện thoại cho A Hào giúp ta, bảo anh ta điều tra vị trí của đôi chị em Bạch gia kia một phen, cẩn thận người đàn ông tóc bạch kim. Người Bạch gia đến Đông Hải, hơn phân nửa là tìm mẹ con Tiểu Ngọc. Nếu là như vậy, hắn không thể khoanh tay đứng nhìn. Mộc Đầu, có phải ngươi có hứng thú với hai chị em kia hay không? Ngươi không thể bội tình bạc nghĩa như vậy, ngươi đã có hôn ước với mỹ nữ Thanh Khâu nhất tộc chúng ta, còn nữa, theo dõi mỹ nữ cũng không phải thói quen tốt, còn theo dõi tận hai người, khẩu vị của ngươi thật nặng. Tiểu Hồ Ly nói. Mạc Phàm không nói gì, muốn rời đi tự mình gọi. Để ta, để ta. Tiểu Hồ Ly cướp lấy di động, đi gọi điện thoại cho A Hào. Mạc Phàm lắc đầu, không có biện pháp với Tiểu Hồ Ly này. Hắn lấy trận bàn đã luyện chế xong trong nhẫn ra, rót pháp lực vào bên trong. Trận bàn sáng lên, tự động bay cao. Đi, Mạc Phàm chỉ phía xa, một đám trận bàn bay như đĩa bay đến vị trí tương ứng. Không lâu sau 81 trận bàn đều rơi xuống đúng vị trí của mình. Hai tay hắn không ngừng biến hóa, nặn ra pháp ấn, phù văn màu vàng bay về phía trận bàn. Mỗi khi đến trên một cái trận bàn sẽ sáng lên. Tia vàng số lượng không đều bắn ra, nối liền các trận bàn với nhau. Khởi. Một chữ này vang lên, kình phong nổi lên bốn phía, kim quang trên trận bàn bắn ra, tạo thành tinh đồ màu vàng. Huyền phù trên trận bàn không còn trôi nổi bất định, mà giống ngôi sao trong vũ trụ, chỉ trong phút chốc nồng đậm hơn trước gấp bội. Tay Mạc Phàm vung lên, kim quang thu lại, trận bàn biến mất toàn bộ, biệt thự khôi phục bộ dạng lúc trước. Xung quanh không còn sương mù lượn lờ, trái lại lộ ra bộ dạng biệt thự lúc trước, nhìn bên ngoài không khác những biệt thự khác. Mạc Phàm nhếch miệng, trận pháp này tên là Đại Diễn Tụ Linh Trận, thủ thái cực sinh lưỡng nghi sinh tứ tượng sinh bát quái sinh cửu cửu vạn vật. Nhìn như trở nên đơn giản, ngay cả sương mù cũng không còn. Nhưng hiện giờ có người xông vào, sẽ phát hiện bên trong không chỉ có khoảng trời riêng, còn ẩn giấu thiên lôi địa hỏa. Không cẩn thận sẽ vạn kiếp bất phục. Nếu tìm được trận linh càng tốt hơn. Mạc Phàm nói, có được trận linh của tụ linh trận, giống như có yêu thú linh trí, có được rất nhiều thần kỳ. Ví dụ như trận linh có thể chủ động biến hóa đại trận, tấn công người xâm nhập, không phải đợi người xông vào trận pháp mới bắt đầu. Chỉ là trận linh cần yêu linh tính rất mạnh, ít nhất là yêu thú hơn 500 năm trở lên, yêu thú này không dễ tìm, chỉ có thể dựa vào cơ duyên. Hắn lắc đầu, không thể sốt ruột được, hắn đi về phía biệt thự, Tiểu Hồ Ly theo sát phía sau. Hắn mới tiến vào biệt thự, Tiểu Vũ và Chu Hiệt chạy tới.
Sư phụ, Chu Hiệt cung kính nói. Trong mắt Mạc Phàm lóe lên lam quang, nhìn Chu Hiệt. Tóc dài của Chu Hiệt buộc thành đuôi ngựa, nửa người trên chỉ mặc áo may ô vận động màu xanh, bao lấy bộ ngực cao ngất, phía dưới là quần đùi bó sát người màu đen, chân không đi cái gì, dáng người nóng bỏng gần như lộ hết ra ngoài, trên làn da trắng nõn đều là mồ hôi, rõ ràng là mới kết thúc tu luyện. Không tệ, đây là một lọ bồi nguyên đan, mỗi ngày phục dùng một viên, đợi cô phục dùng xong rồi, tôi sẽ giúp cô tới trúc cơ. Mạc Phàm lấy một bình ngọc ra đưa cho Chu Hiệt. Một tháng không gặp, Chu Hiệt đã tới tôi thể tầng 10. Không chỉ có vậy, huyệt vị trong cơ thể cô đã mở gần hết, chỉ cần phục dùng trúc cơ đan, có thể thuận lợi tới trúc cơ. Có thể có tiến bộ lớn như vậy, chắc chắn Chu Hiệt luyện tập bàn long tuyệt không ít lần, nếu không huyệt vị trong cơ thể không mở nhiều như thế. Nhưng không thể nóng lòng quá, nền tảng phải thật vững, sau này mới có thể đi được xa hơn. Cảm ơn sư phụ. Chu Hiệt nhận lấy đan dược, cung kính nói. Gần đây nghỉ ngơi đi, không cần căng thẳng như vậy, đi xem em trai cô, mỗi ngày đừng quên phục dùng bồi nguyên đan là được. Mạc Phàm nói. Trên con đường tu luyện, tuy là nghịch thiên mà đi, chỉ có nếm trải trong khổ đau mới có thể đi xa hơn, nhưng phải biết khi nắm khi buông. Dạ, sư phụ. Chu Hiệt vội vàng nói, trong mắt hiện lên vui sướng. Hơn một tháng nay cô không rời khỏi biệt thự, đã sớm muốn đi xem em trai cô thế nào. Mạc Phàm tạo một phù văn trên vòng tay bích huyết thạch của Chu Hiệt, để cô có thể tự do ra vào tụ linh trận, lại đưa cho cô một tấm chi phiếu, mới để cô rời đi. Anh, chừng nào em mới đến trúc cơ? Hai mắt Tiểu Vũ mở to nhìn Mạc Phàm chăm chú, nghịch ngợm hỏi. Em ấy à, không nóng vội được. Mạc Phàm sờ đầu Tiểu Vũ đầy cương chiều. Tuy tiểu nha đầu này cũng ở tôi thể tầng 10, nhưng 720 huyệt vị trong cơ thể còn chưa mở ra được 100 cái. A, Tiểu Vũ nhu thuận gật đầu, lại nói tiếp. Đúng rồi, cha uống rượu xong quay về có chút không thoải mái, mẹ bảo anh qua đó xem. Sắc mặt Mạc Phàm khẽ đổi, vội vàng hỏi. Cha làm sao vậy? Trong tiệc rượu, hắn không phát hiện thân thể cha có gì khác thường. Là lúc ăn cơm Tiểu Hồ Ly cho cha một viên bồi nguyên đan, cha thấy Tiểu Hồ Ly rất đáng yêu nên nuốt vào, mới nằm xuống lại bắt đầu đau bụng, cha ăn đan dược kia sẽ không sao chứ? Tiểu Vũ lo lắng hỏi. Tiểu Hồ Ly vừa nghe do ăn đan dược mới bị, lập tức đứng dậy, vẻ mặt vô tội nhìn Mạc Phàm. Nó muốn lấy lòng cha Mạc Phàm mới đưa, nếu không sao nó nỡ cho người ta. Ai biết lại xảy ra chuyện. Sắc mặt Mạc Phàm hơi trầm xuống, cũng không trách tội Tiểu Hồ Ly. Bồi nguyên đan có thể cố bản bồi nguyên, dù sao dược hiệu cũng ôn hòa, ăn vào có thể bổ sung nguyên khí tổn hao của cha lúc trước vì chớp mắt già đi, không có vấn đề gì. Nếu xảy ra chuyện, hơn phân nửa là có chuyện khác. Không sao, anh đi xem. Mạc Phàm nói. Với tu vi hiện giờ của hắn, ai muốn làm hại người nhà hắn cũng không đơn giản như vậy. Hắn mang theo Tiểu Vũ và Tiểu Hồ Ly lên tầng. Trong phòng ngủ xa hoa, trên đầu cha Mạc Phàm là một chiếc khăn nóng, sắc mặt ông trắng bệch, trong mắt phiếm huyết sắc, mày nhíu chặt, hai tay ôm bụng, giống như rất thống khổ. Lão mẹ Mạc Phàm nhíu mày, vẻ mặt lo lắng. Đỡ hơn không? Đỡ hơn nhiều rồi, không sao đâu. Cha Mạc Phàm cố nặn ra nụ cười vui vẻ nói. Tiểu Phàm về rồi à, nhanh xem cho cha con sao lại thế này. Lão mẹ Mạc Phàm thấy Mạc Phàm và Tiểu Vũ đi tới, vội vàng nói. Vừa rồi cha Mạc Phàm rất tốt, về đến nhà liền đau đớn lăn lộn trên giường. Yên tâm đi mẹ, không sao đâu. Mạc Phàm trấn an. Anh đã nói chỉ bị tiêu chảy hay dị ứng hải sản thôi mà, chuyện bé xé ra to. Cha Mạc Phàm nói. Mạc Phàm không nói chuyện, mắt nhìn cha mình, lông mày hắn nhíu chặt lại, ánh mắt càng ngày càng lạnh, sắc bén như kiếm mang. Tiểu Phàm, cha con sao vậy? Lão mẹ Mạc Phàm thấy vẻ mặt Mạc Phàm rét lạnh, trong lòng biết tuyệt đối không phải là tiêu chảy hay dị ứng đơn giản. Sắc mặt Mạc Phàm khôi phục như thường, nhanh chóng thu hồi lam quang trong mắt. Không sao đâu ạ, chỉ bị chướng bụng thôi, Tiểu Vũ, em và mẹ ra ngoài trước đi, anh châm cứu cho cha xong sẽ không có việc gì nữa. Dạ, Tiểu Vũ nhu thuận gật đầu, kéo lão mẹ rời khỏi phòng ngủ. Tiểu Phàm, rốt cuộc sao lại thế này, cha cảm thấy trong bụng như có thứ gì đó. Mãi đến khi cửa đóng lại, cha Mạc Phàm mới nhỏ giọng nói. Vừa rồi ông không nói là sợ mẹ Mạc Phàm lo lắng.
Là nội khí tán loạn dẫn đến ảo giác, sao trong bụng có thể có gì được? Mạc Phàm cười nói, trong đáy mắt là lửa giận hừng hực thiêu đốt. Quả thật trong bụng cha có thứ gì đó, còn không phải là thứ tầm thường. Là một trong tam đại vu thuật, cổ. Thứ này là chất độc của rắn côn trùng, vào ngày đoan ngọ để vào trong bế đàn, để chúng tự giết lẫn nhau, cuối cùng chỉ để lại một thứ là cổ. Thứ này có thể lớn có thể nhỏ, rất khó giết chết, còn có rất nhiều chủng loại, ly cổ, xà cổ, trùng cổ, kim thiền cổ đẳng, không dưới trăm loại. Trong người cha Mạc Phàm là phệ hồn tử mẫu cổ không thường thấy, tử cổ ký gửi trong cơ thể người, lấy tinh huyết làm thức ăn, cho dù cách xa ngàn dặm, tử cổ hoàn toàn chịu mẫu cổ khống chế. Khi chưa phát tác rất khó phát hiện, một khi phát tác sẽ là phệ hồn đau xót, gần như không có thuốc nào cứu được. Cổ trùng trong cơ thể cha vốn chưa trưởng thành, nhưng cha ăn bồi nguyên đan, làm cổ trùng thức tỉnh trước, lúc này mới dẫn đến cổ trùng phát cuồng. Bệnh này có dễ chữa trị không? Cha Mạc Phàm lau mồ hôi trên trán, hỏi. Kiên nghị như ông, trên mặt còn có đau đớn. Không khó. Mạc Phàm bình tĩnh nói. Một khi cổ độc phát tác, 10 bác sĩ cơ bản có 9.9 không có cách nào, nhưng loại mánh khóe này có thể làm khó được hắn sao? Hắn không chỉ chữa khỏi bệnh này, còn phải cha xem ai lớn mật như vậy. Cha, đưa tay cho con xem. Ừm. Cha Mạc Phàm gật đầu, vươn tay ra. Mắt Mạc Phàm nheo lại, nhìn một vết thương trong lòng bàn tay cha. Vết thương không sâu lắm, nhưng xung quanh đều màu đen, giống như trúng độc. Cha, vết thương này là sao vậy? Cái này sao, mấy ngày hôm trước cha với mẹ con đi dạo phố, gặp được một người đang bán dao quân dụng, cho nên qua đó nhìn thoáng qua, vậy mà tiểu tử bán dao ở cùng đơn vị với cha lúc trước, cha cầm lấy dao nhìn thoáng qua, không cẩn thận cắt chúng vào tay, chuyện này không liên quan đến đau bụng đúng không? Cha Mạc Phàm hỏi. Sắc mặt Mạc Phàm hơi trầm xuống, người này điều tra rất rõ ràng, ngay cả cha từng đi lính, đơn vị đi lính trước kia cũng tra ra được. Không sao, người kia là người Đông Hải sao? Không phải, khẩu âm Bắc Kinh, hình như là người thủ đô. Lúc cha Mạc Phàm còn trẻ vào Nam ra Bắc, nói được nhiều tiếng địa phương khác. Thủ đô. Trong mắt Mạc Phàm lóe lên ánh sáng lạnh, hai chữ xuất hiện. Hoàng gia. Khi Supercell lan truyền, Hoàng Đào Nhiên chuyên gia thủ đô phái tới vì tranh danh đoạt lợi, dẫn đến hơn trăm người bởi vì bệnh mà chết, còn đổ oan cho hắn. Cuối cùng bị hắn dùng hóa mộc tuyệt của Thanh Khâu nhất tộc mộc hóa. Ngoại trừ Hoàng Gia Gia, hắn không nghĩ ra được ai. Cho nên tử mẫu cổ này hơn phân nửa là Hoàng Gia trả thù. Cho dù không phải cũng không sao, hắn có biện pháp đào người này ra. Cha cởi áo ra. Con giúp cha châm cứu, lập tức sẽ không sao. Mạc Phàm thu lại ánh lửa trong mắt nói. Ừ. Cha Mạc Phàm lên tiếng, cởi áo ra. Mạc Phàm ấn pháp thuật, mắt cha Mạc Phàm chớp vài cái, mơ màng ngủ thiếp đi. Thứ này, vẫn nên đừng để bọn họ nhìn thấy tốt hơn. Lam quang trong mắt hắn chớp lóe như đầm băng vạn năm, nhìn chằm chằm chỗ giữa xương sườn cha. Tử cổ của tử mẫu cổ này, cho dù tìm được cũng không dễ lấy ra. Một khi tử cổ nhận thấy được dị thường, sẽ tự bạo. Tự bạo độc dịch, một giọt độc gấp trăm lần nhãn kính vương xà, cho dù là voi cũng bị độc chết. Cho nên người chúng tử mẫu cổ, cả đời phải chịu người cầm cổ mẫu sử dụng, nếu không sẽ bị phệ hồn mà chết. Cho dù như vậy, cũng không thể sống lâu lắm, tử cổ sẽ lấy máu huyết ký chủ làm thức ăn, lâu ngày người chúng cổ sẽ vì khí huyết tan tác mà chết. Nhưng phệ hồn tử mẫu cổ này không chỉ tàn nhẫn. Còn rất đáng sợ. Phệ hồn tử mẫu cổ này có thể làm khó được người khác, nhưng không làm khó được hắn. Hắn từng chữa cổ, không có một vạn cũng phải 8.000. Ở tu chân giới, bởi vì hắn am hiểu chữa cổ đáng sợ, một lần bị vu cổ sở trường là vu độc ám sát. Đừng nói là phệ hồn tử mẫu cổ, cho dù là cổ vương trong truyền thuyết, hắn cũng có biện pháp đối phó. Mạc Phàm vận khởi linh khí, bạch quang trên tay chớp lóe. Một tay hắn lập tức biến thành trong suốt, nếu không nhìn kỹ còn tưởng rằng tay hắn sẽ biến mất. Hắn thầm quát một tiếng, tay trực tiếp chộp vào trong bụng cha. Nếu lúc này có người tiến vào, chắc chắn sẽ bị giật mình. Tay Mạc Phàm trực tiếp chui vào trong bụng cha mình, nhưng không có một chút vết thương. Còn không ra. Mạc Phàm lạnh lùng nói, tay hắn khẽ kéo, thoải mái kéo ra. Trên bụng cha Mạc Phàm không có một chút dấu vết.
giống như chưa từng có chuyện gì xảy ra. Trong tay Mạc Phàm có thêm thứ gì đó màu trắng, to bằng ngón cái, không khác gì rắn lắm, toàn thân như bạch ngọc, có cánh, không có lân phiến, miệng đầy răng nanh, bộ dạng hung ác khiến người ta phát lạnh. Vật nhỏ này là cổ khiến người ta nghe mà thay đổi sắc mặt, còn là phệ hồn tử mẫu cổ vô cùng đáng sợ. Vật nhỏ này được bạch quang vây quanh, phát ra tiếng kêu hí hí, vẻ mặt hung ác, thân thể lập tức bành trướng. Trong chớp mắt đã to bằng cánh tay tiểu hài tử. Hừ, ở trước mặt ta mà muốn tự bạo, đơn giản như vậy sao? Trong mắt Mạc Phàm lóe lên ánh sáng lạnh, tâm niệm khẽ động, một phù văn xuất hiện trong tay hắn. Phù văn chớp lóe, biến mất vào trong cơ thể tử cổ lập tức an tĩnh lại, thể tích khôi phục như ban đầu. Trong mắt Mạc Phàm lóe lên lam quang, hắn liếc người cha mấy lần, xác định không còn vấn đề gì khác. Lúc này ánh mắt lạnh lùng của hắn mới nhìn cổ trùng, hàn quang tỏa ra, nhiệt độ cả căn phòng giảm đi không ít. Hiện giờ nhìn xem, rốt cuộc là ai làm hại từ trong, dám đụng vào cha mình. Mạc Phàm thầm nghĩ, một tay hắn nắm lấy cổ trùng, hai mắt nhắm chặt, một ngọn đuốc kim quang bắn ra từ mi tâm hắn, rơi vào trên tử cổ. Tử cổ an tĩnh lại bị cột sáng này chiếu lên, thân thể khẽ run rẩy, lập tức lộ ra vẻ thống khổ, liên tục phát ra âm thanh hí hí. Một lát sau, cột sáng biến mất, Mạc Phàm cũng mở to mắt, sát ý xung quanh hắn tản ra. Được lắm, vậy mà vẫn còn ở thành phố Đông Hải, vậy thì vĩnh viễn ở lại đi. Mạc Phàm lạnh lùng nói. Hắn cất cổ trùng vào trong chai, rời khỏi phòng. Hắn dặn dò lão mẹ vài câu, đừng cho cha ăn linh tinh. Xác định những người khác trong biệt thự không trúng cổ, hắn xoay người rời khỏi biệt thự, đi về phía khu sầm uất. Dám hạ cổ với Mạc gia tôi, cho dù là ai đều phải chết. Phía đông thành phố Đông Hải, bãi biển cạnh một làng du lịch nhân tạo. Xung quanh có cây dừa, chuối tây và các loại thực vật nhiệt đới. Nước biển màu lam, có thể nhìn thấy người và cá đang bơi trong nước. Bãi cát màu vàng tỏa ra kim sắc dưới ánh mặt trời. Dưới ô che nắng, có một đám mỹ nữ mặc bikini dáng người nóng bỏng. Không chỉ có mỹ nữ ngũ quan tinh xảo ở hoa hạ, còn có một số mỹ nữ tóc vàng tràn đầy nhiệt tình. Mép nước, trên một chiếc du thuyền, hai người thanh niên được 5-6 mỹ nữ cực phẩm mặc bikini hầu hạ, hài lòng phẩm rượu vang, phơi nắng. Trong đó có một thanh niên đeo kính, có vẻ lịch sự lắc lắc ly rượu vang, nói với một người đàn ông khác có làn da trắng như phụ nữ. Hoàng thiếu, anh cảm thấy nơi này thế nào? Làng du lịch này tên là Phong Nguyệt Vô Biên, toàn bộ nơi này được mô phỏng theo những nơi nổi tiếng trên thế giới. Hạt cát trên bờ cát được nhập khẩu từ Hawaii, nước biển cũng là nước biển chân chính, trải qua nhân công xử lý, có thể tùy ý điều chỉnh nước ấm. Có thể nói làng du lịch này là tấc đất tấc vàng tạo thành, giá cả tiêu phí ở đây cũng rất cao, không có mấy chục vạn đừng nghĩ vào được. Chi phí để mấy mỹ nữ bên cạnh bọn họ ra sân đều phải 10 vạn trở lên, Hoàng Thiếu Thiên ôm một mỹ nữ tóc vàng eo thon nhỏ, nuốt trái vải trong tay mỹ nữ này, trong mắt hiện lên chút khinh thường. Có lẽ nơi này là nơi không tệ ở thành phố Đông Hải, nhưng không đáng là gì ở trong mắt anh ta. Thủ đô có nhiều sơn trang nghỉ hè, đều là nơi hoàng đế ở lúc trước, nơi này có thể so được sao? Nhưng anh ta không nói thẳng ra, dù sao cũng là đồng bọn hợp tác, phải để chút mặt mũi. Cũng tạm. Đông Hải nhỏ bé như vậy mà cũng có nơi này, đã nằm ngoài dự đoán của mọi người. Đúng vậy, đợi xong chuyện này, tôi sẽ mang Hoàng Thiếu đi dạo thiên thượng nhân gian ở Giang Nam. Mộc Phong Nhạc không tức giận, cười nói. Thiên thượng nhân gian. Hoàng Thiếu Thiên nhướng mày, hai mắt hơi sáng lên. Anh ta sớm nghe nói đến thiên thượng nhân gian ở Giang Nam, cũng là làng du lịch, được xây ở bờ biển chân chính. Không chỉ nhân vật nổi tiếng ở thủ đô. Một số phú hào nước ngoài đến Giang Nam đều ở đó, không phải nơi Phong Nguyệt Vô Biên có thể so sánh. Nghe nói mỹ nữ trong đó không chỉ có người mẫu đứng đầu nước, còn có một số minh tinh trên TV, nhỡ đâu có thể ngủ với minh tinh mình thích. Nếu đã ra ngoài, sao có thể không đến thiên thượng nhân gian một chuyến? Có thể, vậy đến lúc đó mong Mộc Thiếu chiếu cố nhiều hơn. Hoàng Thiếu Thiên hơi chắp tay nói. Tất nhiên rồi, nhất định sẽ khiến Hoàng Thiếu hài lòng. Mộc Phong Nhạc cười khẽ, sau đó hơi lo lắng. Đúng rồi, Hoàng Thiếu, Mạc Phàm này có cắn câu hay không? Mộc gia làm về chữa bệnh, tương đối thân thiết với Hoàng gia thế gia Đông Y. Vài ngày trước Hoàng gia gọi điện thoại tới,
muốn tài liệu về Mạc Phàm Đông Hải. Mộc gia không chỉ đưa tài liệu về Mạc Phàm cho Hoàng gia, còn phái anh ta đến giúp Hoàng Thiếu Thiên. Dù sao Mộc gia phái người bàn chuyện hợp tác chữa ung thư bị Mạc Phàm từ chối, người phái tới cũng mất tích, bọn họ không tìm Mạc Phàm tính sổ, đúng lúc mượn Hoàng gia tính nợ cũng nợ mới một lượt. Nhưng Hoàng Thiếu Thiên này chỉ ăn chơi, luôn tán gái ở trong Phong Nguyệt Vô Biên, anh ta lo lắng chuyện này không thu phục được. Bọn họ đã đứng về phía Hoàng gia, không được thì sẽ phiền phức, Mạc Phàm này không dễ chọc. Cha cậu ta bệnh chết đi sống lại, cậu ta dám không cắn câu sao? Hoàng Thiếu Thiên nhếch miệng, không để ý lắm. Mạc Phàm này, một người bình thường cũng dám ra tay với người Hoàng gia bọn họ, không biết dùng yêu pháp gì mộc hóa Hoàng Đào Nhiên, Hoàng gia là người có cửu không báo sao? Anh ta ăn chơi nhưng cũng nghĩ ra kế, thoải mái câu được con cá ngu ngốc là cha Mạc Phàm. Lúc ấy cha Mạc Phàm còn lấy bọn họ là chiến hữu cùng đơn vị, cúi chào anh ta muốn mời anh ta ăn cơm, lúc đó thiếu chút nữa anh ta bật cười. Hiện giờ bọn họ chỉ đợi Tử Cổ trưởng thành, đến lúc đó một khi bắt đầu phệ hồn, xem Mạc Phàm còn không ngoan ngoãn cầu xin tha thứ. Trừ phi cậu ta là người có ý chí sắt đá, không muốn cứu cha mình. Nhưng dựa theo tin tức anh ta đạt được, Mạc Phàm tuyệt đối sẽ không thấy chết không cứu. Y thuật của Mạc Phàm rất cao, có thể được cậu ta chữa khỏi hay không? Mộc Phong Nhạc lo lắng nói. Mạc Phàm có thể chữa trị ung thư, còn giải trừ bệnh truyền nhiễm Super Sir, y thuật người bình thường không thể so sánh được. Hoàng Thiếu Thiên cười, dán sát vào tai Mộc Phong Nhạc nói. Cậu ta có thể chữa bệnh, nhưng cậu ta có thể giải được tử mẫu cổ sao? Mắt Mộc Phong Nhạc mở to, Hoàng gia là thế gia trung y truyền thừa ngàn năm, tất nhiên có thủ đoạn người thường khó mà tưởng tượng nổi, tử mẫu cổ là một trong số đó. Một khi tử mẫu cổ được gieo xuống, dược tề, châm cứu hoàn toàn vô dụng, căn bản không giết chết được. Làm phẫu thuật sẽ càng chết nhanh hơn, cổ trùng sẽ tự bạo, chất lỏng là kịch độc. Lúc trước Mộc gia bọn họ có một người ăn chơi trác táng, nhìn chúng một cô gái Hoàng gia, làm lớn bụng cô gái đó, còn không muốn chịu trách nhiệm, kết quả bị Hoàng gia cấy vào tử mẫu cổ. Lúc ấy gia chủ Mộc gia tự mình mang hậu lễ tới tạ tội, vẫn không được Hoàng gia tha thứ, chỉ có thể nhìn người kia chịu đau đớn cổ trùng cắn nuốt mỗi ngày, muốn sống cũng không được, muốn chết cũng không xong. Cuối cùng người này không chịu được, nhảy lầu tự sát. Người Mạc gia chúng tử mẫu cổ, y thuật của Mạc Phàm cao tới đâu cũng vô dụng, thứ này là độc, nhưng căn bản không phải bệnh, không chữa được. Lần này 89 phần 10 Mạc Phàm phải cúi đầu rồi. Mộc Phong Nhạc cười âm hiểm nói. Một khi Mạc Phàm cúi đầu, không phải rất dễ lấy phương thuốc chữa trị ung thư, bệnh truyền nhiễm sao? Mạc Phàm, là bác sĩ Mạc Phàm chữa bệnh truyền nhiễm sao? Một mỹ nữ mặc bikini nhuộm tóc hồng đầy hứng thú hỏi. Gần đây tên tuổi Mạc Phàm rất nổi tiếng ở Đông Hải, bọn họ cũng biết một chút, nhưng chưa từng gặp ở Phong Nguyệt. Không sai, em quen cậu ta sao? Hoàng Thiếu Thiên vỗ mông mỹ nữ mặc bikini này, hỏi. Người ta là đại nhân vật, em quen cậu ta, nhưng cậu ta không biết em nghe nói y thuật của cậu ta rất lợi hại, có thể khiến người chết sống lại, còn chữa được ung thư. Mỹ nữ tóc hồng không chống cự, làm nũng chui vào trong lòng Hoàng Thiếu Thiên. Cho dù cậu ta lợi hại, qua vài ngày cũng phải quỳ xuống dập đầu với Hoàng Thiếu, các em đợi xem, đến lúc đó không cần nhận bác sĩ Mạc gì đó, nhận Hoàng Thiếu Thiên Hoàng Thiếu của chúng ta là được, chỉ cần báo tên Hoàng Thiếu ra, đến đâu cũng có thể một bước lên trời. Mộc Phong Nhạc cười nói. Hoàng Thiếu Thiên nhíu mày lạnh lùng liếc Mộc Phong Nhạc một cái, trên mặt là bộ dạng rất hưởng thụ, rõ ràng bị Mộc Phong Nhạc vỗ mông ngựa sảng khoái rồi. Thật vậy sao, Hoàng Thiếu lợi hại như vậy? Mỹ nữ tóc hồng kinh ngạc vui mừng nói. Anh lợi hại hay không, không phải tối qua em đã biết rồi sao? Hoàng Thiếu Thiên nhếch miệng, hiện lên tươi cười tà mị, một tay xoa bóp ngực mỹ nữ tóc hồng. Mỹ nữ tóc hồng cười khúc nhích, vội vàng né tránh. Đâu có, Hoàng Thiếu đúng là hư hỏng. Vậy mà dám nói anh hư hỏng, anh còn có thể tệ hơn nữa. Hoàng Thiếu Thiên đứng dậy, đi bắt lấy mỹ nữ tóc hồng. Đến đây. Hoàng Thiếu thật sự có thể khiến Mạc Phàm kia quỳ xuống cầu xin tha thứ, đến lúc đó chị em chúng em sẽ cùng thử lợi hại của Hoàng Thiếu. Mỹ nữ tóc hồng cười quyến rũ nói, còn nghịch ngợm ngoắc tay với Hoàng Thiếu Thiên. Bọn họ đều xuất thân từ người mẫu, cơ bản đều bồi chơi không bồi ngủ.
nhưng nếu Hoàng Thiếu Thiên có thể khiến Mạc Phàm nổi danh như vậy quỳ xuống cầu xin tha thứ, đã thấy rõ thân phận của anh ta, bồi ngủ với người như vậy, chỉ có lợi. Được, không cần vài ngày, hôm nay bắt em khai trai trước. Hoàng Thiếu Thiên bế mỹ nữ tóc hồng kiểu công chúa, cười tà khí, đi vào trong khoang thuyền. Giấy dục hỏa của anh ta, không phát tiết sao được. Lúc này một giọng nói rét lạnh truyền đến. Không cần đợi vài ngày, hôm nay đi. Tươi cười trên mặt Hoàng Thiếu Thiên mất đi, rời mắt nhìn Mạc Phàm. Cậu là ai? Hoàng Thiếu Thiên hỏi. Mạc Phàm cười lạnh lùng, hạ cổ với cha hắn, muốn khiến hắn cúi đầu, vậy mà không biết hắn là ai. Tôi là người muốn giết các người. Mạc Phàm bình tĩnh nói, trong mắt lóe lên ánh sáng lạnh, nhìn chằm chằm Hoàng Thiếu Thiên và Mộc Phong Nhạc nói. Giết chúng tôi, ha ha. Đám Hoàng Thiếu Thiên cười. Hoàng Thiếu, không phải tên ăn mày này là kẻ điên đấy chứ, nhanh bảo bảo vệ bắt cậu ta lại. Hai tay mỹ nữ tóc hồng ôm lấy cổ Hoàng Thiếu Thiên, cười khinh bỉ nói. Mạc Phàm mặc đồ đơn giản, căn bản không hợp với đám người ăn mặc xa hoa trên bờ biển. Cả bộ quần áo này cũng không mua nổi quần lót bikini của cô ta, một tên ăn mày lại dám nói với Hoàng Thiếu ở thủ đô như vậy, chắc chắn điên rồi. Mỹ nữ tóc hồng mới mở miệng, lập tức dẫn tới tiếng cười to. Nghèo không đáng sợ, đáng sợ là còn ngốc, vậy thật sự không cứu được, không nói đến Hoàng Thiếu ở thủ đô, một ngón út của Mộc Thiếu cũng đủ nghiền nát tên ăn mày này. Mạc Phàm lắc đầu cười. Các người dụ tôi đến đây, bây giờ tôi đến còn không nhận ra sao. Hoàng Thiếu Thiên và Mộc Phong Nhạc hơi sững sờ, cẩn thận đánh giá Mạc Phàm. Bọn họ chỉ nhìn lướt qua ảnh chụp Mạc Phàm, không quan sát cẩn thận. Ngoài ra bọn họ nghĩ Mạc Phàm sẽ đến, nhưng không ngờ là hôm nay. Hoàng Thiếu Thiên chỉ sửng sốt, khóe miệng lại nhếch lên như trước, trên mặt đều là trêu tức. Hóa ra là bác sĩ Mạc, bây giờ thân thể cha cậu có khỏe không? Cho dù Mạc Phàm phát hiện ra cổ trùng cũng vô dụng. Tử mẫu cổ căn bản không có biện pháp giải trừ, trừ phi mẫu cổ ra lệnh cho tử cổ chết. Nhưng mẫu cổ này sống mấy trăm năm, có trên vạn người chúng cổ hoàng gia bọn họ, chưa bao giờ ra lệnh cho tử cổ chết, cùng lắm là bảo tử cổ chậm lại chút, kéo dài tuổi thọ của người chúng cổ. Sắc mặt Mạc Phàm trầm xuống. Do anh ban tặng, không tệ. Hoàng Thiếu Thiên cười đắc ý, tuy anh ta không biết vì sao Mạc Phàm phát hiện ra cổ trùng, nhưng có một chuyện anh ta vô cùng tự tin. Mạc Phàm không giải được cổ. Vậy là được rồi, đúng rồi, đã quên giới thiệu, tôi tên là Hoàng Thiếu Thiên, người của Hoàng gia ở thủ đô, Hoàng Đào Nhiên bị cậu làm hại là người Hoàng gia chúng tôi, vị này là Mộc Phong Nhạc Mộc gia ở Giang Nam. Hoàng Thiếu Thiên nói xong, Mộc Phong Nhạc mở to mắt, nhìn chằm chằm Mạc Phàm, cười chào phúng. Bác sĩ Mạc, cửu ngưỡng đại danh, hôm nay vừa gặp, đúng là phong thái vẫn như trước. Đường đường là thần y nổi tiếng ở Đông Hải, lại mặc thành như vậy, đúng là đáng thương. Cậu ta là bác sĩ Mạc sao? Không phải chứ, chắc là giả mạo rồi, bác sĩ Mạc là công tử anh tuấn tiêu sái, phong lưu phóng khoáng, sao có thể là người này? Mỹ nữ tóc hồng cười khinh miệt nói. Dù sao có Hoàng Thiếu và Mộc Thiếu ở đây, bọn họ không phải sợ. Bác sĩ Mạc người ta là thần y, chỉ thích danh, không thích tiền, Mộc gia bọn anh tìm cậu ta hợp tác. Cậu ta đều không để ý, nếu hợp tác với Mộc gia bọn anh, sao hiện giờ có nhiều người bệnh ung thư như vậy? Mộc Phong Nhạc cười nói. Hóa ra là như vậy, có y thuật chữa được ung thư còn không chịu lấy ra, trơ mắt nhìn người bệnh chết đi, đây là thần y gì chứ? Một mỹ nữ bikini khác liếc mắt nhìn Mạc Phàm đầy khinh bỉ nói, trên mặt đều là phẫn nộ. Cậu cô ta vì ung thư mà qua đời, Mạc Phàm này có thể chữa trị ung thư lại giữ kín không nói. Nếu không sao cậu cô ta có thể mất sớm như vậy? Sắc mặt Mạc Phàm như thường, không thèm quan tâm. Nói như vậy, chuyện này cũng tính một phần Mộc gia nữa. Hắn vốn cho rằng chỉ có Hoàng gia, không ngờ Mộc gia cũng tham dự vào. Được lắm, tránh để đêm dài lắm mộng, hắn không ngại diệt hai nhà này. Đám người này đối phó hắn, không sao. Nhưng dám can đảm mạo phạm người nhà hắn, đều phải chết. Ha ha! Có thể nói là như vậy. Mộc Phong Nhạc đứng trên du thuyền, nhìn Mạc Phàm ở dưới cười nói. Cha Mạc Phàm đã trúng cổ, tiểu tử này còn hung hãn được sao, anh ta muốn ngược thế nào mà chẳng được. Sau đó anh ta nói với mỹ nữ bikini xung quanh. Vừa rồi ai nói nếu bác sĩ Mạc quỳ xuống, thì cùng thử lợi hại của Hoàng Thiếu, còn tính không,
bây giờ bác sĩ Mạc ở đây rồi. Đương nhiên tính, chỉ cần bác sĩ Mạc quỳ xuống, em đảm bảo sẽ bồi Hoàng thiếu cả đêm, phải không chị em? Mỹ nữ bikini tóc hồng cười quyến rũ nói. Một đám mỹ nữ nhìn nhau cười, xem như ngầm đồng ý. Bình thường bọn họ thường xuyên chạy xô, cũng không phải chưa từng chơi đùa như thế. Hoàng thiếu, tối hôm nay có mấy nữ hay không, phải dựa vào anh rồi. Mộc Phong Nhạc cười bỉ ổi nói. Đám phụ nữ này đều là chất lượng không tệ, nhất là cô gái nước Nhật, cô gái phương Tây, anh ta từng thử rồi, ở trên giường tuyệt đối là cực phẩm trong cực phẩm. Mỹ nữ bikini tóc hồng liếm lên mặt thiếu niên một cái, còn liếc nhìn Mạc Phàm đầy khinh miệt. Chúng em đợi anh đó. Hôm nay bản thiếu ăn hết các em. Hoàng thiếu thiên cười tà khí, để mỹ nữ bikini tóc hồng xuống. Mỹ nữ bikini tóc hồng lắc lắc mông, đi sang một bên cầm ly rượu vang, cùng một đám mỹ nữ bikini khác liếc nhìn Mạc Phàm đầy khinh thường, đợi xem kịch vui. Bác sĩ Mạc, mạng cha cậu chỉ có hoàng gia chúng tôi mới cứu được. Cậu chuẩn bị lấy gì tới đổi? Hoàng thiếu thiên cười hỏi. Các người muốn gì? Mạc Phàm lạnh nhạt hỏi. Thực ra rất đơn giản, tuy cậu dùng tà thuật làm người hoàng gia chúng tôi bị thương, nhưng chỉ cần cậu giao toàn bộ y thuật ra, hoàng gia chúng tôi sẽ công chư hậu thế những y thuật này, tạo phúc người bệnh, hoàng gia chúng tôi còn chữa khỏi bệnh cho cha cậu, thế nào? Hoàng thiếu thiên cười âm hiểm nói. Theo tin tức hoàng gia bọn họ đạt được, quả thật y thuật của Mạc Phàm có chỗ hơn người. Không ít y thuật hoàng gia bọn họ không biết, nếu có thể lấy được, hoàng gia bọn họ không chỉ là hoàng gia ở Hoa Hạ, còn có thể là hoàng gia quốc tế. Mộc Phong Nhạc cười, Mạc Phàm không có khả năng giao y thuật cho Mộc gia bọn họ, nhưng hoàng gia chiếm được y thuật, phái một bác sĩ đến bệnh viện Mộc gia bọn họ, vậy là đủ rồi. Bác sĩ Mạc biết tà thuật sao? Một mỹ nữ bikini nghe Hoàng Thiếu Thiên nói. Ánh mắt nhìn Mạc Phàm chán ghét hơn chút. Bác sĩ Mạc danh chấn Đông Hải lại là người như vậy. Cậu ta không chỉ biết tà thuật thôi đâu, em đừng nhìn cậu ta còn nhỏ tuổi, chơi đùa mỹ nữ, chắc chắn còn nhiều hơn em nghĩ, em biết Lạc Anh con dâu Tần gia không, cũng từng ngủ với Mạc Phàm rồi đó, nếu không ngủ với Mạc Phàm thì Mạc Phàm sẽ không cứu con trai bà ta. Lưu đại mỹ nữ Lưu Nguyệt như nữ thần Đông Hải, vì cứu con gái của mình cũng từng ngủ với cậu ta, nghe nói không chỉ hai người này, còn nữa. Bác sĩ Mạc từng giết người cũng không phải em có thể tưởng tượng, chắc còn nhiều hơn những người cậu ta cứu. Mộc Phong Nhạc cười âm hiểm, tiếp tục hát nước bẩn lên người Mạc Phàm. Vậy sao? Sắc mặt đám mỹ nữ bikini thay đổi, lúc trước còn cảm thấy bác sĩ Mạc sẽ không xấu lắm, lúc này ánh mắt mọi người nhìn Mạc Phàm như nhìn tội phạm cưỡng gian, tội phạm giết người. Mạc Phàm làm như không nghe thấy, chỉ lạnh lùng nhìn Hoàng Thiếu Thiên. Nếu tôi từ chối thì sao? Hoàng Thiếu Thiên nhướn mày, cười lạnh lùng. Cậu không muốn cứu cha cậu sao, nếu bệnh của ông ta phát tác, sẽ sống không bằng chết, tốt nhất cậu nên suy nghĩ kỹ càng, loại bệnh này chỉ có hoàng gia chúng tôi mới trị được. Cho dù Mạc Phàm giao y thuật ra, hoàng gia cũng sẽ không bỏ qua cho tiểu tử này, chẳng qua chỉ làm cậu ta an tâm trước. Cùng lắm là chuyển cổ từ trên người cha Mạc Phàm sang người Mạc Phàm, để Mạc Phàm trở thành nô lệ của hoàng gia vĩnh viễn. Tôi có rất nhiều y thuật. Nhưng tôi sẽ không cho hoàng gia các người. Mạc Phàm trầm giọng nói. Y thuật trên người hắn đâu chỉ muôn vàn, hoàng gia hạ cổ với cha, còn muốn y thuật của hắn, vậy đến địa phủ đi. Diêm vương cho người canh ba tử, y tiên bất tử hắn có thể khiến người đó sống trăm năm. Nếu như hắn muốn giết người, người này tuyệt đối sống không quá canh năm. Đó chính là cậu vì y thuật mình có được, từ chối cứu cha cậu, vì chút y thuật, đáng sao? Hoàng Thiếu Thiên cười hỏi. Đúng là cầm thú. Mỹ nữ bikini tóc hồng khinh bỉ nói. Vì thanh danh, ngay cả mạng của cha cũng không cứu, còn không bằng những người mẫu dựa vào tư sắc kiếm tiền như bọn họ. Phi, còn Mạc thần y nữa chứ? Một cô gái rất model mặc bikini màu da mắng. Vẻ mặt Mạc Phàm không đổi, hắn không thẹn với lương tâm, mặc kệ người khác đánh giá thế nào, hắn sẽ không giải thích. Hoàng Thiếu Thiên thấy Mạc Phàm không trả lời, nhíu mày, sau đó cười giả tạo nói. Nếu cậu đồng ý giao y thuật của cậu ra, sau này cậu là người hoàng gia chúng tôi, đi theo hoàng gia tôi, tiền bạc không thành vấn đề, quyền lợi cũng có, phụ nữ thì càng không phải bàn, còn được ở cùng với người nhà cậu, chẳng lẽ cậu không động tâm chút nào? Bác sĩ hoàng gia bọn họ, chữa trị cảm mạo ở thành phố đã có thu nhập ngàn vạn,
nhiều hơn những người làm công bên ngoài. Gia nhập hoàng gia bọn họ, quyền lợi cũng không là vấn đề, nhiều thế hệ hoàng gia là ngự y. Còn phụ nữ, điều đến phòng phụ khoa, rất nhiều phụ nữ mỗi ngày đưa đến cửa, để mặc cậu đùa bỡn, bảo bọn họ cởi hết, bọn họ sẽ không lắc đầu, Mạc Phàm, hoàng thiếu đã có thành ý như vậy, cậu còn không quỳ xuống cúi đầu với hoàng thiếu, nếu là tôi, chắc chắn đã quỳ rồi. Mộc Phong Nhạc híp mắt, lạnh lùng nói. Mạc Phàm cười, hắn thiếu những thứ này sao? Bây giờ tiền bạc không có bất luận ý nghĩa gì với hắn, thẻ hắn cho Chu Hiệt có 2 triệu đô la. Quyền lợi, với thực lực hiện giờ của hắn, muốn cái gì không được. Phụ nữ, mẹ Tiểu Ngọc, Lưu Phỉ Phỉ, Lưu Nguyệt Như, Sở Khuynh Thành, Lạc Anh, Khổng Tuyên, Tống Thu Từ, ai mà không phải cực phẩm trong cực phẩm. Hắn muốn ngủ thì dễ như trở bàn tay, cần hoàng gia cho sao? Các người nói xong rồi sao? Mạc Phàm nói. Hoàng Thiếu Thiên nhíu mày, ánh mắt lạnh đi vài phần. Nghe nói Mạc Phàm này là người con có hiếu, sao hôm nay ý chí sắt đá như vậy? Mạc Phàm, đối với cậu mà nói thanh danh quan trọng như vậy sao? Hoàng gia chúng tôi nhìn lầm cậu rồi, loại bệnh này sẽ lây bệnh, hôm nay có thể là cha cậu, ngày mai là những người khác trong nhà cậu, chẳng lẽ cậu muốn trơ mắt nhìn mọi người vì ốm đau khổ sở mà qua đời sao? Cậu đúng là tên súc sinh. Hoàng Thiếu Thiên vênh mặt mắng, giống như vô cùng khinh bỉ hành động của Mạc Phàm. Anh ta không chỉ mang theo một tử cổ, nếu Mạc Phàm không đồng ý, anh ta hoàn toàn có thể hạ cổ lên những người khác nhà Mạc Phàm, không sợ Mạc Phàm không cúi đầu. Những lời này vang lên, ánh mắt mấy mỹ nữ mặc bikini nhìn Mạc Phàm lại căm hận hơn vài phần. Hoàng Thiếu Thiên và Mộc Phong Nhạc nhếch miệng cười. Chết một người không sợ, cậu ta không sợ cả nhà chết dưới tử mẫu cổ à? Như vậy Mạc Phàm không chỉ trơ mắt nhìn người nhà chết, truyền ra ngoài cũng thân bại danh liệt. Mạc Phàm nheo mắt, ánh mắt trở nên phát lạnh. Hắn hơi cong người, khẽ bay như yến tử, nhẹ nhàng rơi xuống trên du thuyền. Anh không có cơ hội này, bởi vì anh sẽ chết nhanh thôi. Mạc Phàm lạnh lùng nhìn Hoàng Thiếu Thiên chăm chú nói. Hắn nhảy lên như vậy, trên du thuyền cho dù là Hoàng Thiếu Thiên, Mộc Phong Nhạc hay mấy mỹ nữ mặc bikini đều thay đổi sắc mặt, nhìn Mạc Phàm với vẻ khó mà tin. Du thuyền này có 2 tầng, bên trong có khoang nghỉ ngơi, khoang giải trí, thế nào cũng phải cao 4,5 mét, Mạc Phàm nhảy lên một cách nhẹ nhàng, giống như tiên nhân đạp không mà đi. Ngay cả quán quân Olympic cũng không làm được. Hoàng Thiếu Thiên chỉ hơi biến sắc, lại khôi phục như thường, cười thoải mái. Nghe nói bác sĩ Mạc biết tà thuật, quả nhiên là như vậy, bác sĩ Mạc muốn thi triển tà thuật với bọn tôi sao? Nếu Mạc Phàm dám ra tay, đừng nghĩ cứu được cha cậu ta, tuy không ra tay cũng không cứu được. Anh chắc chắn tôi không giải được phệ hồn tử mẫu cổ của hoàng gia trên người cha tôi như vậy sao? Mạc Phàm lạnh giọng hỏi. Cổ sao? Một mỹ nữ bikini sửng sốt nói. Cô ta đến từ Bắc Xuyên, cổ đối với cô ta không xa lạ gì. Núi Bắc Xuyên thường truyền ra tin đứa bé nhà ai gặp được cổ bà bị hạ cổ chết, lúc chết một bụng xà trùng. Trước đây cô ta vì chuyện cổ mà sợ tới mức không dám ra cửa. Cổ ở Bắc Xuyên đại biểu cho tà ác, ai nghe cũng thay đổi sắc mặt. Không ngờ Hoàng Thiếu từ thủ đô tới lại hạ cổ. Mỹ nữ bikini này cách xa Hoàng Thiếu một chút theo bản năng. Hoàng Thiếu Thiên cười khinh thường, anh ta không sợ mấy mỹ nữ bikini này biết, một đám kỹ nữ thấy tiền là sáng mắt thôi mà, nếu không kín miệng, hạ cổ là được, lại có thêm nữ nô. Giải cô, cậu giải thế nào? Hoàng Thiếu Thiên cười hỏi. Hoàng gia bọn họ tồn tại lâu như vậy, chưa bao giờ có ai giải được tử cổ, Mạc Phàm là một đứa bé 16, 17 tuổi nói giải được, đúng là khôi hài. Mộc Phong Nhạc lắc đầu cười, Mộc gia bọn họ có quan hệ thân thiết với Hoàng gia không phải 1-2 năm. Theo anh ta biết, chúng tử mẫu cổ của Hoàng gia, ngoại trừ để mặc Hoàng gia sử dụng sẽ sống lâu một chút, không còn biện pháp khác. Biểu cảm của Mạc Phàm lãnh khốc, ánh mắt trở nên phát lạnh, nhẫn trên tay sáng lên, chai chứa tử cổ xuất hiện trong tay hắn. Giải thế nào, tôi sẽ cho anh tận mắt nhìn thấy. Hoàng Thiếu Thiên thấy thứ trong tay Mạc Phàm. Mắt mở to, vẻ mặt hoảng sợ. Người khác không biết đây là thứ gì, sao anh ta không biết, đây đúng là tử cổ hình thái trưởng thành. Sao tử cổ này trưởng thành như vậy, còn xuất hiện trong tay Mạc Phàm, không phải nên ở trong cơ thể cha Mạc Phàm hút máu huyết ông ta, cắn nuốt nội tạng ông ta sao? Một khắc trước Hoàng Thiếu Thiên còn vô cùng đắc ý,
lúc này mặt xám như cho tàn. Tử cổ mẫu ngàn năm chưa từng được giải của hoàng gia bọn họ, bị một đứa con nít giải rồi sao? Sao thứ này lại ở trong tay cậu? Anh sẽ biết nhanh thôi. Mặt Mạc Phàm không chút thay đổi, giọng lạnh như hàn băng. Hắn bóp pháp ấn trên tay, một ký hiệu rơi vào trong cơ thể tử cổ lập tức tỉnh lại, lộ ra hung tướng, vùng vẫy ở trong chai. Mạc Phàm niệm thần chú, tay hắn sáng lên, tay và cánh tay tính luôn cái chai biến thành trong suốt. Không phải hoàng gia thế gia Đông Y ngàn năm các người thích hạ cổ sao, Mạc Phàm tôi sẽ chơi với các người. Nói xong tay hắn biến mất vào trong bụng Hoàng Thiếu Thiên. A, à, tiếng thét chói tai truyền từ trên du thuyền ra. Thân thể Hoàng Thiếu Thiên run lên theo phản xạ có điều kiện, ánh mắt ngơ ngẩn nhìn bụng anh ta, sắc mặt lập tức không còn chút huyết sắc nào. Tay Mạc Phàm cầm tử cổ không đào cái động trên bụng anh ta, vậy mà với vào trong được, không chảy ra một giọt máu nào. Bắp thịt trên mặt Hoàng Thiếu Thiên không ngừng run rẩy, trong cổ họng phát ra âm thanh kỳ lạ. Anh ta thân là người hoàng gia, biết nhiều chuyện trong truyền thuyết người khác chưa từng thấy. Pháp thuật của tu đạo giả, thần thông của tiên thiên tông sư, anh ta đều từng thấy không ít. Nhưng Mạc Phàm duỗi tay vào trong bụng anh ta như vậy, giống như duỗi vào trong nước, tuyệt đối là lần đầu tiên. Mộc Phong Nhạc sợ tới mức chân tay lúng túng, giống như mấy mỹ nữ mặc bikini, cuống quýt lùi về sau, nhìn Mạc Phàm đầy hoảng sợ. Anh ta vốn tưởng rằng cha Mạc Phàm chúng tử mẫu cổ của hoàng gia, cho dù Mạc Phàm hung hãn ở Đông Hải đến mấy, cũng không dám ra tay. Ai biết Mạc Phàm không chỉ lấy được cổ ra, còn bỏ vào trong bụng Hoàng Thiếu Thiên. Đây là cái gì? Hoàng Thiếu Thiên không nhịn được, hoảng sợ kêu lên. Y thuật. Mạc Phàm tích chữ như vàng nói. Y thuật này tên là hư không trích nguyệt, là bí thuật độc môn của thần nông tông bọn họ. Có thể không để lại vết thương lấy thứ gì trong bụng ra, thích hợp với pháp thuật lấy cổ trùng ra nhất. Hắn nói xong rút tay ra ngoài, trong tay chỉ còn lại nắp chai. Hắn không chỉ bỏ tử cổ vào, chai đựng tử cổ cũng ở trong bụng Hoàng Thiếu Thiên, hắn ném nắp chai xuống. Bây giờ anh cảm thấy Mạc Phàm tôi cần cúi đầu trước anh, cho hoàng gia các người y thuật của tôi không? Mấy chữ đơn giản, lại mang theo khí chàng vô hình, thổi về phía những người khác. Mộc Phong Nhạc và đám mỹ nữ bikini sợ ngây người. Mắt Hoàng Thiếu Thiên mở to, ngơ ngẩn nhìn Mạc Phàm lấy tay ra, cả khuôn mặt rất khó coi, còn nghiêm trọng hơn bị người ta tát anh ta mấy cái. Mạc Phàm, cậu. À, anh ta còn chưa nói hết, liền ôm bụng quỳ trên đất, trên khuôn mặt tuấn mỹ ngay cả phụ nữ cũng phải ghen tị vặn vẹo vì đau đớn. Anh ta cảm nhận được rõ ràng trong bụng có thêm thứ gì đó, thứ này đang bỏ ra điên cuồng cắn nuốt nội tạng anh ta. Loại đau đớn này khiến anh ta giơ tay muốn bắt, nhưng tay anh ta không thần kỳ giống như Mạc Phàm, căn bản không bắt được, chỉ có thể đánh liên tục vào bụng mình. Chỉ trong phút chốc, sắc mặt phong thần tuấn cốt của Hoàng Thiếu Thiên tái nhợt như người chết, trong mắt tràn đầy huyết sắc, sắc mặt vô cùng khủng bố. Mộc Phong Nhạc ở bên cạnh mặt cũng trắng bệch, thân thể không ngừng run rẩy. Anh ta từng nghe nói cổ rất đáng sợ, khiến người ta sống không bằng chết, nhưng không ngờ lại khủng bố như thế. Đây chỉ mới một lát, Hoàng Thiếu Thiên đã biến thành người không ra người quỷ không ra quỷ, nếu bị hành hạ mấy tháng, không biết sẽ có bộ dạng gì. Thật đáng sợ, Mộc Phong Nhạc bị dọa thành như vậy, mấy mỹ nữ mặc bikini lại càng hoa dung thất sắc, cả đám nhìn Mạc Phàm đầy kinh hãi, hối hận muốn chết, vừa rồi bọn họ cho rằng có Hoàng Thiếu Thiên sẽ không sao, đều chế nhạo Mạc Phàm. Mặt Mạc Phàm không chút thay đổi, lạnh lùng nhìn Hoàng Thiếu Thiên. Hoàng gia thích hạ cổ người khác. Nếm thử mùi vị cổ nhà Minh xem. Cảm giác chúng cổ thế nào? Nhanh lấy ra cho tao, nhanh lên, a. À. Hoàng Thiếu Thiên nhịn đau, mắt đỏ bừng nhìn Mạc Phàm đầy hung dữ nói. Không phải hoàng gia các người có thể giải tử mẫu cổ sao, anh giải cho tôi xem. Mạc Phàm lạnh lùng nói. Hoàng Thiếu Thiên này nói tử mẫu cổ chỉ có hoàng gia bọn họ mới giải được, chỉ cần hắn giao y thuật ra, sẽ giải trừ cổ độc cho cha hắn, vì sao phải yêu cầu hắn? Tự mình giải được mà. Nếu Hoàng Thiếu Thiên có thể giải, hắn sẽ thả anh ta. Sắc mặt Hoàng Thiếu Thiên âm trầm như nước, đừng nói là anh ta, tử mẫu cổ này cho dù là gia chủ hoàng gia bọn họ cũng không giải được, đan dược luyện chế cổ đan đã sớm biến mất trăm năm trên địa cầu. Biện pháp duy nhất là đi cầu mẫu cổ, bảo mẫu cổ giết chết tử cổ. Nhưng hoàng gia chưa bao giờ có tiền lệ này, sẽ không vì anh ta mà mở ra.
lấy ra cho tao, nếu tao chết, hoàng gia chúng tao sẽ không tha cho mày. Hoàng gia sẽ không tha cho tôi sao? Vẻ mặt Mạc Phàm lạnh nhạt, hắn thi triển hóa mộc tuyệt với Hoàng Đào Nhiên, hắn chưa từng sợ hoàng gia lần nào. Hóa mộc tuyệt là cảnh cáo, nếu hoàng gia coi như không có cảnh cáo, vẫn trêu chọc vào hắn. Gia tộc ngàn năm, cũng đến lúc kết thúc. Yên tâm đi, từ giờ trở đi hoàng gia các người không làm được gì nữa, sau này cũng không còn gia tộc hoàng gia. Mạc Phàm bình tĩnh nói, vô cùng khí phách. Hoàng Thiếu Thiên nhíu mày, trong đôi mắt đỏ đều là tức giận. Một tiểu tử vị thành niên cũng muốn diệt hoàng gia bọn họ, ngàn năm qua có không biết bao nhiêu gia tộc muốn diệt hoàng gia, ai không lợi hại bằng Mạc Phàm, nhưng cuối cùng đều thành thuốc bổ của mẫu cổ. Mày muốn diệt hoàng gia cũng được, mày lấy cổ trong bụng tao ra, tao nói cho mày biết bí mật của hoàng gia, mày muốn diệt hoàng gia thế nào cũng không sao. Hoàng Thiếu Thiên quát lên, giọng nói như dã thú phát cuồng. Mạc Phàm chết tiệt này dám để cổ lên người anh ta, lấy cổ ra trước đã, đến lúc đó dẫn Mạc Phàm đến tổ địa hoàng gia, cho dù tiểu tử này là tiên nhân hạ phàm cũng sẽ chết, mẫu cổ sẽ sơi tái cậu ta không còn xương cốt. Mạc Phàm cười khinh thường. Tôi muốn diệt hoàng gia anh, còn cần anh giúp đỡ sao? Hiện giờ hắn tiêu diệt võ đạo thế gia, pháp đạo thế gia, Phật đạo tông phái, có lẽ có chút vấn đề. Muốn tiêu diệt y dược thế gia hắn quen thuộc, căn bản không cần tốn sức. Cho dù có độ khó, cũng phải diệt. Mày! Hoàng Thiếu Thiên thấy Mạc Phàm kiên định như vậy, trong mắt xuất hiện bối rối. Hoàng gia cũng không cứu được anh ta, cùng lắm có thể khiến anh ta sống lâu thêm một thời gian, cuối cùng vẫn là đau đớn bị phệ hồn, người cứu được anh ta chỉ có Mạc Phàm. Cậu cứu tôi đi, bảo tôi làm gì cũng được, cứu tôi với, tôi chỉ dựa theo mệnh lệnh của Hoàng gia làm việc thôi. Hoàng Thiếu Thiên cầu xin. Đã không còn bộ dạng bảo Mạc Phàm giao y thuật, quỳ xuống với anh ta lúc trước. Mạc Phàm cười lạnh lùng, từ khi Hoàng Thiếu Thiên này lừa gạt cha hắn ở cùng một đơn vị, sau đó hạ cổ lên người cha hắn, kết cục đã định rồi. Người làm hại cha mẹ hắn, phải chết. Anh vẫn nên chết đi tốt hơn. Ánh mắt Mạc Phàm phát lạnh, bóp pháp ấn trên tay, một ký hiệu đánh vào bụng Hoàng Thiếu Thiên. Bụng Hoàng Thiếu Thiên lập tức phồng lên, giống như quả bóng hơi, thân thể hơi cong, mắt màu đỏ mở to, miệng há lớn, gương mặt còn hung dữ hơn vừa rồi. A, à, không, không, hu hu. Hoàng Thiếu Thiên không cam lòng kêu lên, một tay bắt lấy Mạc Phàm. Không đợi anh ta đụng tới Mạc Phàm, huyết dịch từ thất khiếu anh ta chảy ra. Cả người Hoàng Thiếu Thiên như khí cầu bị đâm thủng, từ bụng đến bắp thịt trên người, nhanh chóng khô quắt xuống, thành một thây khô da bọc xương, tinh khí toàn thân bị cổ cắn nuốt, không còn thở nữa. Hoàng Thiếu Thiên vừa chết, mỹ nữ bikini tóc hồng kia trực tiếp hôn mê bất tỉnh. Hai chân Mộc Phong Nhạc mềm nhũn, phịch một tiếng ngồi trên đất, cầu xin. Bác sĩ Mạc, tha cho tôi đi, tôi bị ép buộc. Còn chưa tới 10 phút, Hoàng Thiếu Thiên không ai bì nổi chết. Mộc Phong Nhạc không còn là người không ngừng hắt nước bẩn lên người Mạc Phàm, vỗ mông ngựa Hoàng Thiếu Thiên nữa. Tôi nhớ anh từng nói, hạ cổ cha tôi cũng có một phần Mộc gia anh đúng không? Mạc Phàm nhìn Mộc Phong Nhạc chăm chú, lạnh giọng hỏi. Mộc Phong Nhạc ước gì có thể tát mình mấy cái, vì sao vừa rồi miệng anh ta lại thiện như vậy? Thông tin về Mạc gia là Mộc gia chúng tôi cung cấp, hạ cổ thì tôi vừa mới biết, Mạc thần y tha mạng, Mộc gia chúng tôi có một số bảo bối dùng để tu đạo, chỉ cần Mạc tiên sinh tha cho tôi một mạng, tôi nguyện ý tặng mấy thứ này cho cậu. Mộc gia bọn họ là đại gia tộc ở Giang Nam, tất nhiên biết tu đạo giả tồn tại ở Hoa Hạ. Mạc Phàm vừa ra tay, chắc chắn đạo thuật vô cùng cao minh. Muốn sống, lấy yêu linh 500 năm trở lên ra đây. Mạc Phàm lạnh nhạt nói. Tụ linh trận chỉ thiếu trận linh, thì có thể bố trí viên mãn rồi. Nếu Mộc Phong Nhạc có thể lấy thứ này ra, chỉ cần Mộc gia không tự tìm đường chết nữa, cũng không phải không thể tha cho anh ta. Sắc mặt Mộc Phong Nhạc trầm xuống, anh ta biết yêu linh là gì. Trong kho Mộc gia bọn họ, trái lại là linh dược mấy trăm năm thì có, yêu linh 500 năm đi đâu tìm. Bác sĩ Mạc, linh dược 500 năm được không? Vậy anh đi chết đi. Mạc Phàm giơ tay lên, hạ tay về phía Mộc Phong Nhạc, như cự thạch trời giáng vạn quân, kình phong nổi lên bốn phía. Giết Mộc Phong Nhạc, diệt Mộc gia, tất cả linh dược của Mộc gia đều thuộc về hắn. Sắc mặt Mộc Phong Nhạc thay đổi, nhanh chóng suy nghĩ, không đợi một trưởng của Mạc Phàm hạ xuống,
hai mắt anh ta sáng lên, vội nói. Mạc thần y, nhà chúng tôi không có, nhưng tôi biết một nơi nhất định có. Mạc Phàm khẽ nâng mí mắt, lộ ra vẻ bất ngờ, tay dừng trên đầu Mộc Phong Nhạc cách hai ngón tay, kình phong biến mất trong chớp mắt. Nếu có thông tin về yêu linh, có thể giảm bớt không ít thời gian của hắn. Ở đâu? Tổ địa hoàng gia, có một mẫu cổ ngàn năm. Mộc Phong Nhạc vội nói. Anh ta và chú anh ta, cũng là gia chủ Mộc gia từng đến tổ địa hoàng gia một lần, gặp được mẫu cổ kia. Thứ vừa giống trùng tử lại giống rắn được xưng sống ngàn năm, có chi xưng trùng ngàn năm, nghe người hoàng gia nói mẫu cổ này sớm thành yêu thú, là một trong những con bài chưa lật của hoàng gia bọn họ, không dám tùy tiện để người ta biết. Lúc ấy hoàng gia còn ra lệnh với bọn họ, dám tiết lộ chuyện này sẽ giết không tha. Vì bảo vệ mạng, anh ta không nghĩ nhiều được như vậy, tự mình thoát trước rồi nói sau, nói không chừng còn có thể báo thù cho Hoàng Thiếu Thiên. Mẫu cổ ngàn năm. Mạc Phàm nhướng mày. Tuổi thọ của cổ không lâu, nhưng có ngoại lệ, ví dụ như cổ bên trong kim thiền, tử mẫu cổ, quỷ vương cổ đẳng. Nếu thật sự ngàn năm, sau khi giết chết có thể lấy được trận linh thích hợp. Mẫu cổ này có tu vi gì? Tốc độ yêu thú tu luyện không giống nhau, có một số yêu thú sinh ra đã tới tu vi kim đan, có một số tu luyện ngàn năm vẫn không thể ngưng tụ kim đan, cởi hình thú, hóa thành hình người. Không biết thực lực yêu thú này thế nào? Chuyện này, Mộc Phong Nhạc mở to mắt, vẻ mặt đau khổ. Một phàm nhân như anh ta chỉ biết chuyện tu đạo giả, đâu biết mẫu cổ có tu vi gì. Tôi nhớ ra rồi, lần đó tôi đến hoàng gia, hình như là ăn mừng mẫu cổ nói tiếng người. Nói là chúc mừng mẫu cổ nói tiếng người, thực ra là hoàng gia thị uy với những gia tộc như bọn họ, lúc ấy hoàng gia ném mấy người sống đối nghịch với bọn họ cho mẫu cổ phục dùng. Mạc Phàm nhíu mày, yêu thú tiên thiên mở linh trí, nói được tiếng người, kim đan ngưng tụ hình người. Yêu thú tiên thiên, như vậy cũng được, diệt hoàng gia, được yêu linh, trái lại giảm bớt không ít thời gian của hắn. Tổ địa hoàng gia ở đâu? Ở trong sơn cốc Tấn Châu Hoa Bắc, cụ thể ở đâu thì tôi không biết, nhưng nửa tháng sau hoàng gia tổ chư xê hội giao dịch linh dược, pháp khí, nguyên liệu, rất nhiều gia tộc đều tham gia, Mộc gia chúng tôi cũng nằm trong danh sách mời, nếu cậu muốn đi, tôi có thể cho cậu một tấm thiệp mời. Mộc Phong Nhạc nói. Mạc Phàm lộ ra vẻ bất ngờ, lập tức nói. Không cần thiệp mời, đến lúc đó chúng ta đi cùng nhau. Cái gì? Mắt Mộc Phong Nhạc mở to, nuốt nước bọt. Anh ta vốn định làm thiệp mời gia tộc đối địch cho Mạc Phàm, không chỉ thoát khỏi ma đầu Mạc Phàm, còn có thể họa thủy đông dẫn, ai biết Mạc Phàm muốn đi cùng anh ta. Mạc tiên sinh, tôi còn an bài khác, tôi bảo người khác đi cùng cậu được không? Mộc Phong Nhạc cười nịnh nọt nói. Ở cạnh Mạc Phàm một phút, thì sẽ gặp phải nguy hiểm, vẫn nên trốn xa được bao nhiêu thì tốt bấy nhiêu. Hoặc là đẩy an bài của anh, hoặc tôi an bài anh đi chết, tự anh chọn. Mạc Phàm nói, tay lại giơ lên, không có ý đùa giỡn. Muốn cò kè mặc cả với hắn, phải có tư cách này mới được. Tôi đi cùng cậu, tôi đi cùng mà. Sắc mặt Mộc Phong Nhạc trắng bệch, vội vàng nói. Mạc Phàm cười lạnh lùng, bóp miệng Mộc Phong Nhạc. Ngón trỏ tay kia búng ra, không để Mộc Phong Nhạc kháng cự chút nào, bạch quang chui vào trong miệng Mộc Phong Nhạc, lúc này hắn mới buông Mộc Phong Nhạc ra. Mắt Mộc Phong Nhạc mở to, mặt xám như cho tàn. Một tay dùng lực duỗi vào trong miệng, không thể lấy ra được gì. Mạc thần y, cậu cho tôi ăn cái gì, không phải là cổ đấy chứ? Tôi là bác sĩ, chỉ biết giải cổ, sẽ không hạ cổ, nhưng nếu anh mang hai lòng, thứ này sẽ làm anh đau đớn hơn chúng cổ. Mạc Phàm lạnh nhạt nói. Thân thể Mộc Phong Nhạc run lên, như bị sét đánh. Linh dược trăm năm của Mộc gia các người, tôi cũng muốn, lần sau gặp mặt tốt nhất là anh nên đưa cho tôi. Mạc Phàm nói tiếp, tuy Mộc gia không phải là người hạ cổ, nhưng là người cung cấp tin tức, không chết là hắn không thích giết người, nhưng không lấy ra chút máu, sao có thể bỏ qua. Sắc mặt Mộc Phong Nhạc vô cùng khó coi, trong lòng không ngừng rỉ máu, nhưng chỉ có thể gật đầu. Hoàng Thiếu Thiên như vậy đã đủ thảm rồi, anh ta không muốn giống như Hoàng Thiếu Thiên đâu, còn chưa tán gái đủ, sao có thể chết. Tôi nhất định sẽ đưa cho Mạc thần y, nhất định. Mạc Phàm không để ý đến Mộc Phong Nhạc, xoay người rời đi. Mộc Phong Nhạc có thể thử không đưa, chỉ cần anh ta muốn thử mùi vị của truy hồn đoạt phách. Lúc này một đoạn bài hát quen thuộc vang lên, là bài bản thảo cương mục của Châu Kiệt Luân,
nếu như Hoa Đà tái thế thì bệnh sùng ngoại sẽ được chữa khỏi. Mạc Phàm dừng bước, nhìn thoáng qua bàn, một chiếc di động Nokia đang rung lên, hai chữ tông chủ lóe lên. Mộc Phong Nhạc chau mày, có xúc động muốn mắng con mẹ nó, điện thoại này sớm không đến, muộn không đến, lại cứ tới lúc này, đúng là muốn mạng mà. Là di động của Hoàng Thiếu Thiên, không phải của tôi. Nghe đi. Ánh mắt Mạc Phàm lạnh lẽo, lạnh lùng nói. Dạ. Mộc Phong Nhạc vội vàng qua đó, điều chỉnh hơi thở, tay run rẩy cầm di động, ấn nút nghe, cũng mở loa ngoài ra. Thiếu Thiên, chuyện làm thế nào rồi? Tuy lời nói đơn giản, nhưng làm người ta cảm thấy áp lực. Mộc Phong Nhạc nhìn lướt qua Hoàng Thiếu Thiên biến thành thây khô, trên đầu đầy mồ hôi, trái tim như tắc trên cổ họng. Người đã chết, trả lời thế nào? Mộc Phong Nhạc và mấy mỹ nữ bikini nhìn về phía Mạc Phàm. Mạc Phàm nhếch miệng, cười lạnh lùng. Anh ta đã chết, mẫu cổ hoàng gia ông không cảm ứng được sao? Một khi tử cổ hút sạch tinh huyết của ký chủ, nó sẽ chết. Cho dù cách xa ngàn dặm, tinh hồn cũng sẽ hóa thành cục thịt mắt thường không nhận ra được trở về mẫu cổ, trở thành chất dinh dưỡng của mẫu cổ. Hơn phần nữa là mẫu cổ cảm ứng được, hoàng gia mới gọi điện tới. Lúc này ở bên kia điện thoại, Thâm Sơn phía Bắc Hoa Hạ, trong một tòa cung điện tạo ra bởi Bạch Ngọc. Mấy lão giả tóc trắng xóa cầm sách đang thảo luận gì đó, không hẹn mà cùng nhìn về phía lão giả ngồi trên chủ tòa. Lão giả này mặc trang phục nhà đường, tóc tuyết trắng, nuôi chòm râu thật dài, nhưng làn da như đứa bé, phiếm hồng quang. Bên cạnh lão giả là một mỹ nữ tuyệt sắc gần 30 tuổi, mái tóc đen búi ra sau gáy, lộ ra gương mặt trái xoan không tì vết. Mặc trên người bộ sườn xám màu trắng, hoàn mỹ đến mức chín kiều tam cong, trong sườn xám xẻ tà, ẩn ẩn có thể thấy cái đùi trắng nõn. Âm thanh hấp dẫn ánh mắt mọi người, là truyền từ di động trong tay mỹ nữ mặc sườn xám. Nghe thấy giọng nói xa lạ, lão giả huyền y ngồi trên chủ tọa đột nhiên mở to mắt, cả tòa cung điện như bật 1000 ngọn đèn huỳnh quang, trở nên sáng lên. Cậu là ai? Lão giả huyền y, gia chủ hoàng gia Hoàng Kình Thương lạnh nhạt hỏi. Trong giọng nói mang theo uy nghiêm, tỏa ra xung quanh. Mạc Phàm, người các ông muốn hạ cổ, nhưng thứ này vô dụng với tôi. Mạc Phàm bình tĩnh nói. Trong cung điện, sắc mặt mọi người đều thay đổi. Tử mẫu cổ của hoàng gia bọn họ, một khi chúng sẽ không ai giải trừ được, nhưng bị tiểu tử này giải rồi. Nhất định phải nhanh giết cậu ta. Một đại hán nói, trong mắt đều là sát khí. Một tiểu tử không biết tên. Vốn thi triển yêu thuật mộc hóa một đệ tử hoàng gia bọn họ, ngay cả ông ta cũng không thể giải trừ. Hôm nay lại giết một đệ tử hậu bối hoàng gia bọn họ, còn luôn miệng nói tử mẫu cổ nhà bọn họ được giải rồi. Nếu là giả, tiểu tử này cũng bị diệt môn. Thật, tiểu tử này càng đáng chết hơn, tử mẫu cổ của hoàng gia bọn họ tất phải khó giải. Hoàng Kình Thương nhướng mày, lập tức khôi phục như thường. Ha ha, cậu nghĩ tôi là đứa bé 3 tuổi. Người cậu giết thì giết, nhưng sao có thể giải được cổ hoàng gia chúng tôi, ha ha. Mạc Phàm lắc đầu cười, hoàng gia này sống trong tự đại ngàn năm, tự tin đến mức mê tín, nói cái gì bọn họ cũng không tin. Rất nhanh các ông sẽ biết có khả năng hay không, sẽ không lâu đâu. Tiểu tử, khẩu khí của cậu lớn thật. Hoàng Kình Thương cau mày nói. Khẩu khí lớn. Mạc Phàm cười, vẫn không phản bác. Hắn không chỉ khẩu khí lớn. Bản lĩnh còn lớn hơn nữa. Hoàng Thiếu Thiên đã biến thành chất dinh dưỡng của cổ trùng, thay vì quan tâm chuyện anh ta có lấy được y thuật trên tay tôi không, không bằng suy nghĩ hoàng gia các ông còn mạng hay không. Mạc Phàm vừa nói những lời này, Mộc Phong Nhạc và đám mỹ nữ mặc bikini bên cạnh hắn nuốt nước bọt, vẻ mặt ngẩn ra. Nhất là Mộc Phong Nhạc, anh ta hiểu biết hoàng gia nhất, cũng hiểu rõ khủng bố của hoàng gia thế nào. Vậy mà Mạc Phàm muốn giết sạch người hoàng gia. Không nói đến có thành công hay không, chỉ riêng trình độ lãnh huyết này không ai sánh được. Không chỉ đám Mộc Phong Nhạc, đám cấp cao hoàng gia trong cung điện đều lộ vẻ giận dữ. Tiểu tử này quá càn rỡ, trực tiếp phái người qua diệt cửu tộc cậu ta, không đúng, 11 tộc, phàm là người quen đều giết. Một lão giả sắc mặt âm u kiêu ngạo nói. Không sai, một tên nhóc nắm giữ một chút y thuật, cũng dám mạo phạm hoàng gia bọn họ. Cho cậu ta biết mạo phạm y dược thế gia đáng sợ như nào, một lão giả khác tức giận nói. Bác sĩ có thể chữa khỏi bệnh, cũng có thể giết người. Hoàng gia bọn họ có thể tồn tại lâu như vậy, ngoại trừ bảo lưu y thuật ngàn năm ra, độc thuật giết người, phù thuật,
tà thuật cũng nhiều, nếu không sao có thể sống sót qua nhiều triều đại như thế. Hoàng Kình Thương cười lạnh lùng, tuyệt không tức giận, giống như nghe được chuyện viễn tưởng. Tiểu tử, nể mặt cậu biết chút y thuật, cho cậu hai lựa chọn, thứ nhất, thành nô lệ cho hoàng gia chúng tôi, phục vụ người hoàng gia chúng tôi cả đời, thứ hai, hoàng gia tôi sẽ phái người diệt sạch thập tộc cậu. Hoàng Kình Thương nói, rõ ràng là chuyện diệt tộc, nhưng giọng điệu ông ta không khác gì giết chết con kiến. Đám Mộc Phong Nhạc nghe xong trong lòng run sợ. Mạc Phàm cười khẽ, trên mặt không có một chút sợ hãi. Tụ linh đại trận đã bổ sung toàn bộ trận bàn, cho dù là cao thủ tiên thiên xông vào cũng một đi không trở về. Khoảng thời gian này hắn sẽ ở Đông Hải, người của hoàng gia cứ việc tới, tới một người giết một người, tới một đám giết một đám. Không cần lựa chọn, hoàng gia các ông đã không có lựa chọn khác, đợi xem, tôi, Mạc Phàm Mạc Đại Sư thành phố Đông Hải sẽ tự mình tới cửa, tôi sẽ không diệt thập tộc các ông, tôi chỉ giết sạch các người không để một ai, cứ vậy đi. Mạc Phàm thản nhiên nói. Hắn nói xong tắt điện thoại. Từ khi hoàng gia hạ cổ cha, thì không có khả năng khác. Hoàng gia tất phải bị diệt sạch, không cần bàn lại, gõ chiêng cảnh báo bọn họ như vậy là đủ rồi. Trong cung điện Bạch Ngọc, sau khi điện thoại truyền đến tiếng tút tút tút, sắc mặt không ít người thay đổi. Bọn họ không thèm để ý đến Mạc Phàm, một bác sĩ, y thuật cao tới đâu cũng không có gì phải sợ, một viên đạn là đủ. Nhưng Mạc Đại Sư Đông Hải thì khác, ba chiêu của Mạc Đại Sư giết chết tên cuồng đồ nước ngoài, chuyện này qua lâu như vậy, tin tức sớm truyền tới thủ đô, càng không phải nói tổ địa Tấn Châu của Hoàng gia. Mạc Phàm và Mạc Đại Sư là một người, lần này hơi phiền phức. Tông chủ, làm sao bây giờ, có cần chúng tôi ra tay trước thì chiếm được lợi thế không? Một lão giả lo lắng hỏi. Cho dù cậu ta là Mạc Đại Sư thì sao chứ, chỉ là một võ giả nội kình kỳ, ngay cả cảnh giới tiên thiên cũng chưa được, muốn diệt hoàng gia chúng ta, trừ phi cậu ta là tu tiên giả. Hoàng Kình Thương vẫn bình tĩnh như trước nói. Ngàn năm trôi qua, trong số những người muốn diệt hoàng gia bọn họ, không phải không có cấp bậc tông sư, nhưng cuối cùng đều bị hoàng gia bọn họ diệt môn. Một tên tiểu tử, căn bản không cần bọn họ kích động, diệt là được. Vậy chúng ta làm sao bây giờ? Xử lý chuyện hội giao dịch trước, đợi hội giao dịch kết thúc, tôi sẽ mang huyết độc đến Đông Hải một chuyến, diệt tiểu tử kia là được. Hoàng Kình Thương vân đạm phong thanh nói. Hoàng Kình Thương nói như vậy. Lúc này những người xung quanh đang nhíu mày mới giãn ra, huyết độc là sát thủ hoàng gia bồi dưỡng, mỗi người đều đến cấp bậc nội kình, còn là cao thủ dùng độc. Hoàng Kình Thương tông chủ bọn họ lại là tu đạo giả cảnh giới trúc cơ đỉnh phong, luôn mang theo mẫu cổ cảnh giới tiên thiên. Lực lượng như vậy, diệt ai cũng không thành vấn đề. Tông chủ nói như vậy, chúng tôi an tâm rồi. Đám người tiếp tục thảo luận chuyện hội giao dịch. Hội giao dịch này do mấy chục gia tộc cùng tổ chức. Gia tộc bình thường không có tư cách tham gia, hàng năm nơi tổ chức sẽ khác, năm nay đến chỗ hoàng gia bọn họ, tất nhiên quan trọng hơn giết một tên tiểu tử. Trên du thuyền, Mạc Phàm ném điện thoại di động xuống nước, nhẹ nhàng nhảy lên, rơi xuống phía dưới du thuyền, để lại đám Mộc Phong Nhạc khiếp sợ như ve mùa đông. Mạc Phàm còn chưa rời khỏi làng du lịch, di động của hắn vang lên. Hắn lấy điện thoại ra nhìn thoáng qua, là A Hào gọi tới. Hắn phái A Hào đi điều tra mục đích tới Đông Hải của Bạch Tiểu Hàn và Bạch Tiểu Manh, chẳng lẽ đã có tin rồi? Mạc Phàm nhíu mày, nghe điện thoại, giọng A Hào hơi lo lắng truyền từ trong ra. Mạc tiên sinh, tìm được hai chị em kia rồi. Ở đâu? Mạc Phàm hỏi. Ở chỗ mẹ con Tiểu Ngọc ở, sau đó còn có một người đàn ông tóc bạch kim đi theo, bọn họ vào một lát rồi, hay là tôi vào đó xem thử? Mạc Phàm nhíu mày. Quả thật bọn họ đến tìm mẹ con Tiểu Ngọc. Anh lên xem trước đi, cẩn thận người đàn ông tóc bạch kim, tu vi của anh ta cao hơn anh, nhất là mắt anh ta, cố gắng kéo dài thời gian, tôi sẽ qua đó ngay. Mạc Phàm dặn dò, âm dương long quyền hắn dạy A Hào mạnh hơn công pháp người đàn ông tóc bạch kim tu luyện rất nhiều, nhưng người đàn ông tóc bạch kim đã đến trúc cơ trung kỳ đỉnh phong, lại có đồng tử thuật của bạch gia. A Hào mới tới trúc cơ sơ kỳ, nếu ra tay. Chắc chắn không phải là đối thủ. Dạ, Mạc tiên sinh. A Hào cung kính nói, vội vàng đi vào trong tiểu khu. Mạc Phàm nhíu mày, ra khỏi làng du lịch, lên taxi đi đến tiểu khu mẹ con Tiểu Ngọc ở. Mẹ con Tiểu Ngọc khổ nhiều năm như vậy, bạch gia đều đã không quan tâm.
bọn họ mới ổn định lại, Bạch Gia liền tìm tới cửa, chắc chắn là có vấn đề. Chỗ mẹ con Tiểu Ngọc ở. Mẹ Tiểu Ngọc buộc tóc thành đuôi ngựa, tóc mai để sang hai bên thái dương. Bên trong là áo sơ mi ô vuông màu trắng đen, bên ngoài là áo dài màu vàng nhạt, phía dưới là quần bò, ăn mặc đơn giản làm dáng người cô càng đẹp hơn. Hai người là... Mẹ Tiểu Ngọc nhìn Bạch Tiểu Manh và Bạch Tiểu Hàn ở ngoài cửa, khách sáo hỏi. Cô vô song, cháu là Tiểu Manh. Tiểu Manh cười hì hì nói. Bạch Tiểu Hàn tức giận chừng Bạch Tiểu Manh một cái, lấy một món đồ trang sức trong túi ra. Món đồ này bằng ngón cái, như hình giọt nước mưa, toàn thân màu xanh biếc, rõ ràng là một tảng đá, bên trong giống như có chất lỏng lưu chuyển, mặt trên khắc chữ Phong Nguyệt vô song. Cô vô song, cháu là Tiểu Hàn. Mẹ nói cô nhìn thấy cái này sẽ nhận ra chúng cháu. Mẹ Tiểu Ngọc nhìn vòng trên tay Bạch Tiểu Hàn, vẻ mặt khẽ đổi, trong mắt hiện lên phức tạp. Tất nhiên cô nhận ra được cái vòng này, là lễ vật cô đưa cho bạn tốt kiêm chị dâu. Hai người đến nhầm chỗ rồi, cô không biết hai cháu đang nói gì. Mẹ Tiểu Ngọc thoáng bối rối nói. Bạch Tiểu Manh và Bạch Tiểu Hàn hơi sững sờ, lập tức thoải mái hơn. Trước đó không lâu, một kiện pháp khí của Bạch Gia phát hiện tung tích cô vô song mất tích đã lâu, vì thế Bạch Gia phái hai bọn họ tới Đông Hải. Dựa theo quy củ của Bạch Gia, phàm là huyết mạch Bạch Gia, trừ phi phụ nữ gả ra ngoài, mặc kệ nam nữ tất phải mang về Bạch Gia. Sau này hai người họ gả ra ngoài, sinh hạ đứa bé cũng như vậy, chỉ có đứa bé thứ ba mới có thể ở bên cạnh mình. Cô vô song, cháu biết cô không muốn rời khỏi Tiểu Ngọc, nhưng nếu em ấy không theo chúng cháu, sẽ có một đám người khác tìm tới, cô biết đám người này rồi đó. Bạch Tiểu Hàn giải thích. Mẹ Tiểu Ngọc nhíu mày, trong mắt lóe lên lệ quang, vội vàng đóng cửa. Chắc chắn hai người nhận sai rồi, nhanh rời đi đi, thực xin lỗi. Chuyện này, Bạch Tiểu Manh và Bạch Tiểu Hàn đứng ở ngoài cửa, trên mặt lộ ra vẻ khó xử. Bọn họ cũng không muốn như vậy, nhưng quy củ của Bạch gia là thế. Tàn nhẫn, nhưng ai có thể cãi lời. Không đợi mẹ Tiểu Ngọc đóng cửa lại, một giọng nói lạnh lùng chói tai truyền tới. Hai đứa phế vật mà dám làm nhiệm vụ, không bị người ta bắt bán đi coi như là các người rất may mắn rồi. Bù, những lời này mới vang lên, một trận kình phong thổi tới, trong hành lang xuất hiện thêm một đạo tàn ảnh. Két một tiếng, cửa bị đẩy ra, người đàn ông tóc bạch kim mạc phàm nhìn thấy lúc trước xuất hiện ở cửa, biểu cảm nhìn thiên hạ bằng nửa con mắt. Nhìn thấy người đàn ông này, hai chị em Bạch Tiểu Hàn và mẹ Tiểu Ngọc ngẩn ra, sắc mặt khó coi, nhất là mẹ Tiểu Ngọc. Ở Bạch Gia, phụ nữ chỉ phụ trách gả cho gia tộc quyền thế, vì liên hôn Bạch Gia, truyền thừa huyết mạch Bạch Gia. Đàn ông có thể kế thừa công pháp Bạch Gia, hưởng thụ các loại tài nguyên, nắm giữ phần lớn lực lượng của Bạch Gia, địa vị cao hơn phụ nữ rất nhiều. Bởi vì đàn ông ở Bạch Gia có địa vị cao, thực lực lại mạnh, đệ tử Bạch Gia hành sự rất kiêu căng, ngạo mạn, tự đại, vô tình. Đám người Tiểu Hàn nói lúc trước, là chỉ đàn ông Bạch Gia. Chuyện trong Bạch Gia, phần lớn là do phụ nữ xuất mã trước, nếu không thể giải quyết, thì do đàn ông Bạch Gia giải quyết. Bạch Tiểu Long, sao cậu tới đây? Mắt Bạch Tiểu Hàn nheo lại, nhìn người đàn ông tóc bạch kim chăm chú nói. Bạch Tiểu Long nhếch miệng, lạnh lùng liếc Bạch Tiểu Hàn một cái. Nếu tôi không tới, hai con ngốc các cô có thể hoàn thành nhiệm vụ sao? Bọn cô thả hai tội nhân này chạy thoát cũng không biết chừng. Bạch Tiểu Long, cậu nói chuyện chú ý một chút, cậu không tôn trọng chúng tôi cũng được, nhưng cậu không thể không tôn trọng cô vô song. Bạch Tiểu Hàn lạnh lùng nói. Dù sao Bạch vô song cũng là trưởng bối của bọn họ, tên Bạch Tiểu Long này nói chuyện cũng quá cản rỡ rồi. Bạch Tiểu Long cười khinh thường, ánh mắt lạnh lùng nhìn Bạch vô song. Tiểu nha đầu của cô ở đâu, mau giao ra đây, cô có thể ăn ít khổ cực. Bạch Tiểu Hàn nghiến răng nhìn chằm chằm Bạch Tiểu Long, đôi tay trắng như phấn nắm chặt, nếu cô biết công pháp, cô nhất định sẽ cho Bạch Tiểu Long này mấy tát. Trong cửa, sắc mặt mẹ Tiểu Ngọc trắng bệch. Cô vốn tưởng rằng đuổi chị em Bạch Tiểu Hàn đi, cô sẽ mang Tiểu Ngọc nhanh chóng rời đi, ai biết đàn ông Bạch gia đã tới. Các người tìm lầm người rồi. Tìm lầm người, cởi áo của cô ra, để tôi nhìn xem ngực cô, nếu không có chữ thì đúng là chúng tôi tìm lầm, nếu cô không muốn cởi. Tôi có thể cởi giúp cô. Bạch Tiểu Long cười mỉa nói. Pháp khí của Bạch gia, sao nhầm được? Bạch Tiểu Long, cậu đủ rồi đó,
có tin trở về Bạch gia tôi sẽ nói với gia chủ cậu vô lễ với cô vô song không? Bạch Tiểu Hàn không thể nhịn được nữa nói. Đồ vô dụng, cô có tin cô chưa quay về Bạch gia, đã bị đưa đến quán ba nào đó hay không? Bạch Tiểu Long khinh thường nói. Một phàm nhân cũng dám hô to gọi nhỏ với anh ta, không nghĩ đến thân phận thấp hèn của mình đi, đừng tưởng đều là họ Bạch anh ta sẽ hạ thủ lưu tình, người Bạch gia nhiều lắm. Ngu ngốc! Cậu! Hai mắt Bạch Tiểu Hàn như sắp phun ra lửa, nhưng không có biện pháp. Vì phòng ngừa công pháp Bạch gia truyền ra ngoài, phụ nữ Bạch gia không thể tu luyện, chút thuật phòng thân của cô không đủ nhìn. Không thì xé quần áo của cô ra trước, để cô vô song bỏ trốn của chúng ta nhìn xem, chúng ta là người Bạch gia, không phải kẻ lừa gạt. Bạch Tiểu Long cười mỉa nói, một tay giơ lên trước mặt mẹ Tiểu Ngọc, muốn chộp về phía ngực Bạch Tiểu Hàn. Mẹ Tiểu Ngọc nhíu mày, trong đôi mắt đều là vẻ phức tạp. Đủ rồi, Tiểu Long. Lúc này Bạch Tiểu Long mới dừng lại, khóe miệng nhếch lên nụ cười đắc ý, giả mù sa mưa nói. Cô vô song trực tiếp thừa nhận là được rồi, nếu cô vô song thừa nhận, thì giao Tiểu Ngọc cho chúng tôi, tất cả mọi người đều là người thân, chỉ cần cô giao Tiểu Ngọc cho tôi sẽ không làm khó dễ cô, tôi nghe nói trước đây cô từng cứu tôi trong hồ lên. Con bé, mắt mẹ Tiểu Ngọc đảo quanh, trong đôi mắt đều là không nỡ. Lúc này trong phòng khách, Tiểu Ngọc dụi dụi mắt, mơ mơ hồ hồ đi từ phòng ngủ ra. Mẹ, làm sao vậy? Tiểu Ngọc vừa xuất hiện, sắc mặt mẹ Tiểu Ngọc và chị em Bạch Tiểu Hàn thay đổi. Ái ra! Nhóc tên là Tiểu Ngọc đúng không? Bạch Tiểu Long nheo mắt, cười mỉa hỏi. Mẹ, anh trai này là... Tiểu Ngọc không trả lời, sau khi đi đến bên mẹ, cảnh giác hỏi. Mẹ Tiểu Ngọc cau mày, không biết nên giải thích với Tiểu Ngọc thế nào, do dự một lát, trong mắt cô đầy chờ mong nhìn Tiểu Long. Tiểu Long, nể mặt cô từng cứu cháu một lần, cháu thả Tiểu Ngọc đi. Thế nào, cô vô song, chẳng lẽ cô tình nguyện để Tiểu Ngọc chịu khổ ở ngoài với cô, sau này gả cho một người bình thường, trải qua cuộc sống nghèo khổ, cũng không muốn để con mình về Bạch gia chúng tôi không tệ như vậy chứ. Bạch Tiểu Long nhíu mày, bất mãn nói. Hàng năm có không biết bao nhiêu người khác họ muốn ở rể Bạch gia bọn họ, cầu còn không được. Mẹ Tiểu Ngọc cười chua xót, ở trong mắt người ngoài Bạch gia vô cùng tốt, sau khi bị nhốt trong bức tường mới biết là không được tự do. Đời này cô bị hủy đi hơn phân nửa, cô không muốn Tiểu Ngọc cũng như cô. Tiểu Long, cô cầu xin cháu. Cầu tôi, ha ha, tôi cũng không muốn chia rẽ hai người, nhưng ai bảo trong cơ thể các người có huyết mạch Bạch gia. Không mang nó về Bạch gia, tôi lấy gì báo cáo kết quả công việc. Bạch Tiểu Long nói. Cô về Bạch gia với cháu. Cô. Bạch Tiểu Long lạnh lùng nhìn mẹ Tiểu Ngọc chăm chú, vẻ mặt ghét bỏ. Cô có vài phần tư sắc, nhưng là một người hoa tàn bại liễu, theo tôi về Bạch gia cũng không có lợi ích gì, còn làm mất mặt Bạch gia, nếu không nể mặt cô từng cứu tôi đã sớm giết cô rồi. Cháu. Sắc mặt mẹ Tiểu Ngọc âm u, hàm răng cắn môi son. Sắc mặt rất khó coi. Bạch Tiểu Hàn và Bạch Tiểu Manh tức đến mức nghiến răng nghiến lợi, Bạch gia đã bồi dưỡng ra loại người gì đây? Ở bên cạnh, tuy Tiểu Ngọc không biết đàn ông này là ai, nhưng cô thấy không phải người tốt. Mẹ, anh ta là ai thế? Vì sao lại hung dữ như vậy? Có cần con gọi điện cho Tiểu ca ca, đuổi anh ta không? Mẹ Tiểu Ngọc nhíu mày, do dự một lát, liền lắc đầu. Tiểu Ngọc, bọn họ là anh trai và chị gái con. Chuyện nhà chúng ta, không cần làm phiền Tiểu ca ca. Đây là chuyện Bạch gia cô, vẫn không nên làm phiền Mạc Phàm. Mạc Phàm ở thành phố Đông Hải như mặt trời ban trưa, nhưng so với Bạch gia, gần như không khác kiến càng và cây đại thụ. Mạc Phàm đã giúp bọn họ rất nhiều, không có nghĩa vụ vì bọn họ mà đắc tội Bạch gia khủng bố. À, Tiểu Ngọc ngoan ngoãn gật đầu. Tiểu ca ca. Bạch Tiểu Long nhíu mày, lộ ra vẻ bất ngờ. Cô vô song, không phải là sau khi người đàn ông của cô chết, cô không chịu nổi tĩnh mịch tìm hán tử ở thành phố Đông Hải đấy chứ? Nếu đúng là như vậy, có thể gọi anh ta tới đây, trái lại tôi muốn xem tên nào ăn gan hùm mật hổ, dám ngủ với phụ nữ Bạch gia chúng tôi. Mẹ Tiểu Ngọc nhíu mày, khuôn mặt tuyệt mỹ đỏ tới mang tai, vẻ mặt tức giận. Tiểu Long, cháu đừng nói linh tinh, không có chuyện đó. Cô đúng là có tình ý với Mạc Phàm, thân thể đều bị Mạc Phàm nhìn thấy hết. Nhưng chưa đến bước kia. Chưa sao, chuyện bẩn thỉu của cô và dã nam nhân đều bị Tiểu Ngọc thấy được, còn nói dối,
cho dù cô không biết xấu hổ, Bạch gia chúng tôi vẫn cần mặt, nếu cô không giao kẻ đó ra, tôi chỉ có thể mang hai người đi, tránh để cô làm mất mặt Bạch gia chúng tôi ở ngoài, cô giao tên đó ra hay là tôi mang cô đi, chính cô chọn. Bạch Tiểu Long lạnh lùng nói. Trên mặt mẹ Tiểu Ngọc lộ ra vẻ lúng túng, trong mắt đều là bất đắc dĩ. Cô do dự một lát, tay nắm chặt lại, vẫn không cam lòng nói. Chúng tôi đi thu dọn, chúng tôi sẽ theo cháu. Bọn họ chạy thoát 10 năm, cuối cùng vẫn không chạy khỏi quy củ Bạch gia. Bạch Tiểu Hàn và Bạch Tiểu Manh tức giận nhìn Bạch Tiểu Long chăm chú, nhưng không thể làm gì được. Ở Bạch gia phụ nữ không có địa vị, tự do, vùng vẫy thế nào cũng không thay đổi được. Cô, cháu giúp cô. Bạch Tiểu Long nhíu mày, liếc mắt nhìn mẹ Tiểu Ngọc đầy khinh bỉ. Tiện nhân đúng là tiện nhân, bị đàn ông chơi còn che chở cho người đàn ông kia, đúng là mất mặt. Không cần thu dọn đồ, Bạch gia chúng tôi không thiếu chút đồ này, đi theo chúng tôi đi. Thì Bạch Tiểu Long ra lệnh. Anh ta nhấc Tiểu Ngọc lên, giống như bắt một con rối, xoay người đi xuống lầu, trong chớp mắt đã không thấy bóng dáng. Sắc mặt mẹ Tiểu Ngọc và chị em Bạch Tiểu Hàn thay đổi, không thu dọn đồ nữa, vội vàng đuổi theo Bạch Tiểu Long. Tiểu Ngọc không ngừng vùng vẫy trong tay Bạch Tiểu Long. Buông tôi xuống, anh là người xấu. Tiểu nha đầu, tôi khuyên nhóc nên thành thật chút, nếu làm bẩn quần áo tôi sẽ vẽ tranh trên mặt nhóc đó. Bạch Tiểu Long lạnh lùng uy hiếp, không chút lưu tình với đứa bé. Ở trong mắt anh ta phụ nữ Bạch gia chỉ là công cụ thiết dục, vật phẩm trao đổi, nối dõi tông đường, lợi ích liên hôn. Lúc hắn đến trúc cơ cần trúc cơ đan cấp cao, liền dùng một nữ tử chi thứ đổi. Nhờ có viên trúc cơ đan cấp cao này, đạo cơ của anh ta là màu đỏ hiếm gặp, lợi hại hơn những tu sĩ đạo cơ màu xanh. Tiểu Ngọc trước mắt là như vậy, thân là phụ nữ Bạch gia, sẽ phục vụ vì Bạch gia, nếu không làm như vậy. Không xứng với huyết mạch cao quý Bạch gia trên người. Tiểu Bạch bị Bạch Tiểu Long hù dọa như vậy, khuôn mặt nhỏ nhắn trắng bệch, nước mắt ấm ức đảo quanh mắt. Buông ra, tôi muốn mẹ. Bạch Tiểu Long cười lạnh lùng, căn bản không để ý tới, chỉ trong phút chốc đã đến dưới lầu. Kẻ tiện nhân mẹ nhóc sẽ theo kịp, nhưng đến Bạch gia rồi, sau này nhóc không được gặp mẹ mình dễ dàng đâu. Mẹ Tiểu Ngọc làm trái với gia quy, bỏ trốn với một người bình thường, sau khi quay về Bạch gia chắc chắn sẽ bị nhốt vào địa cung Bạch gia, vĩnh viễn đừng nghĩ đến chuyện ra ngoài. Tôi muốn gặp mẹ. Tiểu Ngọc vừa nghe, nước mắt chảy ra ào ào. Muốn gặp mẹ cũng không phải không có khả năng, thành thật theo tôi quay về Bạch gia, cống hiến cho Bạch gia chúng tôi, nói không chừng có thể gặp. Bạch Tiểu Long cười đắc ý nói. Tôi muốn mẹ. Tiểu Ngọc khóc lặp lại. Bạch Tiểu Long nhíu mày, trong mắt lộ vẻ không kiên nhẫn. Nữ nhân ngu ngốc. Anh ta mang theo Tiểu Ngọc đến xe Cayenne Porsche của anh ta. Một bóng dáng cao lớn uy vũ chắn trước mặt anh ta, người này đúng là A Hào. Lúc này mẹ Tiểu Ngọc và hai chị em Bạch Tiểu Hàn cũng đến tầng 1, nhìn thấy A Hào ba người sửng sốt. Bọn họ từng gặp A Hào rồi, chỉ là không ngờ A Hào sẽ xuất hiện ở đây. Thả cô bé ra, cậu có thể rời khỏi Đông Hải. A Hào nhìn thoáng qua Tiểu Ngọc khóc nức nở, trầm giọng nói. Hửm. Bạch Tiểu Long nheo mắt, trong mắt hiện lên hàn quang, giống như con kiến đang réo anh ta ầm ĩ. Anh ta có chút ấn tượng với A Hào. Vệ sĩ bên cạnh Mạc Phàm, đánh bay 6-7 tên giả bị đâm, có một chút bản lĩnh. Anh ta nhìn thoáng qua mẹ Tiểu Ngọc, cười đùa. Cô vô song, đây là hán tử cô dưỡng bên ngoài à, ánh mắt không tệ, mấy năm nay nhất định thân thể cô vô cùng thoải mái nhỉ. Tiểu Long, nói linh tinh gì đó. Mẹ Tiểu Ngọc vừa thẹn vừa tức. Không thừa nhận cũng không sao, dám chắn đường của tôi, không biết sống chết. Bạch Tiểu Long cười khinh thường nói. Anh ta để Tiểu Ngọc xuống, ánh mắt lạnh lùng nhìn A Hào. Đến đây, con kiến, để tôi xem anh có bản lĩnh gì. Bạch Tiểu Long khinh miệt ngoắc ngón tay với A Hào, giọng điệu vô cùng ngả ngớn. Tiểu Ngọc nhanh chóng chạy về bên mẹ, được Bạch Vô Song ôm chặt lấy. Bạch Tiểu Long không thèm để ý, nếu anh ta ở đây, hai mẹ con họ sẽ không chạy được, đôi mắt anh ta tràn đầy kiêu ngạo liếc nhìn A Hào. Thế nào, sợ rồi sao, con kiến? Bạch Tiểu Hàn và Bạch Tiểu Manh nhíu mày, vẻ mặt lo lắng. Bọn họ từng thấy thực lực của A Hào rồi, tát một cái đánh đám giả bị đâm bay xa vài thước, ở trong mắt người thường thì tương đối lợi hại, nhưng ở trong mắt Bạch Tiểu Long hoàn toàn không đủ nhìn.
Tuy Bạch Tiểu Long mới hơn 20 nhưng đã đến trúc cơ trung kỳ đỉnh phong, không lâu sau sẽ đến trúc cơ hậu kỳ, chuẩn bị trùng kích cảnh giới tiên thiên. Không nói đến đồng tử thuật thần thông của Bạch gia, chỉ riêng thực lực của anh ta, A Hào đều không phải là đối thủ. Nếu thật sự ra tay, với hiểu biết của họ về Bạch Tiểu Long, có khả năng A Hào sẽ chết dưới tay anh ta. A Hào, anh nhanh đi đi, anh không phải là đối thủ của cậu ta đâu. Chuyện này A Hào không quản được, vừa mất mạng lại đắc tội Bạch gia. Bạch Tiểu Long liếc mắt nhìn Bạch Tiểu Hàn một cái, lại rời mắt nhìn A Hào. Con kiến, anh tu hành không dễ, tự đánh gãy một tay rồi cút đi, hoặc chết. A Hào không nhúc nhích, trên mặt không có một chút sợ hãi. Để hai mẹ con họ lại, cậu có thể rời khỏi thành phố Đông Hải. Hửm, Bạch Tiểu Long nhướng mày, lộ ra một chút nghi ngờ. Con kiến không biết sống chết như vậy từ khi nào thế? Mạc Phàm lúc trước anh ta gặp, biết một chút y thuật thì nghĩ không ai bì nổi. Nô lệ bên cạnh Mạc Phàm có chút công phu, cũng dám ngăn cản anh ta. Xem ra Bạch gia bọn họ quá vô danh, khiêm tốn làm đám kiến này không biết kính sợ. Thôi được, anh đã muốn chết, tôi sẽ cho anh thấy hành động vừa rồi của anh ngu xuẩn đến cỡ nào, đến đây đi, con kiến. Bạch Tiểu Long cười khinh thường nói. Dám khiêu khích anh ta, phải trả giá thật lớn. A Hào không trả lời, lạnh lùng nhìn Bạch Tiểu Long chăm chú, vận khởi nội kình, thái cổ chi khí tự nhiên xuất hiện quanh anh ta. Trên hai quả đấm của anh ta, bên phải giống như ngọn lửa vô hình thiêu đốt, không khí sao động. Bên trái lại vô cùng lạnh lẽo, sương mù màu trắng quấn quanh quả đấm của anh ta. Một nóng một lạnh, một cái nóng bỏng, một cái yên tĩnh như nước đá vạn năm, làm cho người ta có cảm giác vô cùng quái dị. Dưới chân anh ta khẽ động. Đá lát dưới chân bị dập nát, hình thành một vòng tròn phía dưới. Ngay sau đó anh ta liền đến bên cạnh Bạch Tiểu Long, quả đấm hướng về phía sau, cả người như đạn mang theo hỏa diễm cường bạo, đánh về phía Bạch Tiểu Long. Quả đấm chưa tới, một dòng sóng nhiệt cuồn cuộn bức người nhấc lên, khí thế hung hăng. Ngay cả đám mẹ Tiểu Ngọc cũng không ngờ A Hào lợi hại như vậy. Bạch Tiểu Long khẽ nâng mí mắt, trong mắt hiện lên dị sắc. Anh ta vốn tưởng rằng A Hào đánh bậy đánh bạ luyện ra nội kình, ai biết còn học công pháp. Nhưng loại công phu này có thể đánh đồng với Bạch gia bọn họ sao? Xem ra trong kho vũ khí Bạch gia lại có thêm một bộ công pháp rồi. Thấy quả đấm như đạn pháo của A Hào sắp đánh tới, khóe miệng anh ta nhếch lên, trong con ngươi lóe lên tinh quang. Tay trắng nõn của anh ta như dây quấn lên, tốc độ không hề tính là nhanh. Nhưng mà ngay sau đó, sắc một tiếng, Bạch Tiểu Long nắm lấy quả đấm như lôi đình của A Hào, nhanh đến mức làm người ta không thấy rõ. Tuy A Hào là trúc cơ sơ kỳ, tốc độ không chậm, nhưng không phản ứng kịp, giống như bị tứ lưỡng bạt thiên cân đánh ra ngoài. Rầm, A Hào đập vào một cây cột, cốt thép trên cây cột bị nghiền nát, từng tảng xi măng văng tung tóe như đạn, lộ ra hình thép to bằng ngón cái bên trong. Rầm, cột đá lung lay vài cái, đỉnh chóp sập xuống, cho bụi bay lên. Mẹ Tiểu Ngọc vội vàng bịt mắt Tiểu Ngọc, Bạch Tiểu Hàn và Bạch Tiểu Manh há miệng thành hình chữ O, trong mắt đều là kinh ngạc. Thực lực của A Hào đã vượt qua tưởng tượng của bọn họ, ai biết còn không đỡ được một chiêu của Bạch Tiểu Long. Tiểu Hàn, A Hào không sao chứ? Bạch Tiểu Manh lo lắng hỏi. Bạch Tiểu Hàn lắc đầu, không trả lời, ngay cả trụ xi măng đều đã đụng nát, nếu là người bình thường chắc chắn sẽ chết, cho dù A Hào không chết, cũng sẽ bị thương. Chắc cả thành phố Đông Hải không có ai đỡ nổi Bạch Tiểu Long. Bạch Tiểu Long cười nhạt, đi về phía A Hào. Giao công pháp ra, tôi có thể cho anh một con đường sống. A Hào chỉ đến trúc cơ sơ kỳ, công pháp đã lộ ra dị tượng, so với công pháp Bạch gia bọn họ, tất nhiên là không tầm thường. Trên địa cầu linh khí cằn cỗi đâu chỉ linh khí, công pháp còn ít hơn cả linh khí, một bản công pháp có thể quật khởi một gia tộc. Thứ tốt như vậy, nếu gặp, đâu thể bỏ qua. Khụ khụ, công pháp, có bản lĩnh thì tới lấy đi. A Hào ho hai tiếng, khóe miệng còn có vết máu, lạnh lùng nhìn chằm chằm Bạch Tiểu Long nói, rời khỏi cột đá. Quần áo sau lưng anh ta đã rách nát, nhưng trên người không có một chút vết thương. Xương cốt còn rất cứng rắn, tôi xem anh có thể cứng bao lâu. Bạch Tiểu Long cười. Dưới chân anh ta khẽ động, thân như quỷ mị biến mất trong chớp mắt. Khi xuất hiện đã đến bên cạnh A Hào, khẽ đánh một chưởng vào ngực A Hào. A Hào giận quát một tiếng, tay trái nắm chặt lại,
một đạo sóng gợn màu lam lập tức dập dờn bốn phía. Đến chỗ nào, toàn bộ đều như đóng băng, tốc độ tay của Bạch Tiểu Long cũng giảm không ít. Duy nhất không đóng băng là tay phải A Hào, tay này của anh ta mang theo nồng đậm cuồng bạo, bá đạo, mang theo khí thế băng thiên liệt địa đánh về phía Bạch Tiểu Long. Bạch Tiểu Long lắc đầu, bất nộ phản hỉ, bộ công pháp của A Hào huyền diệu vượt xa anh ta tưởng tượng, nhưng ở trong tay A Hào quá lãng phí rồi. Khóe miệng anh ta nhếch lên, tay còn lại khẽ vung xuất hiện trước quả đấm bá đạo của A Hào, không có bất luận nuôi lực gì. Keng, tiếng sắt đá va chạm vang lên, một trận kình phong kịch liệt nhấc lên. Một trường rất nhẹ nhàng, thoải mái ngăn cản một quyền bá đạo của A Hào. Ầm, tay còn lại đánh vào ngực A Hào. Sắt thép sau lưng A Hào gãy đôi, lực đạo khổng lồ đánh bay A Hào về sau, trên mặt đất xuất hiện khe rãnh sâu. Phốc, A Hào phun ra một ngụm máu tươi. Ha ha, Bạch Tiểu Long cười lạnh lùng, không có ý tha cho A Hào, thân hình như điện, một trưởng lại đánh lên. Anh ta không chỉ có thân thể cường tráng, khi bất động như chuông lớn, vững như núi Thái Sơn, khi động như điện, nhanh đến vô hình. Khi lực đạo mềm như mây, khi cứng như kim cương, khi yếu như một quyền của lão thái thái, khi mạnh như Thái Sơn đè đầu. Cho dù công pháp của A Hào có chỗ độc đáo, chỉ có thể bị Bạch Tiểu Long đánh, căn bản không có bất luận đường sống đánh trả. Nửa tiếng sau, khóe miệng A Hào chảy máu liên tục, thở hổn hển, trên thân thể trần trụi đầy trưởng ấn xanh tím, xung quanh là lộn xộn bừa bãi. Bạch Tiểu Hàn và Bạch Tiểu Manh nhíu mày, quả đấm nắm chặt, trên mặt đều là lo lắng. Cứ tiếp tục như vậy, A Hào sẽ bị đánh chết mất. Mẹ Tiểu Ngọc thấy A Hào bị thương thành như vậy, nhưng vẫn đứng dậy, che miệng khóc nói. A Hào, cậu nhanh đi đi, cậu cứ mặc kệ chuyện này. Bạch Tiểu Long cười đắc ý, hai tay cho vào trong túi quần. Con kiến, còn chưa chịu thua. A Hào nhếch miệng, lộ ra hàm răng trắng đầy máu. Ha, cậu như vậy mà muốn tôi chịu thua, cậu quá coi trọng mình rồi. Nếu Mạc Phàm muốn thu thập anh ta, một trưởng đã khiến anh ta chết rồi. Cái tên tiểu tử tóc bạch kim này đánh anh ta lâu như vậy, anh ta vẫn còn sống, còn không biết xấu hổ bảo anh ta chịu thua. Bạch Tiểu Long nhíu mày, trong mắt hiện lên lạnh ý. Con kiến, muốn chết. Thân hình anh ta lại lóe lên, trong chớp mắt đã đến bên cạnh A Hào, một trưởng như có lực vạn quân, đánh về phía vai A Hào. Còn chưa đánh trúng bả vai A Hào, mặt đất bị nghiền nát xung quanh A Hào hãm sâu xuống dưới. Mặt A Hào vẫn không đổi sắc, tháo miếng kiếm phù trên cổ Mạc Phàm đưa cho, trong mắt lóe lên tinh quang. Cậu muốn giết tôi, phải hỏi xem kiếm phù của tôi có đồng ý hay không. Mạc Phàm có quạt, liền đưa kiếm phù cho anh ta phòng thân. Anh ta rót linh khí trên người vào trong, trường kiếm khí dài một trường lập tức xuất hiện. Kiếm khí này vừa xuất hiện, sắc bén lập tức dập dờn bốn phía. Gần như tất cả mọi người đều cảm thấy sau lưng bị người ta đâm một kiếm, lạnh lẽo từ lưng xông lên gáy, thân thể không tự chủ được run rẩy. A Hào nâng kiếm, kiếm khí đánh về phía Bạch Tiểu Long. Pháp khí. Bạch Tiểu Long nheo mắt, vẻ mặt khẽ đổi. Tuy pháp khí chân quý kém hơn công pháp, nhưng mỗi kiện không có mấy ngàn vạn căn bản không mua được, trên người vệ sĩ này có công pháp còn chưa tính, nói không chừng vận khí tốt, gặp được lão nhân quần áo lôi thôi. Liền tặng anh ta một phần cơ duyên. Nhưng vậy mà trên người vệ sĩ này còn có pháp khí tấn công. Dị sắc trên mặt anh ta chớp lóe, trong mắt có thêm chút tham lam. Pháp khí của anh cũng họ Bạch rồi. Anh ta vốn đánh về phía bả vai A Hào, trái lại đánh về phía cổ tay cầm kiếm phù của A Hào. Chỉ trong phút chốc, rắc một tiếng, cổ tay A Hào gãy đi, kiếm quang biến mất trong chớp mắt, kiếm phù rơi xuống. Bạch Tiểu Long giơ tay lấy kiếm phù. Lùi về phía sau, khóe miệng nhếch lên, trên mặt đều là đắc ý. Rót linh khí vào bên trong, kiếm khí gần hai trượng nhập vào xuất ra, phát ra tiếng ong ong. Anh ta nhìn kiếm phủ đầy hài lòng, anh ta sớm đã muốn có một pháp khí như vậy, tuy pháp khí ít, nhưng Bạch gia bọn họ có thể ít sao. Chỉ là anh ta không phải gia chủ nhất mạch của Bạch gia, pháp khí không đến lượt anh ta chọn trước, đến chỗ anh ta cơ bản chỉ còn một số pháp khí phụ trợ. Không ngờ đến một nơi nhỏ bé như thành phố Đông Hải, vậy mà đạt được kiếm phù. Anh ta vươn tay ra, kiếm khí chĩa về phía xa, vẻ mặt trêu tức. Con kiến, anh nói xem tôi chém tay trái hay tay phải của anh trước, hoặc anh nói cho tôi biết công pháp của anh. Sắc mặt A Hào trầm xuống,
Quả thật đúng như lời Mạc Phàm nói, anh ta không phải là đối thủ của người đàn ông tóc bạch kim này, nhưng trên mặt anh ta không có vẻ e sợ. Cậu muốn giết thì giết, tôi không phải cha cậu, không cần tôi phải dạy cậu chém tay nào trước chứ. Bạch Tiểu Long nhíu chặt mày, lửa giận trong mắt lóe lên. Con kiến, xem ra không chém anh thành thụ nhân, anh sẽ không mở miệng. Anh ta vốn định để A Hào nói công pháp cho anh ta, như vậy công pháp là của mình anh ta, có công pháp của A Hào, nói không chừng sau này anh ta sẽ vượt qua đám đệ tử gia chủ nhất mạch. Nhưng nếu A Hào không chịu nói, anh ta chỉ có thể mang A Hào tới Bạch Gia, để trưởng lão thi triển đồng tử thuật siêu hồn, đến lúc đó Bạch Gia sẽ cho anh ta tài nguyên khác, công pháp này không cho anh ta cũng không sao. Tay anh ta giơ lên, kiếm khí vô cùng sắc bén chém về phía tay A Hào. Không đợi Bạch Tiểu Long hạ tay xuống, một bóng dáng xinh đẹp chắn trước người anh ta. Tiểu Long, nếu cháu muốn làm hại cậu ấy, giết cô trước đi. Mẹ Tiểu Ngọc kiên quyết nói. Chắc chắn A Hào không phải là đối thủ của Bạch Tiểu Long, cô cũng biết giá trị của công pháp, nhưng nếu cô không ngăn cản, chắc chắn A Hào sẽ bị Bạch Tiểu Long cắt thành thụ nhân. Không phải cô chưa từng thấy thụ nhân ở Bạch Gia, cả người ngâm trong bình đầy nước thuốc, muốn sống không được, vô cùng thống khổ. Vì chuyện mẹ con bọn họ, khiến A Hào chịu tội như vậy, cô tuyệt không đồng ý. Bạch Tiểu Long nhướng mày, trong mắt hiện lên khinh thường. Cút ngay, đừng nghĩ tôi không dám giết. Nếu A Hào chỉ là con kiến bình thường, không phải không thể tha cho anh ta. Đối với anh ta mà nói, để một con kiến sống hay chết đều không quan trọng. Nhưng trên người con kiến này có công pháp không tệ, vậy thì không thể dễ dàng bỏ qua như vậy. Đừng nói kẻ tiện nhân Bạch Vô Song ngăn cản anh ta, cho dù thêm ba Bạch Tiểu Hàn cũng vô dụng, anh ta hoàn toàn có thể tìm lý do, sau đó giết sạch bọn họ. So với công pháp, mạng bọn họ là cái rắm gì? Cô không đi, trừ phi cháu thả cậu ấy. Mẹ Tiểu Ngọc kiên quyết. Cút hay không do cô sao, nếu không cút, vậy chết đi, cô chết, chắc con kiến này sẽ mềm miệng rồi. Bạch Tiểu Long cười mỉa nói. Bàn tay anh ta vung lên. Một đạo kình phong như tơ quăng mẹ Tiểu Ngọc. Kình phong đánh vào eo mẹ Tiểu Ngọc như diều đứt dây, rất nhanh đánh về phía vách tường không xa, mẹ. Tiểu Ngọc kêu lên. Sắc mặt Bạch Tiểu Manh và Bạch Tiểu Hàn thay đổi, vừa tức vừa giận, vậy mà Bạch Tiểu Long ra tay với mẹ Tiểu Ngọc. Mẹ Tiểu Ngọc không phải là A Hào, không có thân thể cường hoành như anh ta, nếu mẹ Tiểu Ngọc đập vào vách tường kia, tuyệt đối hữu tử vô sinh. A Hào nhíu chặt mày. Anh ta muốn đi cứu, nhưng anh ta gắng gượng chống đỡ với Bạch Tiểu Long hơn nửa canh giờ, linh khí trong cơ thể đã tiêu hao hết sạch, trên người không chỗ nào không đau, có thể đứng đã không tệ rồi, căn bản không cứu được. Bạch Tiểu Long nhếch miệng, giết một người trước, nếu con kiến này không chịu giao công pháp ra, lại giết một đứa nữa. Thấy mẹ Tiểu Ngọc sắp đập vào vách tường, một giọng nói lạnh lùng truyền đến. Cô ấy có chết hay không không phải do anh. Những lời này vừa vang lên, một thân hình nhoáng lên một cái, xuất hiện trước người mẹ Tiểu Ngọc, một tay ôm lấy thân thể đẫy đà của mẹ Tiểu Ngọc, dễ dàng cứu được cô. Mẹ Tiểu Ngọc cảm thấy mình được người ta ôm, hơi thở đàn ông xông vào mũi. Cô mở to mắt nhìn thoáng qua, vẻ mặt khiếp sợ, trên khuôn mặt tuyệt mỹ tràn đầy khó tin. Mạc tiên sinh, không sao chứ? Mạc Phàm gật đầu, hỏi. Tôi không sao, cảm ơn Mạc tiên sinh. Khuôn mặt tuyệt mỹ của mẹ Tiểu Ngọc đỏ lên, trong mắt đều là e lệ. Vẻ mặt Mạc Phàm khẽ đổi, nhẹ nhàng để mẹ Tiểu Ngọc xuống. Cách đó không xa, vẻ mặt Bạch Tiểu Hàn và Bạch Tiểu Manh sửng sốt, nhìn chằm chằm Mạc Phàm với vẻ khác thường. Sao Mạc Phàm lại đến đây? Không chỉ như vậy, hình như Mạc Phàm quen cô Vô Song, ánh mắt cô Vô Song nhìn Mạc Phàm cũng không đúng lắm. Tiểu ca ca, người này muốn mang em và mẹ đi, còn đả thương A Hào, thiếu chút nữa giết mẹ. Tiểu Ngọc thấy là Mạc Phàm, chạy tới ấm ức nói với hắn. Anh đã biết, đừng sợ, có anh ở đây, ai cũng đừng nghĩ mang hai người đi. Mạc Phàm sờ đầu Tiểu Ngọc, trấn an nói. Ánh mắt hắn lạnh lùng nhìn lướt qua A Hào, hỏi. Không sao chứ? Mạc tiên sinh, tôi không sao, chỉ bị thương ngoài da, khụ khụ. A Hào còn chưa nói xong, liền bắt đầu ho kịch liệt, nhưng khóe miệng vẫn là tươi cười. Cuối cùng cũng không làm nhục sứ mệnh, chống đỡ được đến lúc Mạc Phàm đến. Mạc Phàm nhíu mày, cũng may A Hào tu luyện phi phong truy pháp, thân thể không phải người thường có thể so sánh,
nếu không hắn đã nhìn thấy cỗ thi thể. Đầu ngón tay hắn sáng lên, trong tay có thêm một viên bồi nguyên đan. Anh làm không tệ, nuốt cái này trước, tìm một chỗ nghỉ ngơi một lát, ở đây giao cho tôi. Hắn búng ngón tay, bồi nguyên đan bay về phía A Hào. A Hào nhận lấy đan dược, không thèm nhìn liền nuốt vào, đi về phía chị em Bạch Tiểu Hàn. Lúc này Mạc Phàm mới nhìn về phía Bạch Tiểu Long cách đó không xa, ánh mắt vô cùng sắc bén. Bạch Tiểu Long thấy người tới là Mạc Phàm, lông mày vốn nhíu lại, sau đó khóe miệng nhếch lên, cười lạnh lùng. Tiểu tử, tôi xem thường cậu rồi, trên người cậu đúng là có không ít chuyện tôi không tưởng tượng được. Anh ta vốn tưởng rằng Mạc Phàm chỉ là bác sĩ, bây giờ xem ra không chỉ như vậy. Mạc Phàm không chỉ cứu Bạch Vô Song trong tình huống vừa rồi, trên người cậu ta còn có bồi nguyên đan. Bồi nguyên đan là thứ không phải người thường có thể tiếp xúc đến, có thể cố bản bồi nguyên, tăng cường thể chất võ giả, nuốt một viên sẽ mạnh hơn một chút, vô cùng chân quý. Cho dù là anh ta, ở Bạch gia một năm cũng chỉ có 4 viên bồi nguyên đan, muốn nhiều hơn phải bỏ tiền ra mua. Người luyện chế thứ này và nguyên liệu đã càng ngày càng ít, một viên nhỏ cũng phải 100 vạn, cho dù có 100 vạn, cũng không hẳn có thể mua được. Dù sao ai chẳng muốn mình mạnh hơn chút. Mạc Phàm nhấc tay liền cho A Hào một viên, bộ dạng không đau lòng chút nào. Nhãn giới của anh đúng là rất nhỏ. Mạc Phàm cười nói. Như vậy đã không tưởng tượng được, không biết lát nữa Bạch Tiểu Long sẽ có biểu cảm gì. Bạch Tiểu Long lắc đầu, cười khinh thường, ra lệnh. Tiểu tử, cho cậu thuốc nhuộm, cậu liền mở phường nhuộm, cậu đã đến đây rồi, vậy nhanh giao bồi nguyên đan trên người cậu ra. Cũng đi theo tôi một chuyến. Một A Hào đã làm anh ta nhìn với cặp mắt khác xưa, Mạc Phàm này càng phải bắt trở về nghiên cứu một chút, nhớ đâu có phát hiện kinh người, có khả năng người kế nhiệm gia chủ Bạch gia kế tiếp là anh ta. Đan, y chẳng phân biệt được, nói không chừng là đan sư. Hôm nay anh ai cũng không mang đi được, còn để lại vài thứ. Mạc Phàm nhếch miệng, cười khẽ nói. Hắn không đến thì không tính, nếu hắn đến đây, không ai có thể đụng vào mẹ con Tiểu Ngọc. Người nào làm người của hắn bị thương, phải trả gấp bội. Bạch Tiểu Long nhướng mày, trong mắt lộ ra giận dữ vì bị mạo phạm. Khách ngồi đáy giếng, cậu muốn rượu mời không uống lại thích uống rượu phạt, muốn tôi ra tay sao? Mạc Phàm hơi nhếch miệng, cười nhạt, Bạch Tiểu Long này quá coi trọng mình rồi. Anh cảm thấy tôi tới đây làm gì, giơ tay chịu trói sao? Được lắm. Đúng là chưa đến Hoàng Hà thì chưa cam lòng, tôi sẽ cho cậu thấy cậu đắc tội ai. Bạch Tiểu Long giơ tay lên, kiếm khí gần 2 trượng chĩa về phía Mạc Phàm, nhưng không lập tức ra tay. Sắc bén trong kiếm khí khiến mẹ con Tiểu Ngọc biến sắc. Mạc tiên sinh, cậu mặc kệ chuyện này đi, các cậu không quản được đâu, cậu và A Hào nhanh rời đi đi. Mẹ Tiểu Ngọc cầm tay Mạc Phàm, trong mắt lóe lên phức tạp, bất đắc dĩ nói. Cô biết Mạc Phàm biết chút công phu. Nhưng cho dù lợi hại đến mấy cũng không là đối thủ của Bạch Tiểu Long. A Hào mạnh như thế, căn bản không có bất luận cơ hội đánh trả Bạch Tiểu Long. Nếu hai người họ chạy trốn, nói không chừng còn có cơ hội. Cô và Tiểu Ngọc bị mang về Bạch gia là kết cục đã định, hôm nay ai cũng không ngăn cản được. Ở Đông Hải còn có chuyện cháu không quản được sao? Mạc Phàm liếc mắt nhìn mẹ Tiểu Ngọc một cái, cười hỏi. Mẹ Tiểu Ngọc cười chua xót. Nếu là những người khác tới, cô sẽ không nghi ngờ năng lực của Mạc Phàm. Cậu không biết ngoài Đông Hải, có rất nhiều thế lực người bình thường không biết, hơi động ý niệm, có thể khiến thành phố Đông Hải long trời lở đất, Bạch gia là thế lực đáng sợ đó. Cô Vô Song nói không sai, hai người nhanh đi đi. Bạch Tiểu Hàn thấy Mạc Phàm tự đại như vậy, cũng nhíu mày khuyên. Mạc Phàm chỉ là đứa bé 16, 17 tuổi, cho dù thiên phú cao tới đâu. Cũng không có khả năng là đối thủ của Bạch Tiểu Long, huống chi nhìn Mạc Phàm thế nào cũng thấy là bộ dạng yếu ớt. Còn muốn chạy, phải hỏi kiếm phù trong tay tôi có đồng ý hay không? Bạch Tiểu Long cười tự tin nói. Nếu hôm nay Mạc Phàm giao bồi nguyên đan và toàn bộ bí mật trên người ra, chui qua đúng quần anh ta, còn thề sau này không tiếp xúc với phụ nữ Bạch gia bọn họ, anh ta có thể suy nghĩ thả Mạc Phàm đi hay không? Sắc mặt mẹ Tiểu Ngọc và chị em Bạch Tiểu Hàn thay đổi. Trên mặt đều là bất đắc dĩ, lắc đầu với Mạc Phàm, ý bảo Mạc Phàm nhanh đi đi, chỉ cần chạy đến nơi có nhiều người là an toàn. Ở trước mặt Bạch Tiểu Long, bọn họ không có đường phản kháng, chỉ có thể hy vọng Mạc Phàm và A Hào nhanh rời đi, đừng xen vào chuyện của Bạch gia bọn họ nữa.
Kiếm phủ của anh. Mạc Phàm hơi nhếch miệng cười, đi tới đón kiếm khí. Kiếm khí vốn chỉ cách Mạc Phàm một bước xa, Mạc Phàm lại đi về phía kiếm khí. Vẻ mặt đám mẹ Tiểu Ngọc sửng sốt, Mạc Phàm muốn tự tìm đường chết sao? Bạch Tiểu Long không phải là loại người lương thiện gì, anh ta sẽ không để ý đến sống chết của người khác. Mạc tiên sinh, đừng qua đó. Mẹ Tiểu Ngọc vội vàng kéo Mạc Phàm. Bạch Tiểu Long cũng nhíu mày, tiểu tử này muốn làm gì, cho rằng anh ta không dám giết người sao? Anh ta không có ý thu hồi kiếm khí, nếu Mạc Phàm muốn chết, sao có thể để cậu ta chết dễ dàng, để lại một cái động trên người cậu ta trước đã, đúng lúc này. Khi Mạc Phàm sắp đụng tới kiếm khí rụt lại. Kiếm khí gần hai trượng giống như sợ Mạc Phàm, trong chớp mắt ngắn một thước. Mọi người lập tức khiếp sợ. Đây là tình huống gì thế này? Bạch Tiểu Long không dám giết Mạc Phàm sao? Vừa rồi ngay cả mẹ Tiểu Ngọc mà Bạch Tiểu Long cũng giết, sao có thể không dám giết Mạc Phàm? Bạch Tiểu Long nhíu mày, anh ta vội vàng rót nội kình vào trong kiếm phủ. Nhưng cho dù anh ta rót vào bao nhiêu nội kình, theo Mạc Phàm đến gần, kiếm quang sẽ ngắn một thước, Mạc Phàm đi đến cách anh ta ba thước, kiếm quang trên kiếm phủ biến mất, giống như gặp quỷ. Chuyện gì thế này? Sắc mặt Bạch Tiểu Long trầm xuống, tức giận nói. Anh dùng pháp khí tôi luyện chế giết tôi, anh cảm thấy có khả năng sao? Mạc Phàm cười nhạt nói. Đa số luyện khí sư đều tự luyện chế pháp khí làm tay chân, tránh để pháp khí tự mình luyện giết chết. Kiếm phủ này là hắn luyện chế. Bạch Tiểu Long muốn dùng kiếm phủ đấu với hắn, có khả năng sao? Bạch Tiểu Long nhíu mày, hiểu ý trong lời Mạc Phàm, rất nhanh sắc mặt thay đổi. Kiếm phủ này thực sự do Mạc Phàm luyện chế ra sao, luyện khí sư? Bồi nguyên đan trên người Mạc Phàm đã khiến anh ta vô cùng kinh ngạc, lại còn luyện khí sư nữa. Cả Hoa Hạ có thể luyện chế pháp khí, không vượt quá 200 người, mỗi người đều là đối tượng các thế gia tranh đoạt. Một lát sau, sắc mặt Bạch Tiểu Long mới khôi phục bình thường. Tiểu tử, vậy cậu nhất định phải tới Bạch Gia với tôi một chuyến, theo tôi về Bạch Gia, cô Vô Song sẽ là của cậu. Vừa rồi Tiểu Ngọc gọi Mạc Phàm là Tiểu Ca Ca, hơn phân nửa Mạc Phàm là Tiểu Bạch Kiểm của cô Vô Song ở Đông Hải. Tuy khẩu vị của Bạch Vô Song hơi nặng một chút, nếu có năng lực đổi lấy một luyện khí sư cho Bạch Gia, hơn phân nửa gia tộc sẽ đồng ý. Tiểu Long, cháu nói linh tinh gì đó. Khuôn mặt tuyệt mỹ của mẹ Tiểu Ngọc đỏ tới mang tai. Cô Vô Song, tốt nhất là cô nên khuyên tiểu tử này, nếu cậu ta thành thật đi theo chúng tôi, địa vị của cô và Tiểu Ngọc ở Bạch Gia sẽ khác, nhưng nếu đợi tôi ra tay, vậy thì khác rồi, nhớ đâu làm Tiểu Bạch Kiểm của cô bị thương, cô đừng hối hận. Bạch Tiểu Long cười mỉa nói, thu hồi kiếm phù. Trong mắt mẹ Tiểu Ngọc hiện lên vẻ phức tạp, vẫn nói. Mạc tiên sinh, cậu nhanh đi đi. Pháp khí không có tác dụng với Mạc Phàm, nhưng công phu trên tay Bạch Tiểu Long không phải Mạc Phàm có thể đối phó. Còn Bạch Gia, cô và Tiểu Ngọc quay về thì tốt rồi. Mạc Phàm nghiêng đầu cười với mẹ Tiểu Ngọc. Cháu nói rồi, ai tới cũng không thể mang hai người đi, hai người cứ yên tâm ở đây. Bạch Gia nhất định sẽ ngăn cản hắn với Tiểu Tuyết, sớm muộn gì hắn cũng phải xung đột với Bạch Gia. Nếu là chuyện sớm hay muộn, vậy không bằng đến sớm một chút. Đời trước chuyện này đã xảy ra một lần. Nếu hắn chiếm được cơ hội trọng sinh, vậy thì sẽ không để giống kiếp trước. Mạc Phàm nói xong quay đầu nhìn Bạch Tiểu Long, trên mặt không còn vui vẻ. Thuộc hạ của tôi mới tu luyện một tháng, anh có thể đả thương anh ta cũng coi như là có tài, tôi tới thử xem rốt cuộc anh có bao nhiêu bản lĩnh. Những lời này của Mạc Phàm, cho dù là mẹ Tiểu Ngọc, chị em Bạch Tiểu Hàn, hay là Bạch Tiểu Long đều sửng sốt. A Hào mới tu luyện một tháng, có khả năng sao? Bạch Tiểu Long là người có thiên phú rất cao trong Bạch Gia, 8 tuổi đã bắt đầu tu luyện, trong bạn cùng lứa tuổi, có thể thắng được anh ta không quá 10 người, 20 tuổi đã có thực lực trúc cơ trung kỳ đỉnh phong. Ít nhất A Hào cũng có tu vi trúc cơ sơ kỳ, nếu không không có khả năng đấu với Bạch Tiểu Long lâu như vậy, sao có thể chỉ tu luyện một tháng? Sắc mặt Bạch Tiểu Long trầm xuống, giống như bị tát mạnh mấy cái. Tiểu tử, mày muốn chết à? Ánh sáng lạnh lóe lên trong mắt anh ta không nói lời vô nghĩa với Mạc Phàm, bóng dáng nhoáng lên một cái, lập tức biến mất không thấy, khi xuất hiện đã ở bên cạnh Mạc Phàm, nhanh đến mức làm người ta không phát hiện. Một tay anh ta vươn ra, lực lượng có thể băng sơn đảo hải, trong thời gian chưa tới 1/100 giây,
liền đánh về phía Mạc Phàm. Một chưởng này mạnh hơn so với đối phó A Hào vừa rồi nhiều, đất đá bụi trên đất đều theo tay Bạch Tiểu Long bay về phía Mạc Phàm. Sắc mặt mọi người thay đổi, trái tim mọi người đều bị treo lên cao. Bọn họ không hiểu võ công, nhưng đều là người của Bạch gia, cũng có chút nhãn lực. Nếu vừa rồi một chưởng này đánh vào người A Hào, chắc chắn A Hào không đứng nổi. A Hào cũng lộ vẻ nghiêm túc, tốc độ của Bạch Tiểu Long quá nhanh, phát lực cũng rất kỳ lạ, anh ta căn bản không thể chạm đến bóng dáng này. Mạc Phàm nheo mắt, sau đó thoải mái hơn. Bạch gia truyền thừa xuống dưới không ít, đây là bát cực thần công của Bạch Nhật Tông. Lực nhanh như thiểm điện, chậm như lão quy dung trời, mềm như tơ mang ngàn cân, cứng như sắt vô địch, mạnh như thần kiếm chạm vạn thiên, yếu như đông thiền lặng lẽ vô thanh, dài như biển nhược vân không bến bờ, ngắn như hào mang không thể tra. Trong bát cực luyện thành bất luận một loại nào, phối thêm đồng tử thuật của Bạch gia, uy lực vô cùng đáng sợ. Bát cực thần công của Bạch Tiểu Long này rất vừa lửa, một quyền vừa rồi dùng bốn cực chậm, nhanh, yếu, mạnh. Chẳng trách A Hào thua thảm hại như vậy, tu vi không bằng Bạch Tiểu Long, còn gặp phải bát cực thần công. Bát cực thần công này đối phó với A Hào hiện giờ thì thừa, đối phó hắn ít phải đến 64 cực mới được. Hắn cười nhạt một tiếng, linh khí rót vào trong quả đấm, hai chữ từ miệng hắn thốt lên. Băng Sơn. Một quyền không có khác thường đánh về phía Bạch Tiểu Long. Một chưởng một quyền, Bạch Tiểu Long như diệt thế nhất kích, Mạc Phàm sẽ vùng vẫy như trước thôi. Bạch Tiểu Long nhếch miệng, cười đắc ý. Ngoài miệng thì cứng rắn như vậy, trên tay thì mềm như thế, anh ta còn tưởng lợi hại thế nào. Nhưng khi một chưởng của anh ta đụng tới quả đấm của Mạc Phàm, rầm một tiếng thật lớn. Vậy mà một chưởng cường hãn như giấy, trong chớp mắt bị đánh nát. Bị một quyền lực xoắn ốc của Mạc Phàm đánh ngược về phía Bạch Tiểu Long. Sắc mặt Bạch Tiểu Long thay đổi, trong mắt đều là khó mà tin. Làm sao có thể? Chỉ do dự chưa tới một phần tư giây, chân anh ta khẽ động, thân hình biến mất lần nữa. Lui! Đi, anh chạy đi đâu? Trong mắt Mạc Phàm lóe lên lam quang, tiến lên trước một bước, mặt đất như bị ngắn lại, trực tiếp tiến đến chỗ chòi nghỉ mát bị nghiền nát. Hắn mới dừng chân. Bạch Tiểu Long cũng lộ thân hình, trong chớp mắt trên khuôn mặt anh Tuấn đẹp trai cao ngạo không còn ung dung như trước. Trong mắt anh ta hiện lên chút giận dữ, lặp lại chiêu cũ, một tay như dây bò lên người Mạc Phàm. Vừa rồi anh ta chỉ dựa vào chiêu quấn chỉ quấn này ném bay A Hào. Tay anh ta mới bò lên, muốn mượn khí lực trên tay Mạc Phàm hất Mạc Phàm văng ra. Kẽo kẹt, tiếng xương cánh tay không chịu nổi gánh nặng vang lên, Mạc Phàm không động một phen. Vẻ mặt anh ta ngẩn ra, chân khẽ động, muốn nhanh chóng rời đi. Còn muốn chạy, anh chạy được sao? Mạc Phàm lạnh lùng nói. Đánh không lại liền bỏ chạy, A Hào để anh ta chạy trốn được, đến chỗ hắn còn có khả năng sao? Không đợi Bạch Tiểu Long biến mất, tay còn lại của Mạc Phàm vỗ xung quanh Bạch Tiểu Long. Chấn hải. Tiếng rầm, như tiếng kinh lôi trên trời quang, không khí chấn động, sóng dập dờn mà ra. Thân hình Bạch Tiểu Long run lên, máu tươi phun từ trong miệng ra, quả đấm của Mạc Phàm đánh về người anh ta. Lúc này cái khiên lục giác xuất hiện trước người Bạch Tiểu Long. Cái khiên to bằng 1/3 người, màu đồng cổ, bên trên khắc đầy phù văn như nòng nọc, lóe lên quang mang màu đồng cổ, trong mắt Mạc Phàm lóe lên hàn mang, hừ lạnh một tiếng. Phá cho tôi. Keng một tiếng, cái khiên cổ đồng bị đánh nát trong chớp mắt, biến thành phế liệu, quả đấm chỉ bị kiềm hãm chút. Vẫn đánh lên người Bạch Tiểu Long. Rầm. Bạch Tiểu Long bay ra ngoài như đạn bay khỏi nòng súng, đập mạnh vào rào chắn tiểu khu. Trong chớp mắt rào chắn bị biến dạng, xi măng trên rào chắn văng tung tóe, lộ thép bên trong. Xung quanh vô cùng yên tĩnh, gần như tất cả mọi người đều đứng ngây ra, mãi mà không phản ứng kịp. Mắt mẹ Tiểu Ngọc mở to, không thể tin hai mắt mình. Mẹ, Tiểu ca ca lợi hại hơn trước nhiều. Tiểu Ngọc kéo áo Bạch Vô Song nói. Mẹ Tiểu Ngọc gật đầu, trong mắt lại tràn đầy lo lắng. Bạch Tiểu Manh che miệng, dùng tay chỉ Mạc Phàm, muốn nói gì đó với Bạch Tiểu Hàn, nhưng kích động hồi lâu, vẫn không nói ra được một chữ. Bình thường Bạch Tiểu Hàn có vẻ lạnh lùng, lúc này đôi mắt cũng khẽ đảo. Đây là lần đầu tiên bọn họ thấy Mạc Phàm ra tay, lần trước giả bị đâm là do A Hào ra tay, sau đó Tần Lão gia tử đến giải quyết mọi chuyện. Ai cũng không đoán được Mạc Phàm lợi hại như vậy.
Cao thủ trẻ tuổi của Bạch gia bọn họ, Mạc Phàm đánh một chiêu cũng không đỡ được. Chẳng trách Mạc Phàm bình tĩnh như thế, là người giải quyết được toàn bộ nguy hiểm, mới có thể như vậy. Nhưng sau khi khiếp sợ và vui sướng qua đi, ánh mắt Bạch Tiểu Hàn âm u. Lần này mọi chuyện ầm ĩ rồi. Một quyền của Mạc Phàm không giết chết Bạch Tiểu Long thì được, nếu giết chết Bạch Tiểu Long, đừng nói là thành phố Đông Hải, cả tỉnh Giang Nam đều rung chuyển. Bạch gia không dễ chọc như vậy. Trong những cái bình ở hầm ngầm Bạch gia chứa đầy thụ nhân, đều là người từng chọc Bạch gia, hiện giờ sống không được, chết chẳng xong, mỗi ngày sống dựa vào tâm tình của Bạch gia. Ở bên cạnh, tuy A Hào thấy Mạc Phàm ra tay vài lần, lúc này cũng kinh hãi nói không nên lời, thật lợi hại, anh ta kém Mạc Phàm không chỉ một chút. Dưới đình, sắc mặt Mạc Phàm bình tĩnh, đi về Bạch Tiểu Long dưới rào chắn, nhìn chằm chằm khuôn mặt trắng bệch của Bạch Tiểu Long, lạnh lùng hỏi. Bây giờ anh còn muốn mang ai đi? Trên rào chắn, Bạch Tiểu Long chui ra khỏi thép đã biến dạng, lảo đảo ngã xuống đất, trong mắt đều là phẫn nộ và kinh ngạc. Anh ta đường đường là đệ tử chính thống của Bạch gia, từ nhỏ đã bắt đầu tu luyện, lớn hơn Mạc Phàm vài tuổi, vậy mà bại bởi một người bình thường ít hơn anh ta vài tuổi, hiện giờ anh ta ít khi bại ở Bạch gia, chưa từng mất mặt như thế. Tiểu tử, rốt cuộc mày là ai? Chắc chắn Mạc Phàm này không chỉ là bác sĩ đơn giản như vậy, tất nhiên còn có thân phận khác. Anh không có tư cách biết. Mạc Phàm cười nói. Y tiên bất tử hắn, ai muốn biết cũng có thể biết sao. Mày! Hai mắt Bạch Tiểu Long như sắp phun ra lửa, anh ta có bao giờ phải chịu tức giận như vậy? Thế nào, không phục, anh có thể thử xem. Mạc Phàm cười nhạt nói. Tao giết mày! Trong mắt Bạch Tiểu Long lóe lên sắc bén, thân hình chớp lóe, xuất hiện sau lưng Mạc Phàm, một chưởng lặng yên không tiếng động đánh vào phía sau Mạc Phàm. Mạc Phàm khẽ nhếch miệng, không thèm nhìn tới, khẽ đá nhẹ một cái, như có không khí bám vào đùi hắn, giống như một cây đao, đao phong nổi lên bốn phía, chém mạnh về phía Bạch Tiểu Long. Mắt Bạch Tiểu Long mở to, trong mắt đều là khó mà tin. Bạch gia bọn họ cũng có thể tu luyện, chính anh ta cũng từng rèn luyện thân thể, sao không biết không khí kỹ. Nhưng không khí kỹ lại xuất hiện trên người Mạc Phàm, chuyện này đúng là khó tin. 16, 17 tuổi đã là hoành luyện tông sư. Chuyện này, vẻ mặt anh ta thay đổi, trong chớp mắt liền buông tha chuyện tấn công Mạc Phàm, vội vàng thu tay lại chắn. Một kích của hoành luyện tông sư không dễ chắn như vậy. Rắc rắc, tiếng xương gãy vang lên, Bạch Tiểu Long lại bay ra ngoài hơn 10 thước, đập mạnh xuống đất, phun ra một ngụm máu. Tiểu khu vốn hoàn hảo thành mảnh bừa bãi. Cũng may nơi này góc cuối tiểu khu, hôm nay lại là thời gian làm việc, trong tiểu khu không có ai, nếu không chắc chắn sẽ nhấc lên sóng to gió lớn. Thế nào, muốn thử lần nữa không? Mạc Phàm vung tay lên, bụi đất tản ra. Khụ khụ. Trong bụi đất, một tay Bạch Tiểu Long nhũn như mì sợi, gian nan đứng dậy, trong mắt đều là sắc bén. Tiểu tử, mày thực đáng chết. Hôm nay không giết mày tao sẽ không họ Bạch. Bạch Tiểu Long gần như quát nói. Dị sắc trong mắt anh ta chớp lóe, trong chớp mắt con mắt vốn màu đen biến thành màu trắng. Tu vi mạnh hơn anh ta thì sao chứ, hoành luyện tông sư thì thế nào, dưới Bạch đồng tử của Bạch gia bọn họ, đều phải chết. Anh ta từng dùng Bạch tử đồng, thần không biết quỷ không hay giết một tiên thiên tông sư bất kính với Bạch gia bọn họ, còn giết cả nhà tông sư này. Mẹ Tiểu Ngọc, Bạch Tiểu Hàn. Bạch Tiểu Manh vừa thấy mắt Bạch Tiểu Long đổi màu, sắc mặt thay đổi. Bạch đồng tử của Bạch gia, là đồng tử thuật duy nhất ở Hoa Hạ, trừ phi có được huyết mạch của Bạch gia, nếu không căn bản không thể thi triển. Ngoại trừ độc nhất vô nhị gia, lực tấn công của Bạch đồng tử cũng rất cường đại. Nghe nói một vị cao thủ Bạch gia bọn họ nhìn thoáng qua đỉnh núi cách cây số, chỉ nói một câu. Núi không đến gần ta, vậy núi sẽ bị hủy. Sau đó ngọn núi kia sụp đổ trong chớp mắt, núi trở thành đất bằng, người đó dẫm lên mà qua. Bạch Tiểu Long đối phó Mạc Phàm lại dùng Bạch đồng tử, lần này Mạc Phàm nguy rồi. Cho dù Mạc Phàm cường đại vượt qua bọn họ tưởng tượng, nhưng Bạch tử đồng tấn công vô hình vô tướng, hoàn toàn không thể né tránh. Mạc tiên sinh, cẩn thận mắt cậu ta. Vẻ mặt mẹ Tiểu Ngọc lo lắng, vội vàng nhắc nhở. Ha ha, trốn cũng không có tác dụng, cậu ta chết chắc rồi. Bạch Tiểu Long nhếch miệng, cười đắc ý nói. Nếu Bạch đồng tử của Bạch gia bọn họ dễ né tránh như vậy, Bạch gia bọn họ đã sớm biến mất.
Sát! Anh ta mới nói xong, một đạo quang mang màu trắng bắn từ trong mắt anh ta ra, bay về phía Mạc Phàm. Giết tôi, anh không có bản lĩnh này. Mạc Phàm cười tự tin nói. Hắn tháo hoàng tuyền thạch bên hông ra, rót linh khí vào bên trong, ném về phía không trung, mắt nhắm chặt, miệng bắt đầu niệm thần chú. Một màn hào quang màu ngũ sắc lập tức xuất hiện trước người hắn, bao cả người hắn lại. Cũng đúng lúc này, rầm một tiếng, màn hào quang chấn động. Hai cái cây nhỏ to bằng cánh tay phía sau Mạc Phàm bị vặn thành bánh quai trèo, gãy ở giữa. Nhưng hào quang màu ngũ sắc trên người Mạc Phàm chỉ vặn một cái, lại nhanh chóng khôi phục như thường, giống như chưa có chuyện gì xảy ra, thoải mái đỡ Bạch Đồng Tử. Bạch Tiểu Long sửng sốt, vẻ mặt lại thay đổi. Pháp khí gì lợi hại như vậy? Pháp khí phòng ngự bình thường đều bị phá nát dưới Bạch Đồng Tử của Đồng Tử Thuật, pháp khí của Mạc Phàm lại có thể ngăn cản. Anh ta kinh ngạc đồng thời tham lam trong mắt càng đậm hơn. Trên người tiểu tử này có quá nhiều bí mật, hôm nay bất luận thế nào cũng phải bắt tiểu tử này. Tiểu tử, không phải mày rất lợi hại sao, sao lại trốn vào trong mai rùa như thế, mày có thể trốn vào trong mai rùa, nhưng bọn họ có mai rùa để trốn sao? Bạch Tiểu Long cười hung dữ, tàn nhẫn lóe lên trong đôi mắt trắng của anh ta. Anh ta nói xong rời mắt nhìn đám Bạch Tiểu Hàn, A Hào. Anh ta không phá được màn hào quang của Mạc Phàm, anh ta không tin Mạc Phàm sẽ nhắm mắt làm ngơ, chỉ cần Mạc Phàm ra khỏi màn hào quang này, sẽ phải chết không thể nghi ngờ. Sắc mặt đám Bạch Tiểu Hàn thay đổi, không ngờ Bạch Tiểu Long sẽ ra tay với bọn họ. Bạch Tiểu Manh sợ tới mức trốn phía sau Bạch Tiểu Hàn. Bạch Tiểu Long, cậu muốn làm gì? Bạch Tiểu Hàn lạnh giọng hỏi. Vì tương lai của Bạch gia, chỉ có thể vất vả cho cô rồi, yên tâm. Tôi sẽ cho các người chết nhanh một chút, đúng rồi, kiếp sau nhớ làm đàn ông. Bạch Tiểu Long cười âm hiểm nói, không cảm thấy có gì không đúng. Đợi anh ta lấy được bí mật trên người Mạc Phàm, thực lực của Bạch gia sẽ tăng mạnh, coi như Bạch Tiểu Hàn chết có ý nghĩa, dù sao không phải phụ nữ Bạch gia sống vì cường đại của Bạch gia sao. Bạch Tiểu Hàn nhíu mày, đôi mắt như sắp phun ra lửa, lạnh lùng nhìn Bạch Tiểu Long chăm chú. Nếu có kiếp sau... Tôi nhất định sẽ dùng thân phận phụ nữ giết cậu. Quy củ chết tiệt của Bạch gia, cô thật sự chịu đủ rồi. Vì sao phụ nữ không thể tu luyện, vì sao phụ nữ phải hy sinh vì Bạch gia, vì sao phải cống hiến hết mình cho Bạch gia, còn không chiếm được địa vị nên có. Nếu cô có thực lực như Mạc Phàm, nhất định phải phá toàn bộ. Vậy kiếp sau gặp lại. Bạch Tiểu Long cười, trong mắt lóe lên Bạch Quang, muốn treo cổ đám Bạch Tiểu Hàn. Lúc này giọng Mạc Phàm truyền đến. Không cần đợi kiếp sau, đời này có thể làm được. Vẻ mặt đám Bạch Tiểu Hàn sửng sốt, vội vàng nhìn về phía Mạc Phàm, ánh mắt lại thay đổi. Bạch Tiểu Long nhíu mày, rời mắt nhìn Mạc Phàm, nhướng mày. Anh ta còn chưa ra tay, vậy mà hào quang xung quanh Mạc Phàm hoàn toàn biến mất, đúng là tên ngu ngốc không biết sống chết. Tiểu tử, mày đã có tình như vậy, tao tiễn mày một đoạn. Anh ta cười đắc ý. Bạch quang trong mắt chớp lóe, một đạo gợn sóng mắt thường không thể thấy được bay về phía Mạc Phàm. Không có pháp khí, xem lần này mày có chết không? Mạc Phàm lắc đầu cười, vẻ mặt khinh thường. Anh cho rằng đồng tử thuật của Bạch gia anh vô địch sao? Hắn nói xong liền mở mắt ra, ngọn lửa màu cam từ sâu trong đồng tử xuất hiện, nhanh chóng bốc lên. Nhiệt độ xung quanh tăng cao, như trong hỏa lò. Mắt mẹ con Tiểu Ngọc, Bạch Tiểu Hàn. Bạch Tiểu Manh mở to, tràn đầy vẻ khó tin. Trong mắt phun lửa, bọn họ chỉ thấy trên TV, đọc trong tiểu thuyết, ai biết một màn này xuất hiện trước mắt bọn họ. Ngay cả Bạch Tiểu Long cũng sửng sốt, sắc mặt thay đổi, đây là đồng tử thuật gì? Không phải đồng tử thuật của Bạch gia độc nhất TV ô nhị ở Hoa Hạ sao, tiểu tử này lấy đâu ra đồng tử thuật khác? Tiểu tử, đừng giả thần giả quỷ nữa. Bạch quang trong mắt anh ta chớp lóe. Có vài đạo sóng gợn bay về phía Mạc Phàm. Mạc Phàm khẽ nhếch miệng, cười khinh thường. Nếu Bạch Tiểu Long này đến cảnh giới như Bạch Khởi Tông chủ tiền nhiệm của Bạch Nhật Tông, liếc mắt một cái treo cổ 20 vạn tu sĩ Vạn Ma Tông, chắc chắn hắn phải nhượng bộ lui binh. Nhưng Bạch Tiểu Long kém quá xa, quá xa. Đốt! Ý niệm hắn khẽ động, ngọn lửa màu cam trong mắt bốc lên, vài đạo gợn sóng của Bạch Tiểu Long bốc cháy trong không khí. Chưa đến trước người Mạc Phàm, đã hoàn toàn hóa thành vô hình, bị thiêu đốt. Sắc mặt Bạch Tiểu Long âm u,
khó coi như nuốt phải BCS dùng rồi. Đồng tử thuật của Bạch Gia bọn họ, một khi sử dụng hiếm có địch thủ, lại bị ngọn lửa quỷ dị bắn ra trong mắt Mạc Phàm thiêu hủy. Chuyện này chưa từng có trong ghi chép của Bạch Gia bọn họ. Không có khả năng, sao có thể như vậy? Bạch Tiểu Long lắc đầu, trên mặt đều là khó tin. Biểu cảm kia giống như ếch ngồi đáy giếng, chỉ nhìn thấy bầu trời trên miệng giếng. Mạc Phàm lắc đầu, mỉm cười. Có lẽ ở Hoa Hạ chỉ có một nhà có Bạch đồng tử, nhưng ở tu chân giới, có không ít tu sĩ tu luyện đồng tử thuật. Ly Hỏa Kim đồng tử, Huyễn Nguyệt Thủy đồng tử, Vô Hình Kiếm đồng tử, vân vân, ở đâu cũng có. Cho dù hắn không di chuyển, cũng có những phương pháp khác giải trừ Bạch đồng tử trong đồng tử thuật. Phương pháp như vậy, hiện giờ hắn có thể sử dụng trên trăm loại. Nhưng nếu muốn gây chiến với Bạch gia, vậy thì chơi lớn một chút, khiến Bạch gia cũng run rẩy đi. Chuyện anh cảm thấy không có khả năng còn nhiều lắm, nhưng anh không có cơ hội nhìn thấy. Mắt hắn nheo lại, trên mặt hiện lên hàn ý. Đốt! Một chữ vang lên, ngọn lửa màu cam trong mắt Mạc Phàm cháy mạnh, như hai tia laser màu cam. Không để Bạch Tiểu Long phản ứng kịp, tia lửa biến mất vào trong mắt anh ta. A, Bạch Tiểu Long kêu thảm thiết, chỉ cảm thấy mắt như bị hỏa thiêu, đau đớn như muốn chia đầu anh ta làm đôi. Anh ta không dám lấy tay đi dụi, vội vàng lấy một bình ngọc nhỏ từ trong túi ra. Sử dụng đồng tử thuật quá nhiều sẽ tổn hại đến mắt, cho nên anh ta luôn mang nước thuốc Bạch ra luyện chế. Nhỏ nước thuốc trong suốt vào mắt, cảm giác mát rượi truyền đến. Anh ta mở to mắt, sắc mặt âm trầm như vặn ra nước. Trước mắt anh ta là một vùng đen tuyền, không nhìn thấy được gì. Anh ta lại nhỏ vài giọt nước thuốc, mở mắt, kết quả vẫn như vậy, trên khuôn mặt anh ta hiện lên hung dữ. Nước thuốc này có tên là Quỳnh Tương Ngọc Lộ, do 36 loại linh dược hiếm có luyện chế ra, ngay cả mù cũng có thể chữa khỏi, nhưng nhỏ vào mắt anh ta lại không có tác dụng. Mạc Phàm, tao muốn mày chết không được tử tế. Bạch Tiểu Long giận dữ hét, giọng nói như quân chủ hắc ám bị chọc giận. Con kiến Mạc Phàm này dám hủy đi Bạch đồng tử anh ta luôn lấy làm kiêu ngạo. Đối với anh mà nói, chuyện này cũng là không có khả năng. Mạc Phàm cười khẽ nói. Hắn bước lên một bước, vốn cách Bạch Tiểu Long 5-6 thước xa, hắn vừa sải bước, khẽ đến trước người Bạch Tiểu Long. Một trường như Thái Sơn đè đầu đánh lên đỉnh đầu Bạch Tiểu Long. Phốc, thân hình Bạch Tiểu Long run lên, một ngụm máu tươi phun ra, sắc mặt anh ta trắng bệch. Chỉ trong chớp mắt, cả người Bạch Tiểu Long như khí cầu bị đâm thủng, tinh khí nhanh chóng tiêu tán, không còn nhuệ khí bức người như vừa đến. Tiểu tử, mày dám phế đi tu vi của tao, Bạch gia sẽ không bỏ qua cho mày. Bạch Tiểu Long tức giận kêu lên. Mạc Phàm không trả lời, trên khuôn mặt lãnh khốc không có chút biểu cảm, hắn nhấc chân lên đá mạnh vào giữa hai chân Bạch Tiểu Long. Rắc rắc, tiếng xương gãy vang lên. Mắt Bạch Tiểu Long mở to, miệng há lớn. Đau đớn không phát ra nổi tiếng, hai chân khép chặt, toàn thân không ngừng run rẩy. Xương chậu đã nát, càng không phải nói thứ ở giữa của anh ta, thứ đó bình thường đụng mạnh một phen có thể đau đớn chảy mồ hôi, huống chi bị Mạc Phàm đạp nát. Phịch, Bạch Tiểu Long ngã trên đất, hai tay ôm phía dưới, trên mặt giật giật biến dạng. Mặt Mạc Phàm không chút thay đổi, nhìn Bạch Tiểu Long nằm trên đất. Không phải Bạch Tiểu Long này cảm thấy đồng tử thuật của anh ta vô địch sao? Vậy dùng đồng tử thuật thiêu đốt mắt anh ta. Tu vi rất cao đúng không, vậy phế tu vi anh ta. Thân là đàn ông Bạch gia thì giỏi lắm sao, vậy trở thành thái giám của Bạch gia đi. Cách đó không xa, đám mẹ Tiểu Ngọc sửng sốt. Mạc Phàm phế đi mắt Bạch Tiểu Long, tu vi và thân đàn ông, nhìn có vẻ lâu nhưng thực ra chưa tới 5 giây, làm bọn họ không ngăn cản kịp. Bạch Tiểu Long là người như vậy, nên chịu trừng phạt đó. Tuy không phải là bọn họ ra tay, lúc này bọn họ cũng giải hận. Nhưng Bạch Tiểu Long là người Bạch gia, Mạc Phàm phế anh ta như vậy, chắc chắn Bạch gia sẽ không bỏ qua cho Mạc Phàm. Mạc Phàm vô cùng lợi hại, nhưng chỉ đánh bại Bạch Tiểu Long. Ở trước mặt Bạch gia, vẫn không khác gì lấy trứng chọi đá. Lúc này tâm tình ba người phụ nữ chìm vào đáy cốc. Mạc Phàm, mày có bản lĩnh thì giết tao đi. Bạch Tiểu Long đau đớn nằm trên đất kêu lên. Anh ta đã thành phế nhân, quay về Bạch gia cũng không có chỗ lợi gì, chỉ có thể rơi vào người hạ đẳng nhất, ngay cả phụ nữ cũng không bằng. So với bất lực như vậy, chẳng bằng chết đi. Nếu anh ta chết,
chắc chắn Bạch Gia sẽ giết Mạc Phàm báo thù cho anh ta. Mạc tiên sinh, đừng giết cậu ta. Mẹ Tiểu Ngọc vội vàng nhắc nhở. Chỉ cần không giết Bạch Tiểu Long, còn có đường sống, cùng lắm thì cô mang Tiểu Ngọc về Bạch Gia, cậu anh trai cô, cũng là gia chủ Bạch Gia hiện giờ. Anh muốn tôi giết thì tôi phải giết, anh quá coi trọng mình rồi đó. Ha ha, Mạc Phàm mày sợ sao, mày không dám giết tao, vậy tao tự giết, đợi Bạch Gia tao tới trả thù đi. Bạch Tiểu Long như điên rồi, cười nói, há miệng muốn cắn lưỡi tự sát. Muốn chết, đâu dễ như vậy. Mạc Phàm cười lạnh lùng, một cước đạp vào mặt Bạch Tiểu Long, răng và máu bay ra, vô cùng thê thảm. Đồng thời Mạc Phàm còn bóp cánh tay hoàn hảo của Bạch Tiểu Long. Rắc rắc, cánh tay này cũng mềm xuống, hoàn toàn diệt con đường tự sát của Bạch Tiểu Long. Hắn nhất định sẽ giết Bạch Tiểu Long, nhưng phải đợi hắn dùng xong đã. Mạc Phàm, mày có gan thì giết tao đi. Bạch Tiểu Long gầm lên, giọng nói như phát ra từ cổ họng. Không cần chết nhanh như vậy, anh sẽ bị tôi giết trước mặt gia chủ Bạch gia, sẽ không lâu đâu. Mạc Phàm bình tĩnh nói, biểu cảm vân đạm phong khinh, giống như muốn giết một con kiến, vẻ mặt mọi người ngẩn ra, nhao nhao hít vào mấy hơi khí lạnh. Mạc Phàm đang làm gì vậy, muốn khiêu chiến uy nghiêm của Bạch gia sao? Audio điện tử Võ Tấn Bền. Hết tập 16.